ngay cả Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm cũng nhìn ra tình huống không đúng. Đàm Địa Quân thẹn quá hóa giận, quát. Dám đùa nghịch với ta, đáng chết. Hắn giơ chân lên đạp mạnh xuống một cái, cả không gian run rẩy kịch liệt, chân khí của hắn hóa thành mảnh vỡ, giống như đánh nát không gian này. Tự ảnh hưởng thị giác thì rất đồ sộ, nhưng loại lực lượng hủy diệt này rất đáng sợ. Sắc mặt Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm đại biến, vội vàng phi thân tránh ra, rất sợ tai họa đến chính mình, không gian chi lực này, dùng tu vị của bọn họ không thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, hai đồng tử bắn tinh thần lực cường đại ra, trực tiếp thay đổi không gian chung quanh, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện sau lưng Đàm Địa Quân. Đàm Địa Quân quay người lại đá một cước, không gian sau lưng vỡ vụn tầng tầng, giống như chiến xa cực lớn bị ép thành bụi phấn. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, hắn thuấn di lần nữa, thoáng cái vọt qua người Đàm Địa Quân mấy chục thước. Đột nhiên vụ mai chi khí bao phủ không gian, trong mấy hô hấp bao phủ chung quanh Lý Vân Tiêu, bao phủ hắn vào trong, không cách nào nhúc nhích được. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Đàm Địa Quân cười lạnh nói. Mặc dù là đại thuật luyện sư, hai lần thuấn di nhất định là có thời gian dừng, từ khi ngươi vừa mới ra tay mà nhìn, khoảng cách đó là hai lần hô hấp, tuy quá ngắn, nhưng đầy đủ ta ra tay. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì thế nào, sương mù của ngươi căn bản không thể ngăn cản ta, chẳng lẽ quên sao? Đàm Địa Quân lộ ra vẻ trêu tức, lạnh lùng nói. Lần này ngươi có thể thử xem. Hai tay của hắn bắt ấn quyết, sương mù đầy trời bắt đầu khởi động, dường như trở nên cực kỳ không an phận, dục dịch. Lý Vân Tiêu cau mày, khẽ quát một tiếng. Minh Nguyệt Thần Thể tỏa ra hào quang tinh lọc, thổi tan sương mù này đi, lãnh đạm nói. Ta không có phát hiện có cái gì khác biệt cả. Lúc này đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại, chính mình lại bị một đôi tay ôm lấy. Sương mù rõ ràng hóa thành hình người, thấy không rõ ngũ quan mạo nhưng cao hơn 3 mét, thoáng cái ôm Lý Vân Tiêu vào trong ngực, tuy hào quang của thần thể xuyên thủng ngực của nó, nhưng không cách nào tinh lọc hoàn toàn, vẫn bị ôm chặt. Sương mù ăn mòn và hào quang tinh lọc kêu lên tê tê, khủng bố đến cực điểm, nếu không phải thể chất của hắn biến thái tới cực điểm, sợ là đã bị trọng thương không thể trị. Hơn nữa người sương mù này còn sinh ra nguyên lực chấn động cường đại, nhiễu loạn tần suất không gian bốn phía, nhưng Lý Vân Tiêu không cách nào thuấn di. Ta xem ngươi trốn đi nơi nào, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Có bản lĩnh trốn đi. Thần sắc âm lãnh hiện ra trên mặt Đàm Địa Quân mặt, giơ chân lên cao cao đạp xuống, không gian nghiền nát ầm ầm, sụp xuống trước người Lý Vân Tiêu, một thông đạo màu đen hiện ra mang theo lực lượng khủng bố. Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm đều biến sắc, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu lần này là triệt để xong đời, loại lực lượng này nếu đánh trúng, tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, những sương mù này giống như kẹo mạch nha dính lên người hắn, tuy thần quang có thể phá vỡ nhưng không cách nào tách ra, người sương mù vẫn ôm chặt lấy hắn không buông ra. Trong mi tâm của nó đột nhiên sinh ra đôi mắt màu vàng, đột nhiên mở ra, khép mở thật uy phong. Siêu siêu. Lúc này chung quanh người Lý Vân Tiêu có một vòi rồng sinh ra, sương mù trèo trống trong gió lốc một lát, liền trực tiếp thổi tan ra, cuốn vào bay theo gió lốc. Cái gì? Đàm Địa Quân cùng Bình Anh Dịch ba người hoảng sợ kêu to lên. Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết, gió lốc lập tức nằm dưới sự khống chế của hắn va chạm với lỗ đen vừa sinh ra. Ầm ầm, không gian sụp xuống va chạm với gió lốc. Tuy có thể ngăn cản một lát nhưng chẳng khác gì châu chấu đá xe, thoáng cái nổ nát dưới sức gió, nghiền áp đi qua. Nhưng mà cả quá trình này, Lý Vân Tiêu tiếp tục thuấn di lần nữa, tránh thoát đi, không gian trong vài trăm mét bị nghiền áp, lỗ đen từ từ chữa trị lại. Đàm Địa Quân lại an tĩnh lại, lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu, không nói câu nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm hô nguy hiểm thật, vừa rồi lực lượng không gian sụp đổ đánh lên người hắn. Cho dù hắn là chí cường phách thể cũng phải phấn thân toái cốt. Nếu như là lúc trước, hắn đã lấy giới thần bi ra làm tấm chắn, đây cũng là nguyên nhân giới thần bi không ngừng tổn hại. Nhưng hắn mới luyện chế thành thái cổ thiên mục dung hợp lực lượng của thái cổ cương phong, tuy chỉ là một tia nhưng cũng là lực lượng phong chi bản nguyên, huyễn hóa ra gió lốc thổi tan sương mù, lúc này mới chạy trốn ra ngoài. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Đột nhiên Đàm Địa Quân mở miệng hỏi. Trải qua giao thủ lần này hắn không thể làm gì hơn. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này có thủ đoạn gì cũng làm hắn băn khoăn.
sợ trong lúc vô tình đắc tội thế lực lớn. Lý Vân Tiêu vận chuyển đại diễn thần quyết, mau chóng đền bù hồn lực tiêu hao, cười nói. Ta tùy tiện nói một cái ngươi sẽ tin sao? Đàm Địa Quân nhíu mày, cảm giác muốn từ trong lời tiểu tử này biết vài thứ gì đó còn khó hơn giết hắn. Nhưng hiện tại trong tình huống này, muốn giết hắn đúng là vô cùng khó khăn. Ngươi thực chỉ tới đây vì bảo tàng. Lý Vân Tiêu cười nói. Vốn chỉ muốn mượn chút nguyên thạch của Bắc Đấu Tông, thuận tiện xem có thể mượn truyền tống đại trận dùng không. Hiện tại còn muốn nhìn xem bảo tàng là thế nào. Ba người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, đương nhiên hiểu hắn nói mượn là có ý gì. Đàm Địa Quân không tin nhíu mày. Ngươi thiếu nguyên thạch. Hắn xem ra, thiên phú yêu nghiệt như Lý Vân Tiêu tất nhiên là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thế lực đỉnh cấp. Người như hắn chưa bao giờ thiếu tài nguyên, thiếu cái gì cũng không thể thiếu nguyên thạch. Dù tông môn chỉ còn một khối nguyên thạch cuối cùng đều ưu tiên cung cấp cho môn nhân như hắn sử dụng. Ừ, không phải thiếu bình thường. Lý Vân Tiêu phát giác địch ý của đối phương giam ẩn, gật đầu cười nói. Ta nói mục đích của chúng ta không có xung đột, không bằng cùng nghĩ biện pháp mở bảo tàng ra đi, tất cả mọi người được chỗ tốt. Hừ, không có hứng thú. Đàm Địa Quân lãnh đạm nói. Theo ta biết, bảo tàng kia đã sớm không còn. Ánh mắt của hắn nhìn vào Bình Anh Dịch hai người, nói. Có phải các ngươi tìm được tin tức loạn thất bát tao gì hay không? Bình Anh Dịch bước lên trước, nói. Đàm đại nhân, cũng chỉ có bản vẽ năm đó tiền bối Bắc Hà Tông rời khỏi mang đi mà thôi. Hắn vội vàng lấy một khối da cũ nát trong nhẫn chữ vật ra, dâng lên hai tay. Đàm Địa Quân lạnh lùng nhìn qua, khẽ nói. Loại vật này toàn bộ trên dưới tông môn đều có. Năm đó có người nhìn thấy bảo tàng, lúc này mới làm ra rất nhiều bản đồ giả, hiện tại ngay cả Trương Lăng Hoa sợ rằng cũng không phân biệt ra được. Đúng, đúng. Bình Anh Dịch nói theo. Nhưng mà, tấm bản đồ là thực có khả năng là thật rất lớn. Hơn nữa trong tay Trương Lăng Hoa khẳng định có bản đồ thật, nếu không mấy trăm năm trước Bắc Đấu Tông sớm đã bị Lôi Phong Thương Hội diệt trừ, nhất định là đào bảo tàng ra. Đàm Địa Quân trầm mặc, dường như đang định giá, thì thào mở miệng nói. Mấy trăm năm trước, lúc ấy gia sư vẫn chỉ là một đệ tử trong tông môn mà thôi. Đoạn bí mật này ta cũng nghe nói qua, thập phần không đáng tin cậy. Hắn lấy tấm da mà Bình Anh Dịch đưa qua, ngón cái sờ lên một cái, lập tức biến sắc, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Đàm Địa Quân xoa nắn tấm da trong tay, một đạo sương mù bay ra khỏi tay, điểm lên trên tấm da này. Chỉ để lại một dấu nhỏ. Trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tấm địa đồ, nói. Đây là da yêu thú cửu giai. Bình Anh Dịch cũng vui vẻ, Bình Anh Dịch vội hỏi. Đại nhân minh giám, chất liệu bản đồ này chúng ta nghiên cứu thật lâu, đều không thể đoán được đẳng cấp. Đại nhân vừa nhìn đã biết rõ, không hổ là tồn tại võ tôn A. Nghe vỗ mông ngựa một cái, lập tức cảm thấy mình hài lòng. Cảm giác thân phận của mình tăng cao rất nhiều. Hừ, phụ mai chi khí của lão phu không có lực lượng võ tôn hoặc là thân thể yêu thú cửu giai căn bản không cách nào ngăn cản, sợ là biết ngay. Đàm Địa Quân hừ nhẹ một tiếng, tuy ra vẻ khinh thường, nhưng vẫn rất hưởng thụ được tâng bốc. Nhưng mà hắn vừa nói xong thì nhìn qua Lý Vân Tiêu, trên mặt hơi đỏ, giận dữ nói. Có trời mới biết tiểu quỷ ngươi tu luyện thế nào. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười nói. Chất liệu bản đồ này là da yêu thú cửu giai, như vậy khả năng là thật rất lớn. Đàm Địa Quân cũng bắt đầu coi trọng, nhưng không có nhìn qua đồ án trên bản đồ, chỉ không ngừng vuốt ve, dường như sờ nghiện. Ba người cũng im lặng, biết rõ trong đó tất có biến. Đàm Địa Quân sờ một lúc mới nói. Ta nghe gia sư đã từng nói qua, bảo tàng có phải là thật hay không hắn cũng không dám xác định, nhưng hơn phân nửa là không có. Mà bản đồ thật nghe nói được ghi lại trên thái bạc kim chỉ. Lý Vân Tiêu nói, thái bạc kim chỉ mỏng như sợi tóc, nhẹ như không có gì, lại có thể thừa nhận lửa cháy và nung khô không có gì. Nếu như tàng bảo đồ là nó, có thể dùng lửa thiêu hủy tấm da. Đàm Địa Quân gật đầu nói, đúng vậy, người quả nhiên là đại thuật luyện sư. Hắn cầm tấm da trong tay, lập tức ngưng tụ ra một đám hỏa diễm thiêu đốt trong lòng bàn tay. Tấm da không sứt mẻ dưới ngọn lửa, thiêu đốt một lúc vẫn không có gì. Đàm Địa Quân biến sắc, sợ hãi nói. Cái này, đây là chuyện gì? Hắn lật tấm da lên xem một hồi, không có phát hiện bất luận dấu vết nung khô gì đó,
một chút ấn ký cũng không có ghi lại. Mặc dù mình không phải võ giả hỏa hệ, vốn lấy thực lực võ tôn ngưng tụ hỏa diễm cũng không tầm thường, tấm da này không ngờ chịu được lửa của hắn. Lý Vân Tiêu nói, bên trong có thái bạc kim chỉ thật lớn, tấm bản đồ này nhất định là dùng da yêu thú cửu giai hỏa hệ chế thành, ta đến thử xem a. Trên mặt Đàm Địa Quân hiện ra vẻ không hài lòng, hừ lạnh nói. Hẳn là ngươi cảm thấy ngươi làm tốt hơn ta. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, sờ sờ mũi, nói. Ta là thuật luyện sư, trong tay trưởng có dị hỏa. Đàm Địa Quân bán tín bán nghi, lúc này mới mang địa đồ giao cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mở địa đồ ra xem, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một hồi, thật là ra yêu thú cửu giai hỏa hệ, phía trên còn cảm nhận được ấm áp của nguyên tố hỏa hệ. Thái cổ thiên mục trong mi tâm mở ra, ngưng tụ ra một hư ảnh phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt bản đồ. Thực lực quá mạnh mẽ, hắn sợ thái bạc kim chỉ cũng cháy mát. Cho nên chỉ dám dùng hư hỏa thí nghiệm, nhưng mà tấm do vừa chạm vào hư hỏa lập tức bốc cháy và co rút lại. Đàm Địa Quân hoảng sợ giật mình, trừng mắt thật to, chỉ cảm thấy chuyện trước mặt hình như không chân thật. Mình nói như thế nào cũng là võ tôn, sử dụng hỏa diễm thì tấm da không xi nhê gì, hắn vừa đụng tay vào thì đã cháy, chênh lệch này quá lớn a. Vốn theo hắn dự đoán, cho dù trong tay Lý Vân Tiêu có dị hỏa, nhưng ít nhất phải thiêu đốt mấy canh giờ mới được, nhưng không nghĩ tới chỉ một hô hấp, trong tích tắc ra yêu thú cửu giai hỏa hệ đã bị đốt trụi. Cách giải thích duy nhất chính là, dị hỏa của tiểu tử này quá bá đạo, quá biến thái. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Đàm Địa Quân nhìn quy sắc mặt bình tĩnh của Lý Vân Tiêu, hắn sinh ra sợ hãi. Ra, đi ra. Đột nhiên Bình Anh Dịch quát to một tiếng, vui mừng nhìn qua ngọn lửa, quả nhiên sau khi đốt cháy tấm da thú thì một tờ giấy vàng hiện ra, kim quang lập lòe trong hỏa diễm. Lý Vân Tiêu cũng vui vẻ, vội vàng dập tắt hỏa diễm cầm lên. Hừ! Đàm Địa Quân hừ lạnh một tiếng, đoạt trước, hắn cầm thái bạc kim chỉ vào trong. Âm thanh tê tê thịt nướng phát ra từ tay của hắn, hắn hét thảm một tiếng, hắn vội vàng ném thái bạc kim chỉ ra, trong mắt kinh hãi liên tục. Bỗng nhiên phát hiện tay của mình cháy đen rồi. Tuy tổn thương không phải rất nặng, nhưng mà nhiệt độ xuyên thấu qua phòng ngự thiêu đốt da của hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Quên nói một câu, kim loại vừa đốt qua không thể sờ vào. Hắn khí định thần nhàn cầm thái bạc kim chỉ mà Đàm Địa Quân ném đi cầm vào trong tay, nhưng lại không có chút việc gì. Phía trên thái bạc kim chỉ có hào quang lưu động, trên đó có vẽ tuyến đường dài hẹp. Là địa đồ hoàn toàn khác với tấm da thú lúc nãy. Ta nhìn xem. Đàm Địa Quân đã hấp thu giáo huấn, hắn rót nguyên khí vào trong tay, lúc này mới dám đưa tay cầm, liếc nhìn qua thì ngạc nhiên, nói. Cái này, vì sao lại ở đây? Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm cũng đụng lên, nhìn qua một lúc vẫn không rõ, bọn họ khó hiểu địa hình sơn mạch này. Lý Vân Tiêu nói. Đây là đâu? Hắn nhìn ra sắc mặt Đàm Địa Quân ngưng trọng. Đàm Địa Quân xem một hồi mới mở miệng. Ngươi nên biết thành Nam Hỏa có tài nguyên lớn nhất chính là Ly Hỏa Kim Tinh, bốn phía có mấy trăm khu vực khai thác mỏ, tất cả thế lực lớn giao tạp trong đó, không thể đếm được. Nhưng mà ở phía đông có một khu vực hung hiểm, tuy cũng ẩn chứa tài nguyên Ly Hỏa Kim Tinh phong phú, lại không người nào dám đi khai hoang, nơi đó được gọi là Tử Địa. Tử Địa, ngươi nói bảo tàng được đặt trong Tử Địa. Lý Vân Tiêu hỏi. Đột nhiên Đàm Địa Quân cười cười, nói. Ha ha, không chỉ đặt trong Tử Địa, hơn nữa chỗ này nơi đó chỉ có mình ta mới biết được. Hắn dương dương đắc ý nói. Từ hình dáng địa hình mà địa đồ này vẽ ra, mặc dù là biết nó nằm trong Tử Địa, cũng chưa chắc có thể tìm được. Bởi vì ta lúc tuổi còn trẻ dưới cơ duyên xảo hợp đã từ nơi đó đạt được một khối ly hỏa kim nguyên, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu. Lý Vân Tiêu động dung nói. Ly hỏa kim nguyên chính là chí bảo do rất nhiều ly hỏa kim tinh áp xúc sụp xuống mà sinh ra, tuy không quý bằng nguyên tố bổn nguyên, nhưng cũng là bảo vật muôn vàn khó gặp, giá trị cực cao. Đàm Địa Quân lộ ra vẻ mặt tiếc hận, trên mặt mang theo oán hận, nổi giận mắng. Lúc trước khối ly hỏa kim nguyên này bị một tên thất giai thuật luyện sư dùng 3 viên đan dược thất giai đổi đi. Đáng thương ta còn trẻ không hiểu chuyện, lúc trước còn tưởng rằng chiếm đại tiện nghi. Hiện tại xem ra quả thực là giao dịch làm người ta thổ huyết. Hắn âm độc nói. Nếu như để ta gặp lại tên thuật luyện sư kia, ta nhất định phải giết hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Chính ngươi ngu xuẩn, há có thể trách người ta.
vật kia cho dù đổi 3 viên đan dược cửu giai còn không đủ. Đã biết rõ nơi đó, vậy không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đàm Địa Quân biến sắc, thu địa đồ trong tay lại, nói. Gấp không được, tử địa không phải dễ dàng đi vào như thế, hung hiểm trong đó chỉ người đi qua mới biết được. Hơn nữa hiện tại là thời điểm tông môn đại bỉ, ta phải ở trước mặt tất cả các thế lực vạch trần bộ mặt của Trương Lăng Hoa, sau đó tự tay giết hắn. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói. Hắn làm cái gì mà ngươi hận hắn như thế? Nghe Thổ Phỉ Viên nói các ngươi không phải sư huynh đệ sao? Sắc mặt Đàm Địa Quân trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhổ vào, xúc sinh kia khi sư diệt tổ, giết sư phó, cướp lấy vị trí tông chủ. Vốn ta mới là tông chủ Bắc Đấu Tông, xúc sinh này vì một viên đan dược cửu giai mà giết sư tôn, hơn nữa trọng thương ta, nếu không phải thực lực của ta lúc ấy mạnh hơn hắn, bị hắn đánh lén đã sớm chết từ lâu rồi. Cũng là ông trời không tuyệt đường ta, cho ta cơ hội lần này. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Loại chuyện báo thù tông môn này cả thiên võ giới mỗi ngày đều xảy ra mấy trăm vụ, ta cũng chẳng muốn quản. Ngươi giao địa đồ cho ta đi, miễn cho ngươi chết cũng mất địa đồ. Nhìn thấy ánh mắt giết người của Đàm Địa Quân, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười nói. Ta chỉ nghe nói Trương Lăng Hoa tiến giai võ đế, ngươi cảm thấy mình có thể vượt qua một đại cảnh giới giết hắn hay sao? Ngươi đang đi chịu chết, ta đây mặc kệ, nhưng đừng đưa địa đồ cho hắn. Đàm Địa Quân tức giận hừ nói. Cái gì võ đế, chỉ là lừa gạt người ngoài mà thôi. Theo ta điều tra, hắn hiện tại chỉ có thể xem là nửa võ đế mà thôi. Dùng thiên phú rác rưởi của hắn, đời này cũng không có khả năng tiến giai võ đế. Lúc trước sư phó nhìn ra tu vị của hắn có hạn, lúc này mới ý định mang vị trí tông chủ truyền cho ta. Về phần cảnh giới trước mắt của hắn cũng là trắng trợn bán đứng lợi ích tông môn đổi lấy rất nhiều đan dược, trực tiếp thể hồ quán đính xông lên. Tu vị cả đời của hắn sẽ dừng ở đó. Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Nhìn ra được bên trong Bắc Đấu Tông có không ít tai mắt của ngươi a, tên nam tử áo vào lúc trước cũng là một trong đó. Nhưng dù vậy, nửa võ đế cũng đã nắm giữ lực lượng quy tắc, phải biết rằng dưới quy tắc tất cả chính là con sâu cái kiến, ngươi dựa vào cái gì đấu với hắn đây? Đàm Địa Quân khẽ nói. Ngươi không cần quan tâm. Đột nhiên trên mặt của hắn có dị sắc. Nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ta đột nhiên nghĩ ra một người đối phó Trương Lăng Hoa tốt nhất. Lý Vân Tiêu bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thì giật mình, nói. Ngươi sẽ không phải nói người nọ là ta đấy nhé. Để cho ta một tên võ tông đi giết nửa bước võ đế, ngươi vui đùa lớn quá rồi. Đàm Địa Quân lộ ra nụ cười âm lãnh, nói. Tuyệt không chuyện vui đùa, chính bởi vì ngươi là võ tông, cho nên mới càng không chú ý tới ngươi. Dùng thuấn di của ngươi tiếp cận hắn, dùng hỏa diễm vừa rồi thì nửa bước võ đế không phòng bị cũng trọng thương, hơn nữa thân thể ngươi phòng ngự mạnh như thế, đến lúc đó Trương Lăng Hoa cho dù có nổi điên cũng không thể rét ngươi. Chỉ cần ngươi vừa ra tay, bố trí của ta cũng lập tức khởi động, ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chê cười, tại sao ta phải lấy mạng của mình ra đùa, đi giúp ngươi giết Trương Lăng Hoa? Đàm Địa Quân nói. Ngươi không phải thiếu nguyên thạch sao? Chỉ cần. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói. Không cần nói, nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng không đáng cho ta mạo hiểm. Nếu hắn là người đứng đầu một phái, làm sao không có vài át chủ bài ẩn giấu chứ? Đến lúc đó hắn thi triển ra, ta không chừng sẽ tan thành mây khói, cũng hưởng thụ được nguyên thạch của ngươi. Chuyện này đừng nhắc lại. Nếu như Trương Lăng Hoa không phải bước một chân vào cảnh giới cửu thiên võ đế, chỉ cần nguyên thạch đủ nhiều. Hắn vẫn dám đi mạo hiểm. Võ tôn mạnh như thế nào cũng chỉ là võ tôn, võ đế mạnh bao nhiêu, Lý Vân Tiêu hiểu rõ hơn ai khác. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, cho dù là chí cường phách thể của hắn cũng không làm nên chuyện gì. Đàm Địa Quân dường như đã ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt, nhưng cũng không buông bỏ tiếp tục rượt dây nói. Vậy bảo tàng thì sao? Phải biết rằng Bắc Hà Tông lúc toàn thịnh còn cường đại hơn cả 7 siêu cấp thế lực đấy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi không phải nói bảo tàng đã sớm không còn sao, nếu thật có tài phú như ngươi nói, ngươi bây giờ còn bình tĩnh như thế sao? Ngươi lừa gạt ai đó? Đàm Địa Quân sững sờ, trên mặt đầy cổ quái, không ngờ tâm tư đối phương quá cẩn thận, dầu muối không tiến, hắn cười khổ nói. Đó là bởi vì vẫn không có bảo đồ thật xuất hiện, hiện tại thì khác,
bảo đồ trên Thái Bạc Kim chỉ tuyệt đối là thực. Bảo tàng bên trong không ai có thể nói rõ, có lẽ là công dã tràng, nhưng có lẽ là khiếp sợ thiên hạ cũng nói không chừng, người cảm thấy có nên đánh bạc một chút hay không? Lý Vân Tiêu thoáng do dự, nhân tiện nói. Có thể đánh bạc, nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa thấy thỏ thì sẽ không thả ưng. Tấm bảo tàng kia giao cho ta, sau khi chuyện này thành công, bảo tàng là thật hay giả đều phải đưa cho ta một ức thượng phẩm nguyên thạch. Chi? Không chỉ có Đàm Địa Quân, ngay cả Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm cũng hít khí lạnh, trực tiếp sợ hãi. Đàm Địa Quân hoảng sợ tức giận nói. Một ức thượng phẩm nguyên thạch, là ta nghe lầm hay ngươi nói sai? Lý Vân Tiêu ung dung nói. Một ức thượng phẩm nguyên thạch đổi mạng một nửa bước võ đế, còn có cả cơ nghiệp Bắc Đấu Tông cho ngươi, ngươi nói giá tiền này là cao sao? Đàm Địa Quân nổi giận nói. Nói bậy, ta chỉ cho ngươi ra tay ám sát hắn thôi, hẳn là ngươi cho rằng một kích của ngươi có thể lấy mạng của Trương Lăng Hoa. Còn không phải cần chuẩn bị phía sau của ta sao? Cho ngươi tối đa là một ức trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu vui cười, hắn phát hiện mình rất thích cò kỳ mặc cả, nói. Một ức trung phẩm nguyên thạch chính ngươi giữ lại dùng đi, ta cảm thấy bán tin tức ngươi ám sát Trương Lăng Hoa, bán cho Trương Lăng Hoa thì không chỉ có chút tiền này. Sắc mặt Đàm Địa Quân bỗng nhiên biến đổi, tức giận bao phủ toàn thân, lực lượng lĩnh vực áp qua Lý Vân Tiêu xít sao. Nhưng nhìn thấy đối phương bộ dáng vô vị, tức giận trừng to mắt. Hắn cũng hiểu mình rất khó lưu được tiểu tử này, nếu không đã sớm chụp chết hắn rồi, cũng sẽ không cãi cọ lâu như vậy. Một ức bằng 100 triệu. Hắn cảm thấy vô lực, nói. Một ức thượng phẩm nguyên thạch thật sự là quá ác, tài nguyên một năm của Bắc Đấu Tông chỉ sợ cũng không nhiều như thế. 1 tỷ trung phẩm, đây là mấu chốt ta có khả năng tiếp nhận. Nếu ngươi bán tin tức này cho Trương Lăng Hoa, vô cùng có khả năng một khối nguyên thạch cũng lấy không được, hơn nữa còn mang họa sát thân. Tuy ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn thoát mạng từ tay nửa bước võ đế cũng cực khó. Lý Vân Tiêu cười nói. Quá ít. Bắc Đấu Tông có được ít nhất một thành tài nguyên của thành Nam Hỏa, 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch ngươi không biết xấu hổ cũng dám nói ra. 5 tỷ chắc giá, không đồng ý thì ta thà rằng cầm mạng đi bán tin tức cho Trương Lăng Hoa thử một lần, nửa bước võ đế mạnh như thế nào, ta cũng rất muốn biết một chút. Đàm Địa Quân tức giận đỉnh đầu bốc khói xanh, nói. Tốt, 5 tỷ. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc lo lắng, trong cặp mắt mang theo hào quang tối tăm, nhìn không ra ánh mắt của hắn. Trong đó có lo lắng, nhưng lại có một chút sát ý, dùng hắn đoán, đến lúc đó Trương Lăng Hoa phản kích cho dù không giết tiểu tử này, cũng ít nhất có thể trọng thương hắn, chính mình không ngại giết Trương Lăng Hoa trước sau đó kết liễu mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Ừ, lúc này mới có khí phách đứng đầu một tông nha. Lý Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười, vươn tay ra đòi bản đồ. Đàm Địa Quân hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt mang theo lo lắng, tinh mang bắn ra một chút. Ngược lại thập phần sảng khoái giao địa đồ cho Lý Vân Tiêu. Làm nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc, xem ra cái gọi là bảo tàng, khả năng tồn tại không lớn, nếu không Đàm Địa Quân thân là đồ đệ tông chủ tiền nhiệm, bao nhiêu cũng rất xem trọng mới đúng. Đàm Địa Quân nói, ngày mai là thi đấu thập cường của Bắc Đấu Tông, sẽ là thời điểm náo nhiệt nhất. Thi đấu thập cường chấm dứt, thời điểm Trương Lăng Hoa trao giải chính là lúc ngươi động thủ. Tất cả chuẩn bị sau đó ta đã làm xong. Trong 10 đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông ta đã kéo được 6 vị, tất cả đều căm thu cách làm người chơ chẽn của Trương Lăng Hoa, ngươi chỉ cần dùng hỏa diễm công kích Trương Lăng Hoa là được, cho dù thành bại, một kích phải lui lại, nếu không ta cũng không cách nào cam đoan ngươi an toàn. Hắn làm ra vẻ mặt an ủi Lý Vân Tiêu, dặn dò. Ta không nhìn lầm, hỏa diễm của ngươi do hồn lực điều khiển, nếu như triển khai công kích, sợ rằng không cách nào thuấn di ngay a. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ đáng thương, nói. Đúng vậy a, mong rằng Đàm đại nhân ban thưởng một kiện áo giáp bát giai bảo hộ ta. Cái này, khục khục. Đàm Địa Quân ho khan vài cái, lúng túng nói. Vật kia ta cũng không có, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, lập tức bỏ qua chủ đề này, nói. Cách thi đấu thập cường ngày mai còn một ngày, các ngươi lưu lại đây tu luyện đi, ta lại đi liên hệ bố trí một ít thủ đoạn. Hắn phàn nàn nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Người liên lạc bị một trưởng của ngươi đánh chết, hại ta phải đích thân đi. Dường như sợ Lý Vân Tiêu hỏi hắn yêu cầu này nọ, nói xong cũng hóa thành sương mù biến mất tại chỗ. Đàm Địa Quân vừa đi,
Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm lập tức cảm thấy áp lực biến mất, lúc này thở ra một hơi, vô cùng nhẹ nhõm. Bình Anh Dịch cổ quái nhìn qua Lý Vân Tiêu, lôi kéo làm quen, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này họ gì, lúc trước trong tiểu viện là người thuấn gì bọn ta ra. Lý Vân Tiêu cũng cười nói. Ta họ Lý, hai vị bảo ta Vân Thiếu là tốt rồi. Tình huống lúc đó cũng chỉ có tài năng của hai vị mới có thể biến nguy thành an, hai vị có ý kiến gì với ta sao? Ha ha, Vân Thiếu nói giỡn. Bình Anh Dịch áp chế xúc động muốn một trưởng chụp chết Lý Vân Tiêu, thoải mái nói ra. Cho dù Vân Thiếu không có truyền tống chúng ta ra, loại tình huống đó chúng ta cũng muốn động thân đi ra. Ngay cả Đàm Địa Quân cũng không có cách gì với Lý Vân Tiêu, Bình Anh Dịch tự nhiên biết rõ mình cũng không có biện pháp, huống hồ nếu giết Lý Vân Tiêu, phá hư kế hoạch của Đàm Địa Quân, hai người sợ rằng cũng bị đánh chết, cho nên thù này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Tuy nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Bởi vì có đạo nghĩa, ngàn vạn người hướng tới. Việc nghĩa chẳng từ, mặc dù cửu tử cũng không hối hận. Hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Âm nói. Ngươi nói đúng không? Sắc mặt Thượng Quan Ngọc Âm lạnh như băng, lần này không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nghiêng đầu đi, giả bộ như không biết hắn. Lý Vân Tiêu. Hắn cảm giác mình đánh giá thấp tầng thịt mỡ của thổ bì viên này. Nó còn dày hơn tưởng tượng của hắn. Bình Anh Dịch cười nói. Mọi người hiện tại cũng ra sức vì Đàm đại nhân, xem như người một nhà, về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ, tùy thời cứ nói với ca ca. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ân, đã như vậy, vậy ta không khách khí. Ta hiện tại đang cần một chút nguyên thạch, hai vị ca ca tỉ tỉ, trợ giúp chút đi. Bình Anh Dịch hào phóng lấy trong nhẫn ra 100 khối trung phẩm nguyên thạch, cười nói. Cầm lấy dùng đi, đừng khách khí, ca ca cũng chỉ có bao hơn yêu đây. Lý Vân Tiêu ân một tiếng, nói. Ta cũng không khách khí. Hắn bất động thanh sắc tiếp nhận nguyên thạch trong tay Bình Anh Dịch, thoáng cáu thu lại, trong lòng bàn tay nhiêu ra cái nhẫn nằm đó. Bình Anh Dịch biến sắc, kinh hãi phát hiện nhẫn chữ vật của mình bị đối phương thần không biết quỷ không hay lấy đo, thất thanh nói. Vân Thiếu, đây là... Lý Vân Tiêu xoay đầu lại cười cười, nói. Của ca ca chính là của ta sẽ không khách khí. Phanh! Nhẫn chữ vật bị hồn lực cường đại của hắn trùng kích, trực tiếp phá vỡ cấm chế, một không gian giới tử hiện ra, đảo mắt thu nhỏ lại, sắp biến mất. Tốc độ của Lý Vân Tiêu cực nhanh, toàn bộ trong đó bị hắn thu lại, nhoáng một cái biến mất trong tay. Không gian giới tử tồn tại vài hô hấp đã triệt để biến mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn tổn hại ném vào bụi cỏ. Cái này! Bình Anh Dịch nhìn mà há hốc mồm, vội vàng nói. Vân Thiếu, vì sao không chừa cho ca ca một chút? Ngươi lấy hết sạch, ta làm sao tu luyện? Lý Vân Tiêu nhíu mày, lật bàn tay phải lên, một người ngọc lớn nhỏ như lòng bàn tay hiện ra, đồng tử của hắn co rút lại, đột nhiên hỏi. Đây là cái gì? Người ngọc này tìm được trong nhẫn chữ vật của Bình Anh Dịch, trừ chất liệu ra, lớn nhỏ cùng hình thái hoàn toàn giống như đúc khối thanh minh thạch đạt được trong tay Lương Khoan. Người ngọc này hắn không thèm nghiên cứu, ném cho Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn xem vài cái, dường như cũng không có quan tâm, so sánh với chuyện này, Lý Vân Tiêu cảm thấy không có nhiều thú trên thuật đạo và luyện khí có thể làm cho hắn hứng thú. Bình Anh Dịch trên mặt cổ quái, ấp úng nói. Không có gì, chỉ là tượng ngọc mà thôi. Nha! Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới A một tiếng, tiện tay thu lại, nói. Đúng là chơi rất tốt. Cho ta mượn chơi 70-80 năm đi. Bình Anh Dịch, hắn lau mồ hôi, vội vàng nói. Vân Thiếu, thực không dám đấu giếm, vật kia là tượng thánh truyền thừa của Thiên Hà Tông trước kia, dùng để truyền thừa công pháp vũ kỹ. Lôi tâm quyền mà ta học được chính là từ thánh tượng này truyền thừa xuống. Vũ kỹ vô cùng cường đại không cách nào thông qua văn tự bình thường để mà ghi lại được, cũng không cách nào dùng thần thức khắc vào trong ngọc giản, hơn nữa là thông qua một ít tài liệu đặc thù ghi lại. Ví dụ như Lý Vân Tiêu sở học đại giới thần quyết, nó chỉ có thể truyền thừa bên trong giới thần bi, mà không cách nào có thể tồn tại trên hậu thế. Thì ra là thế, vật kia ta giữ lại cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu trực tiếp ném tượng ngọc cho Bình Anh Dịch, hắn thi triển lôi tâm quyền thì Lý Vân Tiêu cũng đã gặp qua, trong mắt võ giả bình thường thì vô cùng cường đại, với hắn mà nói thật sự là đồ chơi cho con nít, không đáng tiền nhất. Bình Anh Dịch sững sờ một chút. Thứ hắn xem ra đáng giá nhất lại là đồ bỏ đi,
kinh ngạc đứng ở đó không biết nói cái gì. Lý Vân Tiêu không hề để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tiến vào tu luyện. Trong mắt Bình Anh Dịch hiện ra một tia tàn khốc, thần tình trên mặt âm trầm bất định. Lý Vân Tiêu dám ở trước mặt hắn không hề phòng bị tu luyện, lá gan to lớn vượt quá hắn đoán trước. Hắn và Thượng Quan Ngọc Âm sắc mặt ngưng trọng, hai người trao đổi ánh mắt một chút, Thượng Quan Ngọc Âm lắc đầu, ý bảo hắn không nên sằng bậy. Bình Anh Dịch kiềm chế xúc động muốn chụp chết Lý Vân Tiêu, cùng Thượng Quan Ngọc Âm bay lên không trung vài trăm mét ngồi xuống, bọn họ cũng không dám ở quá gần Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiến vào giới thần bi, trực tiếp thu hồi bức tượng vàng không phải vàng, ngọc không phải ngọc từ chỗ viên cao hàn, cầm vào trong tay xem một lúc, thần thức rót vào trong đó, cẩn thận nghiên cứu, lúc này mới phát hiện cổ quái. Bức tượng này không có gương mặt, nhưng bên trong lại phỏng theo cấu tạo nhân thể mà luyện thành, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đủ cả. Loại thủ pháp luyện chế này chỉ có thể xuất ra từ tay của cửu giai đại thuật luyện sư dưới cửu giai tuyệt đối không thể làm tinh diệu như thế. Thần thức của hắn dọc theo kinh mạch của bức tượng kéo dài ra, cuối cùng tiến vào trong đan điền, lại bỗng nhiên siết chặt, phát hiện kim quang chớp động, không thể dùng ánh mắt nhìn thấy. Kỳ quái! Lý Vân Tiêu âm thầm nói thầm một câu, trực tiếp biến hóa xuất hiện trong đan điền của bức tượng, bắt đầu tìm kiếm các nơi. Kim quang trong nơi này đã tắt, trở nên nặng nề, bắt đầu xuất hiện khí màu xanh, hóa thành lôi điện không ngừng chớp động. Lực lượng lôi đình thật cường đại, chẳng lẽ trong bức tượng này ẩn chứa mộc chi bản nguyên? Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ, lôi điện vốn là ất mộc chi khí biến thành, bức tượng này trải qua vạn năm, tiểu thanh mượn nhờ lực lượng của nặc á chi chu biến hóa mà ra, vô hạn tới gần tại bổn nguyên chi lực. Nếu như bắt được ất mộc chi khí, đó chính là tồn tại sánh ngang tức nhưỡng, Phượng Hoàng chân hỏa cùng Thái Cổ Cương Phong đấy. Hắn kinh dị nhìn qua lôi điện lóe lên, bắt đầu kinh nghi bất định. Đột nhiên một đạo lôi điện đánh xuống, trực tiếp đánh vào linh hồn hiện ảnh của hắn, thức hải của hắn bình thản, vốn linh đài thức hải sóng êm biển lặng, trong chốc lát có lôi điện đầy trời, đánh tan tất cả tạp niệm bên trong, cả linh đài hoàn toàn đắm chìm trong lôi đình. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức cảm nhận được pháp quyết bị lôi điện dánh vào thức hải khắc xuống, hắn lập tức thu liễm tâm thần, tùy ý lôi điện đánh khắp linh đài của mình, yên lặng lĩnh ngộ. Nhưng mà bên ngoài chỉ trải qua mấy hô hấp, những chuyện xảy ra trong linh đài thức hải lại chẳng khác gì diễn ra mấy canh giờ, lực lượng lôi điện từ từ suy yếu. Đan điền của bức tượng bình tĩnh lại, kim quang hiện ra, không có lăng lệ như lúc trước, mà là nhu hòa. Lý Vân Tiêu biến hóa linh hồn hiện ảnh tiêu tán đi, hắn ngưng hình trong giới thần bi, lộ ra vẻ trầm tư. Vừa rồi đặt mình trong đó xác thực tiếp thụ một công pháp kỳ dị, công pháp này không có tên, nhưng lại một thân pháp chi thuật, thông qua lôi điện chi lực đạt tới hiệu quả thuấn di. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể mang bản thể tu luyện thành lôi đình chi thân, cũng giống như tiểu thanh thân hóa lôi đình. Nhưng mà phải có lôi hệ nguyên tố hoặc là ất mộc chi khí phụ trợ tu luyện, nếu không hiệu quả hết sức nhỏ bé. Hiệu quả cũng quan hệ tới phụ trợ mạnh yếu hoặc là thiên phú của bản thân. Công pháp này dựa vào đó mà định ra, mang bản thể luyện thành lôi điện chi thân, thật sự quá biến thái. Nhưng đó là uy lực sau khi đại thành, bây giờ đối với Lý Vân Tiêu mà nói nó là gân gà, trong thời gian ngắn căn bản không dùng được. Bỏ đi, chờ sau này tìm được lôi đình rồi nói sau. Trong giới thần bi thật có chút ất mộc chi khí, đó là cướp đoạt từ mảnh vỡ bản thể tiểu thanh, nhưng mà cần dùng chữa trị giới thần bi, tuyệt đối không được vận dụng. Hắn thở dài một hơi, không suy nghĩ thêm nữa, chữa trị giới thần bi chính là đại sự hàng đầu hiện giờ. Giờ phút này viên cao hàn đang dùng Phượng Hoàng thần hỏa rèn luyện thiên hàn tinh thiết, tuy Lý Vân Tiêu truyền thụ quy tắc chi lực cho hắn, nhưng mà thuyên chuyển cũng cố hết sức, hắn cảm thấy kinh hãi trước uy lực của thần hỏa. Cũng vô cùng vui mừng, thập phần hưởng thụ cảm giác điều khiển hỏa diễm thập giai. Mà Cố Nguyệt Sinh khổ bức được an bài cải tiến những luyện phương của Tử Vân Thương Hội, dùng kiến thức thất giai thuật luyện sư của hắn ban đầu cũng có khó khăn, không hiểu chỗ xin mời Viên Cao Hàn dạy, Viên Cao Hàn cũng vui vẻ trả lời, hắn cũng rất thưởng thức Cố Nguyệt Sinh, những vấn đề kia mỗi lần đều là mấu chốt, hắn cũng giảng giải thập phần kỹ càng, làm cho hắn học được không ít. Lý Vân Tiêu bay lên không trung. Trước người hiển hóa đại giới thần quyết, luyện chế giới thần bi hắn hoàn toàn không cách nào ra tay được, hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực rót linh khí vào, thuyên chuyển lực lượng tự chữa trị của thần bi, khiến nó tự hành chữa trị, nhưng mà tốc độ quá chậm chạp.
khi từ chỗ Bình Anh dịch kiếm được mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch hao tổn không còn, giống như muối bỏ biển, tình hình linh khí trong không gian chẳng được cải thiện. Không bằng chờ Thương Minh hội võ chấm dứt, quay trở lại thành Viêm Vũ một chuyến. Dùng linh khí dồi dào nơi đó, thậm chí không kém gì bảy đại siêu cấp thế lực, có lẽ có thể chữa trị giới thần bi nhanh nhất. Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tư, hào quang trong tay sáng lên, theo trên người huyễn hóa một bộ áo giáp, tản mát ra hào quang ngâm đen, bên ngoài thân không biết là kim loại gì cấu thành, chỉ có hắc quang lóe lên ra, không có một tia linh khí chấn động nào cả. Trước chữa trị hạ thứ này, ngày mai ra tay đối phó Trương Lăng Hoa cũng nhiều ra một phần bảo đảm. Tông chủ một tông, cho dù là nửa bước võ đế, bao nhiêu cũng có át chủ bài trên người. Nếu vô ý chết đi, thật sự là chuyện cười lớn rồi. Hắn không ngừng thi triển pháp quyết đánh vào trong ma thiên chiến giáp, dùng thực lực của hắn hiện tại chữa trị huyền khí cửu giai có phần cố sức, hơn nữa ma thiên giáp còn thiếu một vật trọng yếu nhất. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua mặt đất, ở trên mặt đất bình tĩnh hắn có thể nhìn thấy một lực lượng tới từ bên ngoài đang chuyển động, tuy bị chấn đè bên dưới, lại chấn mà không dứt, khó có thể tiêu diệt. Thật sự phải dùng lực lượng kia. Hắn trầm tư một lát, nhẹ khiển trách một tiếng, hắn đánh vỡ một lỗ hỏng trên mặt đất, một đám khí thể màu đen bay lên, dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán ra, rất nhanh nhuộm mặt đất thành mực tàu. Hừ, trên địa bàn của ta mà dám cản rỡ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm ấn quyết. Trên không của vùng đất này có một cơn gió lạnh quét qua, ngăn cản ma khí không ngừng khuếch tán, gió mạnh quét qua có xu hướng tiến vào trung ương. Lúc chạy trốn khỏi chết ở vực ngoại tinh không, đại ma thi triển công kích một đám ma khí bất tử, chỉ có thể bị hắn dùng nguyên tố bổn nguyên trấn áp trong giới thần bi, một khi có chút lơ là nào, nó giống như có linh tính bỏ trốn đi. Dùng ma khí luyện chế ma giáp, lão tử cũng làm lần đầu tiên đấy. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc vài cái, lập tức ném ma thiên chiến giáp xuống, ném vào trong ma khí ngập trời, lập tức nổi lên một bình chướng màu đen. Ma thiên chiến giáp như sống lại, ma khí không ngừng chìm nổi. Ma khí ngập trời, khi pháp quyết Lý Vân Tiêu không ngừng đánh vào, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh rót vào trong chiến giáp. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ma giáp này dường như có năng lực chữa trị rất mạnh, chỉ cần có đầy đủ ma khí là có thể sống lại. Hắn dần dần thả chậm pháp quyết, ma giáp hấp thu tốc độ không có đổi, thời gian uống cạn chung trà thì ma khí trên vùng đất bị hấp thu không còn, vậy mà không còn lại một tia. Ma thiên chiến giáp hút sạch ma khí tản mát ra uy áp cường đại kinh người, cả không gian cũng vì nó mà đong đưa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được lạc ấn của mình trong chiến giáp từ từ biến mất. Dường như chiến giáp này đã tự có linh tính, muốn xóa bỏ lạc ấn luyện hóa của hắn. Làm càn, trong giới thần bi của ta mà dám tác quái. Hai tay Lý Vân Tiêu chậm rãi nâng lên, không gian nhìn như bất động, nhưng trong nháy mắt hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Một đạo hào quang kỳ dị sinh ra vô số hào quang, dần dần ngưng tụ thành ba khoa đậu văn màu vàng, không ngừng lập lòe. Vào lúc ba ký hiệu này xuất hiện thì không gian lập tức ổn định lại. Ma thiên chiến giáp dường như cảm nhận được cái gì, lập tức hóa thành hắc quang bỏ chạy ra xa xa. Lý Vân Tiêu tức cười, nói khẽ. Chỉ xích thiên nhai. Thân ảnh lập tức biến mất, trực tiếp xuất hiện trước ma thiên chiến giáp, ba khoa đậu văn màu vàng trong tay ấn xuống. Minh Vương ấn. Ma thiên chiến giáp sinh ra ma khí bị ba khoa đậu văn đánh tan, cả chiến giáp sinh ra kim quang chói mắt, thoáng cái đỉnh trệ trên không trung, không còn cảm giác bạo động nào cả. Lý Vân Tiêu còn liên hệ với chiến giáp mỏng manh như sợi tơ, như ẩn như hiện, tùy thời có khả năng sẽ đứt rời. Chiến giáp này đúng là cổ quái, làm cho lão tử không dám mặc vào, luyện hóa một lần nữa mới có thể bảo đảm một chút. Lý Vân Tiêu xuất thần hỏa ra, không ngừng thiêu đốt ma thiên chiến giáp. Chiến giáp bị Minh Vương ấn đánh trúng đã triệt để dừng lại, tùy ý thần hỏa nung khô luyện hóa, trong đó cũng không có gì bất thường cả, rất nhanh đã rực rỡ xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Giọng của Yêu Long đột nhiên truyền tới, nói. Chiến giáp này này đừng sử dụng, ta cảm giác, cảm thấy nó quái dị. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào chiến giáp một hồi, ngưng trọng nói. Chính là một kiện huyền khí cửu giai mà thôi. Ta không tin nó có thể lật trời. Hắn điểm ngón tay một cái, chiến giáp lập tức hóa thành một đạo quang mang bị hắn thu vào trong, hồn lực rót vào kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì mới an tâm lại. Hắn không có đứng không, bắt đầu điều tức hao tổn của mình. Rất nhanh liền nghe Bình Anh Dịch kêu to,
hắn rời khỏi giới thần bi, trở lại bản thể. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm đã chờ không kiên nhẫn. Phen luyện chế này diễn ra một ngày một đêm, đã là ngày thứ ba, cuộc chiến thập cường sắp diễn ra. Lý Vân Tiêu nhớ tới Mai Đông Nhi, cũng không biết cô gái nhỏ này có thành tích gì, thành tích như thế nào đã không trọng yếu, nắng sớm chiếu xuống, Bắc Đấu Tông vẫn còn sương sớm bao phủ. Rất nhanh, sắp biến thiên. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm giác hào khí ngưng trọng trong ngực, hắn thét dài. Lực lượng võ tông ngũ tinh bạo phát ra, trong nháy mắt tăng vào tới đỉnh phong, bình cảnh kẹt lại thật lâu cũng đột phá. Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm nhìn nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Tuy Lý Vân Tiêu phát ra lực lượng võ tông ngũ tinh kém xa so với bọn họ, lại chẳng biết tại sao ở trước mặt hắn lại có cảm giác vô lực chống lại. Bình Anh Dịch miễn cưỡng cười nói. Chúc Vân Thiếu hôm nay mã đáo thành công. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ba người lập tức hóa thành ba đạo lưu quang bay về phía Bắc Đấu Tông. Ở đây đã có hộ sơn đại trận, mỗi võ giả tiến tới đều trải qua kiểm tra, thỉnh thoảng nhìn thấy có hào quang lóe lên, đều là bay đi xem tỉ thí ngày cuối cùng. Lý Vân Tiêu ba người vì ngăn ngừa phiền toái, đáp xuống từ xa đi bộ lên. Đại bỉ của Bắc Đấu Tông nằm ở đỉnh núi, phía trên có đặt 10 lôi đài thật lớn. 9 lôi đài chung quanh dùng tài liệu tứ giai kim cương ngọc chế thành, tương truyền từ thời điểm Bắc Hà Tông khai phái đã tồn tại rồi, tại trong cả thiên võ giới đều xem như cao cấp, đại khí, cao đẳng. Mặc dù tài liệu tứ giai trải qua mấy ngàn năm mưa gió cũng tổn hại qua vô số lần, chữa trị qua vô số lần. Phía trên còn có dấu vết tu bổ, đủ để chứng kiến lịch sử cường đại của Bắc Hà Tông. Đây là bố cục Cửu Long Hí Châu. Lôi đài chính giữa lớn nhất dùng tài liệu lục giai giao quang phi thạch đúc thành, làm cho người xem thế là đủ rồi, thậm chí ghen ghét đỏ mắt. Giao quang phi thạch tuy là tài liệu thứ đẳng trong lục giai, nhưng đủ đúc ra hơn vạn kiện huyền khí lục giai, loại thủ bút này ngay cả bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có. Cũng may mắn giao quang phi thạch chỉ là tài liệu lục giai, hơn nữa công dụng có hạn, nếu không tuyệt đối không thể có thể bảo tồn quá lâu. Một ít môn phái nhỏ không có thực lực này. Mà tất cả đại siêu cấp thế lực lại khinh thường, càng không kéo thể diện đi chém giết cướp đoạt, lúc này mới khiến cho khối giao quang phi thạch cực lớn luyện thành lôi đài vẫn tồn tại tới bây giờ. Trước lôi đài vậy mà có đài xem xét lơ lửng, trên đài cũng không lớn, toàn thân màu bạch ngọc, hiện lên nửa hình tròn, cũng chỉ đủ dung nạp chưa tới 100 người, hiển nhiên chỉ có người có thực lực và địa vị mới có tư cách lên, hai gã đệ tử võ hoàng của Bắc Đấu Tông thủ hộ ở đài xem xét, để tránh người không đủ địa vị tiến vào. Rất nhiều võ giả tán tu đang chen lấn bên dưới, hối hả nghị luận, các sắc thái biểu hiện trên mặt, nước bọt bay tứ tung, không ngừng thổi ra châu. Cũng có không ít người mở đại lý đánh bạc 10 nhân vật đứng đầu, cùng với 3 nhân vật đứng top 3. Lý Vân Tiêu hơi nghe một chút, nhân tuyển top 3 đã được định sẵn là Lục Giao, Lục Phá Sơn, trên căn bản là cầm ổn hai vị trí này, về phần nhân tuyển thứ 3 có cái nhìn khác nhau, chưa có nghe qua ai hô tên Mai Đông Nhi. Trong đám người không có bóng dáng của Thọ Nguy, đoán chừng đã sớm xuống núi. Ngay cả đám người La Tín Nhiên cũng không thấy đây, không biết đám người kia đang làm cái trò gì. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua đám người, thực lực đám người ở đây không cao, chỉ vẹn vẹn có mấy võ hoàng mà thôi, cảm thấy không có khả năng có vấn đề. Như vậy Đàm Địa Quân an bài chuẩn bị ở sau chắc chắn ở trên đài xem xét, ánh mắt của hắn nhìn qua, đúng lúc này một đạo hào quang bay tới, trực tiếp đáp lên đài xem xét. Trong hào quang là hai thân ảnh, toàn thân bao phủ trong áo đen. Hai tên đệ tử võ hoàng thủ hộ tiến lên, người áo đen đứng đầu đưa ra một cái lệnh bài, hai gã đệ tử lập tức kinh sợ thối lui, xoay người cung kính nói. Tư Mã trưởng lão, nam tử áo đen trực tiếp đi lên vị trí, trực tiếp ngồi xuống, người nọ thì đứng bên trái sau lưng hắn, hai người đều che trong áo đen, không rõ diện mạo. Người phía dưới không dám nhiều chuyện, mang thần thức thăm dò lên. Nhưng đều bị lực lượng vô hình ngăn cản, cũng đều tự biết thực lực kém khá xa, biết khó mà lui. Nhưng trong đó cũng có một đạo thần thức xuyên qua phòng ngự này, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua hai người, lập tức khiến cho người tới giật mình. Ánh mắt Tư Mã trưởng lão lập tức nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, hai mắt sáng ngời dưới áo đen, nhưng không cách nào từ trong đó tập trung là ai. Hắn ngưng giọng nói, phía dưới có cao nhân. Nam tử áo đen sau lưng cúi người xuống. Nói nhỏ bên tai Tư Mã trưởng lão, rất nhanh ánh mắt Tư Mã trưởng lão ngưng tụ, lần này trực tiếp nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như muốn xem thấu hắn.
Đạo thần thức vừa rồi chính là của Lý Vân Tiêu, hắn đã xác định người áo đen sau lưng chính là La Tín Nhiên, mục đích của đám người này tới là vì bảo tàng. Nghe Thọ Nguy nói đám người kia đều là võ giả tán tu, chẳng biết tại sao bị Tư Mã trưởng lão thu nạp dưới trướng. Mà vào lúc này La Tín Nhiên cũng khẳng định cáo chi Tư Mã Phong thân phận của hắn, lúc này mới dẫn tới ánh mắt lăng lệ của Tư Mã Phong đảo qua người của mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển đại diễn thần quyết, lập tức bắn đạo thần thức đó ra khỏi người của mình, không cách nào xâm phạm 5 mét chung quanh hắn. Đồng tử Tư Mã Phong co rút lại, tay phải mạnh mẽ bắn lan can ghế, cái ghế dùng tài liệu thuật luyện bị hắn bóp lõm xuống, nguyên lực màu vàng nhạt lưu động trên tay. Đủ để thấy được hắn vào lúc này khiếp sợ cỡ nào. Tuy ánh mắt Tư Mã Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, chính chủ lại không làm cái gì, bộ dáng lười nhác không sao cả. Mà Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm ở sau lưng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bình Anh Dịch nhỏ giọng hỏi. Vân Thiếu, trưởng lão áo đen kia nhận ra ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Ân, người phía sau hắn chính là tên nam tử dẫn người tập kích chúng ta, tên là La Tín Nhiên, đêm đó bị ta đánh một trận. À, là bọn chúng. Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm đều lộ ra thần sắc bi phẫn, bọn họ thật vất vả lẫn vào Bắc Đấu Tông, nếu không phải gặp đám mãng phu lưu manh kia, cũng sẽ không bộc lộ thân phận. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nếu không có bạo lộ thân phận, cũng không cách nào biết được huyền bí của tàng bảo đồ, sợ rằng chuyến đi này cũng uổng công vô ích. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hai người bình phục không ít. Nhưng mà trong mắt vẫn đầy ngoan lệ, có cơ hội nhất định sẽ tìm La Tín Nhiên trả thù. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt Tư Mã Phong, hắn cũng không sợ bạo lộ thực lực của mình. Dù sao đợi lát sẽ ám sát Trương Lăng Hoa, qua không bao lâu toàn trường đều biết, hiện tại hung hăng càn quấy một chút cũng không sao cả. Rất nhanh, hào quang từ chân trời không ngừng bay tới. Những người dám hung hăng càn quấy phi hành đều là người có danh dự uy tín lâu năm, trực tiếp chạy lên đài xem xét, phần lớn là trưởng lão Bắc Đấu Tông, còn có một ít tông chủ tiểu môn tiểu phái, không ngừng chào hỏi quen thuộc lẫn nhau. Hơn nữa người tới đài xem xét đều biết rõ vị trí của mình, chính mình nên ngồi ở đâu không thể ngồi, đây là chế độ đẳng cấp thực lực xâm nghiêm. Đột nhiên mấy thân ảnh xuất hiện trên đài xem xét làm Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Người cầu đầm chính là Lữ trưởng lão thủ hộ dưới chân núi lúc trước, đi theo phía sau là hai tên đệ tử võ hoàng, trong đó một người chính là nam tử trung niên áo vàng bị Lý Vân Tiêu một chiêu đánh chết, không chỉ dung mạo giống như đúc, ngay cả tu vị cũng là võ hoàng nhất tinh, còn có thần thái và khí chất. Lý Vân Tiêu kinh dị nói, biến hóa mô phỏng chi thuật. Biến hóa mô phỏng chi thuật cũng là một loại bí pháp, thập phần thần kỳ. Nếu không phải nam tử trung niên áo vàng là do Lý Vân Tiêu tự tay đánh chết, hắn tùy ý điều tra cũng không phân biệt ra được. Sau khi cẩn thận điều tra, Lý Vân Tiêu mới có chút phát hiện khác thường, nam tử trung niên áo vàng này quá bình thường, trên mặt thiếu đi ngạo khí và cảm giác ưu việt của chân thân nên có. Đây là mặt mũi của đệ tử Bắc Đấu Tông, trong lúc lơ đãng có thể nhìn thấy, hiện tại nam tử trung niên áo vàng thì trầm ổn và bình tĩnh hơn nhiều. Lý Vân Tiêu dám khẳng định người này là do Đàm Địa Quân biến hóa mô phỏng. Lần này hắn sẽ quan sát tình huống trước, nếu Đàm Địa Quân có thuật mô phỏng cao minh như thế, như vậy trong những võ giả phía dưới tùy ý nhìn cũng vô cùng có khả năng cất giấu nhân vật lợi hại, hắn càng phải cẩn thận hơn mới được. Hắn âm thầm tự định giá, đợi lát nữa ám sát Trương Lăng Hoa thì nhất định phải có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, Đàm Địa Quân tuyệt đối không đáng tin cậy, tất cả phải nắm giữ trong tay của mình. Lữ trưởng lão và mấy người kia ngồi xuống, Đàm Địa Quân và một tên đệ tử khác cẩn thận đứng sau lưng hắn, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Hơn nữa theo tình huống xem ra, Lữ trưởng lão nhất định là một trong 6 trưởng lão mà Đàm Địa Quân lôi kéo được, nhưng mà thực lực rất có hạn, chỉ có võ tôn nhất tinh mà thôi. Rốt cục thân ảnh quen thuộc kia cũng tiến vào tầm mắt của Lý Vân Tiêu, một đạo quang mang xuất hiện, Mai Đông Nhi đứng sau lưng một lão bà. Lão bà này mặc cẩm y thêu hai con tiên hạc. Bà lão đi qua nơi nào đều có người cúi chào, liền tìm được hàng ghế ở vị trí trung ương ngồi xuống. Từ vị trí mà nhìn, địa vị của bà lão rất cao trong các trưởng lão. Mai Đông Nhi mặc bộ váy dài khổng tước có đuôi xòe màu xanh, làm nổi bật gương mặt trắng nõn của nàng, bộ dáng khả nhân, tuy không phải mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Lý Vân Tiêu nghe được không ít người bên cạnh nuốt nước miếng. Nhưng sắc mặt Mai Đông Nhi không có biểu lộ gì. Mà là đưa mắt dò xét dưới đài, trong đám người tìm kiếm cái gì đó,
trong thần sắc mang theo cô đơn. Vào lúc ánh mắt của nàng nhìn qua Lý Vân Tiêu thì giật mình, sau đó lộ ra thần sắc vui vẻ, trong ánh mắt mang theo dị sắc, khó có được nở nụ cười. Nếu không có sư phụ Hà Ngạn Dung ở đây, nàng chỉ sợ đã kêu lên. Lý Vân Tiêu mỉm cười dùng tay ra hiệu với nàng. Đông Nhi, người quen người kia. Động tác của Mai Đông Nhi lập tức bị Hà Ngạn Dung phát hiện, bà ta nhíu mày nhìn qua Lý Vân Tiêu, cả kinh nói. Ồ, tiểu tử kia là người phương nào, tuổi tương tự với ngươi, vậy mà đã đạt tới võ tông ngũ tinh đỉnh phong. Trong giọng nói còn mang theo khiếp sợ. Thiên phú của Mai Đông Nhi trong cả Bắc Đấu Tông đã đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí khó tìm người thứ hai, không thể ngờ lại phát hiện ra vãn bối có thiên phú cao như thế. Mai Đông Nhi nghe được Hà Ngạn Dung hỏi, lập tức khẩn trương lên, vội nói. Ân, người này là người cứu ta ngày đó ở Hậu Sơn. Cái gì? Hà Ngạn Dung cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngày ấy sau khi Mai Đông Nhi trở về, liền mang chuyện ở sau núi nói tường tận cho Hà Ngạn Dung nghe. Nhưng Ân Niên cùng Nguyên Thu Sương đều là đệ tử của trưởng lão khác, nàng không có quyền xử trí. Hơn nữa hai trưởng lão này không phải tầm thường, tăng thêm gia thế Ân Niên lai lịch không nhỏ, cho nên tuy nàng tức giận, nhưng mà đại bỉ sắp tới, cũng không dám mạo muội tự ý hành động làm ra hành động kinh người gì đó. Mà là mang chuyện này lặng lẽ báo lại cho Trương Lăng Hoa, Trương Lăng Hoa cũng dặn dò nàng dần xuống, sau khi qua đại bỉ sẽ nói sau. Bây giờ nhìn thấy người cứu Mai Đông Nhi ở đây, nàng trừ khiếp sợ ra, cũng sinh ra nhiều hảo cảm. Người có biết lai lịch người này? Mai Đông Nhi lắc đầu, nửa ngày sau mới nói. Ta chỉ cảm thấy hắn, thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc. Hà Ngạn Dung nhíu mày lại, dường như đang suy tư những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nhưng mà càng nhìn càng trở nên nhu hòa. Lại có một đạo hào quang xuất hiện, một gã lão giả khô gầy mặc áo xanh xuất hiện trong mắt mọi người, cũng không chào hỏi với ai, nhanh chóng bước tới vị trí của mình. Nhưng tất cả mọi người không có cảm thấy không ổn, ngược lại nhao nhao đứng lên cung kính hành lễ với lão giả, không ít trưởng lão đều tất cung tất kính. Ngay cả Hà Ngạn Dung cũng vội vàng đứng lên, hô một tiếng phong trưởng lão. Lão giả cũng không đáp lời với ai, trực tiếp đến vị trí của mình, đặt mông ngồi xuống, dường như không coi ai ra gì, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Động tác của phong trưởng lão cũng không làm cho ai sinh ra không thích, ngược lại cảm thấy chuyện như thế là bình thường, nhưng lọt vào trong mắt người bên dưới thì nổ tung nồi. Mà mẹ nó, lão nhân kia là ai? Bộ dáng như cha mẹ hắn vừa chết thế. Ngươi muốn chết à? Đây chính là phong trưởng lão đứng đầu thập đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông, thực lực không dưới Trương Tông Chủ. Ta mới vừa nói là lão đầu võ tông nhất tinh cà lơ phất phơ, mẹ của ngươi đừng nói nhắc lời của ta lên phong trưởng lão mà ta kính ngưỡng chứ, ngươi muốn chết có phải không? Ta ích con mẹ nó, ngươi rõ ràng nói là phong trưởng lão. Thảo, phong trưởng lão ta còn có thể không biết sao, tiểu tử ngươi thật sự là tâm đáng chu mà, lại muốn kéo cửu hận cho ta, hôm nay mới nhìn rõ chân diện mục của ngươi, tình bằng hữu tới đây là hết. Lý Vân Tiêu nhìn qua phong trưởng lão này, nếu trong lúc vô tình nhìn qua thì lão nhân này không có chút thu hút gì cả, cho dù nhìn qua một lần cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện không nhìn rõ gương mặt của hắn, chỉ làm cho người ta hoảng hốt, khuôn mặt như ẩn như hiện. Lão nhân này xác thực rất mạnh, vô cùng có khả năng lại là nửa bước võ đế. Lý Vân Tiêu âm thầm nhíu mày, cũng không biết lão nhân này phải chăng có bị Đàm Địa Quân lôi kéo tới hay không. Nếu không đến lúc đó hai gã nửa bước võ đế đồng thời ra tay với hắn, nguy cơ gia tăng mấy lần. Ha ha, Lương Tông Chủ cũng đến, không có tiếp đón từ xa à. Trên khán đài, Hạ Ứng Dung cười nói, dưới sự chào hỏi của mọi người, một nam tử trung niên đi tới, ăn mặc kiểu văn sĩ, rất có khí chất Tông Chủ, chính là Tông Chủ Tân Nguyệt Tông Tiêu Minh Huy. Tân Nguyệt Tông cũng là một thế lực bản địa không kém tại thành Nam Hỏa, trong đối kháng thế lực của Thương Minh có tác dụng không kém. Lý Vân Tiêu lại nhìn thấy người quen, Lương Khoan cũng đi theo sau lưng Tiêu Minh Huy, nhưng mà sụ mặt, bộ dáng không yên lòng, giống như có tâm sự sâu đậm. Còn có một gã nam tử trầm ổn một chút, bộ dáng giống Lương Khoan đi theo sau lưng Tiêu Minh Huy, hẳn là phó tông chủ Lương Nghiệp. Hà trưởng lão khách khí, có dư trưởng lão cùng đi, là cho Minh Huy đủ mặt mũi rồi. Tiêu Minh Huy tao nhã, ứng đối thập phần hào phóng vừa vặn, tất cả mọi người kỳ thật cũng là người quen biết cũ.
một lão giả mặc trường bào màu xanh bên cạnh Tiêu Minh Huy vuốt chòm râu, cười nói. Có thể tâm tình với Tiêu tông chủ, Dư Mỗ thu được lợi ích không nhỏ a. Hắn làm thủ thế mời, an bài Tiêu Minh Huy ở bên trái phía trước, chính mình và Hà Ứng Dong ngồi hai bên phong trưởng lão, hiển nhiên trong đám đại trưởng lão xếp hàng thứ hai, cũng có thực lực phi phàm. Chính giữa còn có bốn vị trí trống, có lẽ chính là lưu cho những người địa vị tối cao ở thành Nam Hỏa. Toàn bộ thập đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông đến đông đủ. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe nhìn thấy mấy trưởng lão xuất hiện, lần này thì tới toàn bộ. Khi Dư trưởng lão ngồi vào vị trí, 10 trưởng lão của Bắc Đấu Tông đã tới toàn bộ đông đủ, dùng phong trưởng lão cầm đầu, hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chuyện đối ngoại hắn chẳng quan tâm. Cuối cùng là Lữ trưởng lão Võ Tôn Nhất Tinh. Ân, nghe nói có thể tiến vào thập cường, trưởng lão thụ nghiệp cũng có chỗ tốt lớn lao, phải biết rằng những trưởng lão này tất cả đều là cấp bạc Võ Tôn A, bất luận người nào tại thành Nam Hỏa đều có uy năng lớn lao. Người mau nhìn, đó là hai vị tông chủ đến, tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa, tông chủ Thiên Hà Tông Lý Phong Vũ. Lý Vân Tiêu nhíu mày nhìn qua hai đạo quang mang đáp xuống ghế, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nam tử cầm đầu bên trái mặc áo dài màu xanh. Đôi mắt thâm thúy ngăm đen, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, dường như tinh thần không phải quá tốt. Mà người bên phải khoác một kiện áo lưới, thể trạng tương đối to lớn cường tráng, giơ tay nhấc chân mang theo khí thế bình tĩnh, chính là tông chủ Thiên Hà Tông Lý Phong Vũ. Hai người vừa tới thì mọi người đứng lên chào, ngay cả phong trưởng lão cũng mở mắt ra, gật đầu chào. Lý Vân Tiêu dùng thần thức đảo qua, lập tức bị một lực lượng vô hình ngăn cản, lực lượng kia lại theo thần thức của hắn truy tung tới. Sắc mặt hắn biến hóa, quyết định thật nhanh chặt đứt thần thức của mình, giả dạng làm võ giả bình thường, lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn qua mấy người trên đài xem xét. Trương Lăng Hoa nhíu mày một cái, nhìn qua Lý Vân Tiêu bên này vài lần, trên mặt mang theo thần sắc hồ nghi, nhưng cũng chỉ hừ một tiếng, lơ đễnh. Trương Huynh, như thế nào? Lý Phong Vũ nhìn thấy thần sắc hắn có chút không đúng, kinh ngạc hỏi. Trương Lăng Hoa lắc đầu cười nói. Vô sự. Lý Huynh xin mời ngồi. Hai người nhìn nhau cười cười, dắt tay nhau tiến lên vị trí chính giữa ngồi xuống, còn lưu lại hai ghế trống, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt lạnh như băng, biết rõ đó là lưu cho thế lực thương hội. Tuy nhiên ám đấu không ngừng, nhưng bên ngoài mọi người vẫn hòa hòa khí khí. Thực lực Lý Phong Vũ rất mạnh, vậy mà thiết trí cách ly thần thức, ta cũng không sờ được chi tiết của hắn. Lý Vân Tiêu âm thầm nghĩ ngợi nói, kỳ thật cũng không phải là thần thức của hắn không được. Mà là quá mức hiển nhiên, rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng chỉ cần không có đạt tới võ đế, hắn cũng không lo lắng nhiều. Ngay lúc Trương Lăng Hoa ngồi vào chỗ của mình, nhân tiện nói. Bắt đầu đi. Dư trưởng lão ở sau lưng đứng dậy, thấp giọng truyền âm nói. Khoan đã. Trương Lăng Hoa trực tiếp phất tay chen ngang, lãnh đạm nói. Chúng ta đã chuẩn bị cho tốt, nếu bọn họ không muốn tới, vậy cũng không cần tới. Dư trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, liền đi lên, lớn tiếng nói. Tông đại đại bỉ Bắc Đấu Tông ngày cuối cùng bắt đầu, hiện tại dựa theo trình tự bốc thăm đi lên lôi đài. Ha ha, Trương Tông chủ, chúng ta chỉ tới chậm nửa bước, muốn ngăn ở ngoài cửa sao? Một giọng nói từ xa truyền tới, tiếng nói vang lên trên đỉnh núi. Mọi người đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lại là trống rỗng, nhìn không thấy có bóng người nào cả. Bên ngoài đỉnh núi trống rỗng. Cũng không biết giọng nói tới từ nơi nào. Trương Lăng Hoa cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua người, cảm thấy thoải mái nói không nên lời, thổi vào trong núi, một đạo hào quang màu trắng hiện ra trên đỉnh núi, hình thành một màn sáng, bao phủ cả đỉnh núi, dĩ nhiên là ngăn cách với bên ngoài. Ha ha, Trương Tông chủ quá keo kiệt á. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, một đạo sóng âm chấn không khí sinh ra gợn sóng. Đẩy phòng ngự màu trắng ra, ép nó biến hình. Trên không trung xuất hiện một chiếc kim dương chiến hạm thất giai, che khuất bầu trời, thoáng cái ngăn cản ánh mặt trời, cả đỉnh núi tối lại, chiến hạm chậm rãi đi tới, dường như muốn đánh tan phòng ngự. Sắc mặt người trên đài xem xét thay đổi, bộ dáng tức giận. Võ giả tán tu ở bên dưới giật mình, sợ hãi sinh ra trong lòng. Ai cũng biết tranh chấp giữa thương hội và thế lực bản địa. Trương Lăng Hoa đứng khỏi ghế, ánh mắt lăng lệ nói. Tế Lâm, đến Bắc Đấu Tông còn lái chiến hạm, ta rất hy vọng ngươi bàn giao với ta. Trên chiến hạm có tiếng cười to vang lên,
vài đạo thân ảnh hiện ra trên chiến hạm, cầm đầu là một nam tử mặc trường bào màu xanh, dùng tơ vàng có thêu long vân, nhếch miệng cười cười, một tay niết bí quyết. Kim Dương chiến hạm cực lớn hóa thành chiếc thuyền nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Người này chính là phân hội hội trưởng Tế Nam của Lôi Phong Thương hội tại thành Nam Hỏa, hắn nâng Kim Dương chiến hạm cười to nói. Trương Tông Chủ, người quá lo. Kim Dương chiến hạm này là Tế Mỗ cố ý mang tới Bắc Đấu Tông làm lễ vật cho người đạt được bài danh đệ nhất đấy. Lời này vừa nói ra, phía dưới xôn xao, giật mình không nhỏ. Mặc dù Kim Dương chiến hạm chỉ là vật thất giai, nhưng giá trị tuyệt đối còn trên cả huyền khí bát giai. Trong thời đại thuật luyện sư dùng các loại thiên tài địa bảo thiếu thốn này, ngay cả võ đế đều ít có huyền khí cửu giai. Huyền khí bát giai là chí bảo mà mỗi võ giả đều mơ ước. Mà vài đệ tử Bắc Đấu Tông ở dưới đài sắc mặt biến hóa, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Chiến hạm này quá mức khổng lồ, bọn họ căn bản không dùng được, nhưng nếu mang ra bán đấu giá, tuyệt đối có thể đổi lấy một kiện huyền khí bát giai phẩm chất không kém. Ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kích động, đặc biệt là Trình Ngọc có hy vọng đứng đầu nhất, trong lòng bàn tay đã ra mồ hôi rậm rạp. Trương Lăng Hoa nhàn nhạt nói ra, khó được Tế hội trưởng cố tình. Nhưng mà lần sau đừng có làm động tác lớn như thế, Trương Mỗ còn kém một chút phát động hộ sơn đại trận, đánh các vị thành cặn bã đấy. Trong lời hắn nói mang theo lãnh ý, đám võ giả bên dưới huyên náo xôn xao đều câm miệng lại. Lúc này mới nhớ tới quan hệ của hai bên, trong lời nói mang theo hàn ý lạnh như băng, cùng với thái độ cực kỳ miệt thị đối phương. Ha ha, Trương Tông chủ lại nói đùa, hộ sơn tiểu trận của Bắc Đấu Tông chỉ là đồ chơi trẻ con mà thôi. Trong mắt người Lôi Phong Thương hội chúng ta không đáng nhìn, lấy ra hù dọa tiểu hài tử còn được. Tế Lâm từ trên không hạ xuống, đối chọi gay gắt nói móc, cười nói. Hôm nay là việc trọng đại của quý phái, không đề cập tới những biểu diễn mất mặt này. Lý Phong Vũ cũng âm trầm nói. Đúng thế, mời mấy vị ngồi bên này. Nếu không phải hôm nay Bắc Đấu Tông có việc trọng đại, mấy vị đoán chừng cũng không thể quay về, ha ha ha. Tế Lâm lơ đễnh. Trực tiếp ngồi bên cạnh hai người, cũng chào phúng. Đúng rồi, Lưu trưởng lão Thiên Hà Tông lần trước nhìn thấy hắn, vì sao lâu rồi không xuất hiện qua, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn gì chứ? Ngươi! Sắc mặt Lý Phong Vũ đại biến, khí tức trên người khẽ động, giận tím mặt nói. Quả nhiên là các ngươi làm chuyện tốt. Năm ngón tay của hắn niết vang lên tiếng đùng không dứt, cắn răng nói. Tốt, tốt, quả nhiên rất tốt. Tế Lâm đắc ý sủi cười một tiếng, nhấc chân lên bắt chéo chân. Một người bên cạnh hắn rất bình tĩnh, cũng ngồi vào vị trí thứ tư, không nói lời nào. Trương Lăng Hoa lườm người nọ, đồng tử hơi co lại, nói. Vị cặn bã này rất lạ mặt a, là Lâu La Lôi Phong Thương hội các ngươi mới thu nạp sao? Da thịt trên mặt người thứ tư này co rút lại, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, lập tức khôi phục lại bình tĩ nhi, không để ý tới cũng không đáp. Tế Lâm cười to nói. Ha ha, ta thiếu chút nữa quên giới thiệu. Vị này chính là hội trưởng Thiên Hạc Thương hội Phương Thiên Hạc, chư vị hẳn nghe như sấm bên tai a. Lời nói của bọn họ cũng không che giấu cái gì, người ở đây đều nghe rõ ràng, nhao nhao đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu là những người khác nói lời này, chắc chắn đã bị chụp chết tại chỗ. Lý Vân Tiêu sững sờ, nhìn qua Phương Thiên Hạc, thì ra là hội trưởng Thiên Hạc Thương hội từng bước éo sát Tử Vân Thương hội. Quả nhiên là cùng một đám với Lôi Phong Thương hội. Hơn nữa nhìn bộ dáng là lấy Tế Lâm cầm đầu. Thiên Hạc Thương hội. Trương Lăng Hoa cau mày, sắc mặt giãn ra, cười nói. Tế hội trưởng nói giỡn, thương hội trong thương minh các ngươi có quá nhiều cá tạp, mỗi ngày biến mất mấy trăm, mới thành lập mấy trăm, biến hóa quá nhanh, ta biết không nhiều, nói không chừng Thiên Lôi Phong Thương hội cũng đột nhiên biến mất, vậy cũng không kỳ quái chút nào cả. Ha ha, Trương Tông chủ nói. Thiên hạ này không có thương hội tồn tại vĩnh viễn, cũng sẽ không có thế lực vĩnh viễn không ngã a. Tế Lâm không chút phật lòng, cười nói. Nhưng mà Lôi Phong Thương hội chính là thành viên ban trị sự lâu dài, phải đợi Lôi Phong Thương hội biến mất, sợ rằng Bắc Đấu Tông, Thiên Hạt Tông đã sớm cặn bã không còn thừa rồi. Trên mặt Lý Phong Vũ hiện ra vẻ âm trầm, khẽ nói. Thành viên ban trị sự lâu dài, thương minh thuật võ nhị hội tháng sau cử hành tại thành Tống Nguyệt Dương. Nghe nói lần này có mấy tồn tại cường đại xuất hiện, Lôi Phong Thương hội lần này có thể ngồi vững vàng vị trí sao? Ta không nhìn tốt các ngươi lắm, ý định đến lúc đó đi thành Tống Nguyệt Dương khu giao dịch đánh cược các ngươi thua,
kiếm lớn một số rồi trở về. Tế Lâm cười nói, hoan nghênh Lý Tông Chủ đến tặng Nguyên Thạch, đến lúc đó Lôi Phong Thương Hội nhất định sẽ tiếp nhận đánh bạc của ngươi. Mấy người này nói chuyện hết sức trào phúng, công kích lẫn nhau, không chịu có nửa phần nhượng bộ, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Nhưng mà tất cả đều khắc chế phi thường tốt, không có động thủ. Tất cả mọi người là lão hồ ly, trên miệng đấu thì đấu, thực động thủ sẽ ảnh hưởng tới gân cốt, ảnh hưởng nguyên khí. Sau khi công kích lẫn nhau đã đủ rồi, Trương Lăng Hoa mới nói. Tỷ thí bắt đầu đi. Dư trưởng lão khẽ gật đầu, lúc này mới tiến lên quát. Thỉnh tất cả đại đệ tử dựa theo trình tự rút thăm đi lên lôi đài. Vì chọn ra 10 đệ tử chân truyền, quy tắc tỷ thí của Bắc Đấu Tông cũng phi thường hợp lý. Dựa theo tu vị phân chia thành hai phái, rút thăm đối chiến với nhau, như vậy có thể hạn chế lớn nhất đệ tử thực lực thấp bị loại. Lên lôi đài đầu tiên chính là Mai Đông Nhi, nàng xem xét chung quanh, giống như một đóa hoa nhỏ màu xanh đang nở rộ, hồ điệp trên váy dài đong đưa như nhảy múa, làm cho người ta sinh ra mỹ cảm, khiến ánh mắt mọi người tỏa sáng. Mai Đông Nhi nhảy lên lôi đài lớn nhất, ánh mắt phụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu trong đám người, phát hiện đối phương đang mỉm cười với mình. Đôi má hơi đỏ lên, vội vàng nhìn qua nơi khác. Minh Anh Dịch nói khẽ. Vân Thiếu, cô gái nhỏ này hình như có ý với ngươi à. Lý Vân Tiêu quay đầu đi, cổ quái nói. Ngươi ghen. Minh Anh Dịch. Trong mắt Tế Lâm cũng lộ ra vẻ hân thưởng, khen. Cô gái nhỏ này xem không tệ, người rất xinh đẹp, thiên phú cũng cao, đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Một đệ tử Bắc Đấu Tông khác cũng nhảy lên lôi dài. Lộ ra thần thái phi thường khẩn trương, chỉ có thực lực võ tông tam tinh, trong tay trực tiếp cầm một kiện bao đao huyền khí lục giai, ôm quyền nhìn Mai Đông Nhi, cười khổ nói. Mai sư muội, đợi lát nữa hạ thủ lưu tình, cho sư huynh một chút mặt mũi. Mai Đông Nhi tự nhiên cười nói. Vân sư huynh khiêm tốn, mong rằng nhường cho sư muội vài cái. Vị vân sư huynh kia liên tục cười khổ lắc đầu, nắm bảo đao lên múa mai, nói. Sư muội mời, ta sẽ dùng hết toàn lực, kính xin sư muội vui lòng chỉ giáo. Hắn nói xong cũng không sĩ diện cãi láo, bảo đao rót nguyên khí vào, phát ra âm thanh chiến minh vang vọng, đoạt công tới. Hắn biết rõ chính mình chênh lệch lớn với Mai Đông Nhi, nếu như ra tay trước còn có thể chống đỡ vài chiêu, thậm chí có thể lấy được thời cơ chiến thắng. Mai Đông Nhi đứng vững bất động, vươn hai tay ra, hai tay nhỏ huy động giống như dòng nước màu xanh lá đang du đãng. Một vòng lực lượng vô hình bao phủ quanh thân, hình thành một vòng tròn phòng ngự. Long cong. Bảo đao của Vân Sư Huynh chém thẳng xuống, chém vào phòng ngự cháo, thân đao đâm tới một nửa thì dừng, bị linh áp ngăn cản không cách nào xâm nhập mảy may. Cái gì? Đồng tử Vân Sư Huynh mở to ra, hoảng sợ không thể tin nổi. Mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu chảy xuống, chênh lệch vì sao lớn như thế, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương còn đánh không thủng. Còn đánh cái quái gì chứ? Hắn kinh sợ hét lớn một tiếng, nói. Bỏ niêm phong. Nguyên lực bành trướng rót vào huyền khí lục giai, đao mang lập tức phóng đại, linh áp cường đại cũng bị bảo đao đâm vào. Sắc mặt Mai Đông Nhi không thay đổi, mặc dù vòng phòng ngự của nàng vỡ vụn, nhưng nàng vẫn thành thạo, hai tay thu hồi lại, vòng phòng ngự biến mất, đao mang đột đâm thẳng xuống, nàng lui ra sau một bước, tay phải năm ngón tay khép lại, một chưởng đánh thẳng vào sống đao. Phanh, bảo đao trực tiếp bị đánh lệch ra, hơn nữa lực lượng cường đại đụng vào đao mang, phản chấn cánh tay Vân Sư Huynh run lên, không cầm được bảo đao nữa. Sau đó Mai Đông Nhi đánh ra một chưởng, thân thể phối hợp bộ pháp lập tức nghiêng về phía trước, tay trái đánh ra một quyền vào vai phải Vân Sư Huynh, lập tức đánh hắn bay ra ngoài, rơi xuống đất bên cạnh lôi đài. Cả tỷ thí chỉ diễn ra trong mấy hô hấp, đơn giản dễ dàng, không dây dưa dài dòng, người xem đều sững sờ. Đám người lập tức vỗ tay liên tục, nhao nhao ủng hộ khen hay. Mai Đông Nhi vẻ mặt bình tĩnh, nàng ngay cả thở cũng bình thường, xuất ra một chưởng một quyền rồi đứng yên, nghe đám người vỗ tay lại không kiêu ngạo không xiểng nịnh, chắp tay nói. Đa tạ Vân Sư Huynh. Vân Sư Huynh đứng dậy, chỉ cảm thấy vai phải tê tê, hoàn toàn không cảm giác, hắn cười khổ nói. Là sư muội quá cường đại, Sư Huynh thua tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không thấy có gì mất mặt. Thu hồi bảo đao trở về đài xem xét. Ánh mắt Lý Phong Vũ tinh mang lập lòe, khen. Bắc Đấu Tông quả nhiên là nhân tài đông đúc a, trong đồng lứa có Trình Ngọc gần như là tồn tại võ hoàng,
hơn nữa Thiên Phú Mai Đông Nhi này ta thấy còn trên cả Trình Ngọc. Trương Lăng Hoa mỉm cười, không nói. Tế Lâm vẻ mặt trầm mặc, không ngờ không mở miệng mỉa mai. 18 đệ tử dự thi bên dưới nghe Lý Phong Vũ tán dương, thần sắc khác nhau, tất cả có tâm sự. Trong mắt Trình Ngọc mang theo một tia tàn khốc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Còn có Nguyên Thu Sương cũng ở trong đó, sắc mặt lạnh đáng sợ hơn kẻ khác, 10 ngón đều bám vào trong thịt. Hạ Ứng Dung phi thường hài lòng với biểu hiện của Mai Đông Nhi, tán thưởng gật gật đầu, dùng nó cổ vũ. Đệ tử khác lên lôi đài chiến đấu phi thường thảm thiết, võ giả xem bên dưới hét lớn, không còn xuất hiện các trận đấu nhẹ nhàng thoải mái nữa. Nhưng mà những trận đấu này không có làm Lý Vân Tiêu sinh ra hứng thú, liên tục ngáp, cơ hồ đều muốn ngủ. Thẳng tới khi đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Trình Ngọc lên đài, hắn mới có chút mở mắt ra, muốn nhìn tiểu tử này lợi hại cỡ nào. Đối thủ của Trình Ngọc than thở, liên tục lầm bầm số mệnh của mình không tốt, là một tên mập mạp võ tông ngũ tinh, buồn cười ôm đại chùy lên lôi dài, dẫn tới tiếng cười vang. Sư phó mập mạp kia sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, nói. Bạch Tử Mặc, giữ vững tinh thần và nghiêm túc đi. Nếu không phát huy ra tiêu chuẩn bình thường, ngươi nên cầu trời được rồi. Thịt mỡ của tên mập mạp run lên, vội vàng nâng cao tinh thần, hắn đặt đại chùy trên lôi đài, khí thế không ngừng tăng lên. Động tác này của hắn càng làm những người khác cười vang, Trình Ngọc cũng nhịn không được mỉm cười, nói khẽ. Bạch sư đệ, chớ khẩn trương. Bạch Tử Mặc hừ hừ nói. Gặp được đối thủ là ngươi, ta có thể không khẩn trương sao? Hắn vụng trộm nhỏ giọng nói. Trình sư huynh, để cho ta chống đỡ nhiều một hồi, nếu như bị ngươi mấy chiêu đánh bại, sư phụ lột ra ta mất. Trên mặt mập mạp mang theo một tia giảo hoạt, thừa lúc nói chuyện đã đột nhiên động thủ, chân ngắn mập mạp đá vào đại chùy, ông một tiếng, đại chùy như lưu tinh bay tới, lập tức đánh tới trước mặt Trình Ngọc. Lần này công kích nhanh như tia chớp, đại chùy hào quang phóng đại, giống như một hỏa cầu sáng ngời, toàn bộ lực lượng của Bạch Tử Mặc đều rót vào trong đó, ý định dựa vào đánh lén đắc thủ. Lần này đến quá mức đột nhiên, người bốn phía cả kinh, nhao nhao của trách mập mạp này quá mức giảo hoạt. Đồng tử Trình Ngọc đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, nội tâm âm thầm khẽ nói, hừ, mấy chiêu. Người muốn từ ta đánh mấy chiêu sao? Hắn không chút nghĩ ngợi, không chút do dự đánh ra một quyền, dùng nhục quyền đánh vào đồng chùy. Phanh! Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, đồng chùy bị một quyền nho nhỏ đỡ được. Một quyền của Trình Ngọc sinh ra khí áp rất mạnh, đột nhiên bị đánh bay, đại chùy to như thế đột nhiên biến hình, trở thành một hình, sau đó bắn ra, lực phản chấn toàn bộ đánh lên người Bạch Tử Mặc. Trình Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại hóa quyền thành trưởng, vỗ mạnh vào đại chùy, càng phanh một tiếng, đại gia gia tốc lực lượng, lập tức đụng vào người Bạch Tử Mặc, mang theo mập mạp bay ra ngoài. Thậm chí Bạch Tử Mặc còn không dừng lại, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, đánh bay vài trăm mét. Bay ra khỏi sơn cốc. Biến hóa này quá nhanh, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng trước hành vi hèn hạ của Bạch Tử Mặc, liền phát hiện mập mạp kia đã biến mất, đám người vô cùng kinh ngạc. Bạch Tử Mặc, sư phó Bạch Tử Mặc nhìn qua quá sợ hãi, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong sơn cốc. Vẻ mặt Trình Ngọc đầy trang nhã, đứng trên lôi đài đầy đắc ý nhìn qua đài xem xét, đặc biệt đầy thâm ý nhìn qua Mai Đông Nhi, lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt dư trưởng lão chủ trì tỉ thí ngưng trọng, nói. Trình Ngọc, một quyền kia của ngươi đã định thắng bại, vì sao còn muốn truy đuổi đánh thêm một trường? Bạch Tử Mặc đã bị đòn nghiêm trọng như thế, sợ là sinh tử cũng khó biết. Chẳng lẽ ngươi không biết, đồng môn tỉ thí điểm tời là dừng sao? Trình Ngọc nghe lời nói của hắn mang theo khiển trách, không phục khẽ nói. Là con heo mập kia đánh lén ta, dư trưởng lão không đi khiển trách người đánh lén. Ngược lại trách ta ra tay hung ác, nếu không phải thực lực của ta mạnh mẽ, hiện tại nằm ở trên lôi đài sợ rằng là ta rồi. Không biết khi đó dư trưởng lão phải chăng có chủ trì công đạo vì ta không? Trên mặt dư trưởng lão đầy tức giận, đang muốn quát tháo. Trương Lăng Hoa giơ tay lên, ngăn cản nói. Trận tiếp theo, Trình Ngọc thấy tông chủ cũng bảo hộ mình, nội tâm âm thầm mừng rỡ, phi thân trở lại khán đài. Đột nhiên Tế Lâm cười nói. Trương tông chủ, đệ tử này của ngươi thật thú vị nha. Bắc đấu tông quả nhiên là nhân tài đông đúc, dạng người gì cũng không thiếu. Trương Lăng Hoa nhàn nhạt nói ra. Cũng vậy. Dư trưởng lão cũng cân nhắc tới trường hợp này, không muốn so đo với Trình Ngọc quá nhiều,
vì vậy tuyên bố trận tiếp theo bắt đầu. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, dường như không quá quen nhìn Trình Ngọc. Bình Anh Dịch cười lạnh nói. Tên này tự cho là thông minh, muốn khoe khoang thực lực, kết quả làm cho các đại trưởng lão ấn tượng không tốt, còn tự vui mừng, tự cho là đúng, khó thành đại khí. Kết quả thập cường nhanh chóng xác định, kế tiếp là 10 người chiến đấu vì bài vị. Mỗi người trên mặt mang theo vui mừng, xếp vào môn hạ tông chủ, trở thành đệ tử thân truyền là chắc chắn. Về phần bài vị chiến thập cường cũng chỉ có số ít mấy người có tâm tư này, bởi vì top 3 mới có thể đưa ra yêu cầu với tông chủ. Trình Ngọc đã sớm có bài vị chắc chắn, chỉ còn lại một người, cũng chỉ có còn lại mấy người có tư cách tranh mà thôi. Trương Lăng Hoa nhìn qua mọi người hăng hái, mỉm cười nói. Ta năm đó cũng giống như các ngươi, từ lôi đài nơi này đi tới. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tương lai tông môn đặt lên vai các ngươi, ta hy vọng Bắc Đấu Tông có thể trở thành đại phái đỉnh cấp của Đông Vực, phàm là người nói tới Bắc Đấu Tông đều phải nghiêm túc và kính nể. Nhất định không phụ tông chủ nhờ vả. 10 người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên, giọng nói chấn động sơn cốc, hồi âm không ngừng truyền ra, ngay cả Tế Lâm cũng có chút biến sắc. Trương Lăng Hoa thỏa mãn gật gật đầu, ý bảo Dư trưởng lão tiếp tục. Dư trưởng lão lấy 10 tiểu cầu, nói. Nơi này có 5 dãy số, phàm là bắt được 2 số giống nhau sẽ tỉ thí. 10 đạo quang bắn ra trong tay của hắn, 10 tên đệ tử cả kinh, nhao nhao đuổi theo, mỗi người tiện tay cầm lấy một đạo hào quang. Trình Ngọc dẫn đầu bắt lấy một quả, mở tay ra, quang cầu trong tay hắn biến thành quả bóng, phía trên có ghi chữ nhất đỏ tươi. Nội tâm những người còn lại siết chặt, đều cẩn thận từng ly từng tí giang hai tay ra, sợ cùng số với Trình Ngọc, hào quang lập lòe, bắt đầu ngưng tụ hình dạng. Sắc mặt Mai Đông Nhi đột nhiên đại biến, viên cầu trong tay của nàng cũng là chữ nhất. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua tay của nàng, nghe được mấy người kia thở ra một hơi, sau đó nhìn ra thần sắc còn có chút hả hê. Nguyên Thu Sương càng nhìn không được cười khanh khách lên, nói. Đông Nhi sư muội thật sự vận khí tốt ha, thậm chí có hoài bảo lãnh giáo Trình Ngọc sư huynh chỉ điểm, ao ước chết mấy người chúng ta. Trên mặt Mai Đông Nhi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hai mắt trống rỗng vô thần. Trình Ngọc nao nao, lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra vui vẻ âm lãnh. Hà Ứng Dong nhìn xa xa, nhướng mày, phất tay gọi Mai Đông Nhi tới, nói. Đông Nhi, không cần có áp lực tâm lý quá lớn, đây chính là cơ hội thể nghiệm chính mình. Nhìn xem chính mình chênh lệch với Trình Ngọc bao nhiêu. Vi sư cảm thấy đây là chuyện tốt. Mai Đông Nhi mím môi, bờ môi có hơi trắng bệch, lắc đầu. Như thế nào? Hà Ứng Dong sững sờ, cau mày nói. Ngươi có phải có tâm sự gì hay không? Mai Đông Nhi không nói một lời, sau đó thao ớt giọng nói. Không có. Hà Ứng Dong vỗ vỗ vai nàng, khích lệ, nói. Chớ áp lực cho mình quá lớn, hết sức là được. Về phần Trình Ngọc, tuy hắn một chiêu đánh bay Bạch Tử Mặc, nhưng hắn không dám như thế với ngươi. Có vi sư ở đây, tuyệt đối không để cho ngươi bị thương. Nội tâm Mai Đông Nhi ấm áp, nhẹ nhàng ứng một tiếng. Viên cầu số bài nàng cầm trong tay đã biến thành không còn hình dạng. Rút thăm hoàn tất, Dư trưởng lão nói. Bắt đầu đi, tỉ thí lúc trước các ngươi không có phát huy trình độ lớn nhất, trận này sẽ là tỉ thí gian nan nhất của các ngươi. Bởi vì bất luận thực lực của đồng môn nào đều không phải để nhìn. Hai người bắt số một lên lôi đài. Giọng hắn vang lên, Trình Ngọc ngửa mặt lên trời cười cười, tiêu sái đến cực điểm bay lên không trung, trên mặt bảo trì nụ cười lạnh nhạt, giống như không đặt tí thí này vào trong mắt, chỉ là tùy ý chơi đùa mà thôi. Cũng chỉ có thực lực như hắn mới có thái độ như vậy mà thôi. Tất cả mọi người đang chờ thắng quỷ không may quyết đấu với hắn, liền nhìn thấy Mai Đông Nhi như đóa hoa màu xanh bay lên. Gương mặt xám trắng, càng lộ ra dáng vẻ động lòng người. Cái gì, dĩ nhiên là nàng. Tất cả mọi người cả kinh, nhao nhao lắc đầu thở dài, tiếc hận không thôi. Mai Đông Nhi dùng hình tượng khả nhân và thực lực cao tuyệt, lập tức trở thành người mọi người hâm mộ, mọi người thấy đối thủ của Trình Ngọc là nàng thì nội tâm đau khổ thay cho nàng. Trình Ngọc phong độ nhẹ nhàng vươn tay ra, khẽ cười nói. Mai sư muội được vinh dự là người có thiên phú mạnh nhất Bắc Đấu Tông. Sư huynh vẫn không có cơ hội kiến thức một hai, hôm nay vừa vặn cơ duyên xảo hợp, có thể được toại nguyện. Mai Đông Nhi hít một hơi, làm cho nội tâm bình tĩnh trở lại, một thanh bảo kiếm trong tay biến ảo ra, kiếm chỉ Trình Ngọc, nhẹ trách mắng. Trình sư huynh, ta
ta sẽ dùng toàn lực, mặc kệ đối thủ là ngươi hay là ai, ta nhất định phải tiến vào top 3. Trình Ngọc sững sờ, sắc mặt lập tức âm trầm, nhất định phải tiến vào top 3. Ở trước mặt ta còn nói lời này, vốn còn ý định chơi với ngươi nhiều một chút, xem ra không cần rồi. Mai sư muội, vậy nhanh động thủ đi, sắc trời không còn sớm. Các sư huynh đệ phía sau cần tỉ thí đấy. Trong lời của hắn mang theo hàn ý lạnh như băng, Hà Ứng Dung nghe xong nhướng mày, cảnh giác lên. Mai Đông Nhi gật đầu nói. Sư huynh cẩn thận. Bảo kiếm của nàng vũ kiếm hoa, cách không đâm tới, kiếm quang giống như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, điểm tới xa xa. Trình Ngọc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đơn trưởng bay bổng, hơn 10 đạo trưởng ảnh đánh tới, lăng không đánh tan kiếm quang, hắn cười lớn một tiếng, nói. Mai sư muội đang khiêu vũ sao? Thân thể linh xảo tập kích từ không trung, quyền phong cổ động, lập tức đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều đánh vào kiếm của đối phương. Không ngừng sinh ra âm vang, vậy mà áp chế mỗi kiếm, kiếm quang thả ra bị đánh trở về. Tất cả mọi người nhìn thấy vô cùng kinh hãi, đây là cần nhãn lực rất mạnh và lực khống chế tinh vi, tiểu tử này hiển nhiên đang khoe khoang. Nhưng hắn có vốn liếng này. Tu vị cảnh giới cao hơn ba tinh, làm cho hắn căn bản miệt thị tất cả, hoàn toàn không có đặt Mai Đông Nhi cùng đẳng cấp, đang dùng tư thái mèo vờn chuột với nàng. Sắc mặt Mai Đông Nhi biến hóa. Nhưng cũng không có sinh ra cảm xúc quá lớn, những chuyện này nằm trong dự tính của nàng, nhưng mà mỗi lần trường kiếm đâm ra đều bị lực lượng lớn đánh trở về, làm cho nàng lâm vào hạ phong, cảm thấy bị động. Hà Ứng Dung cũng nhíu mày, thực sự không có biện pháp hay, tu vị chênh lệch sinh ra áp chế gắt gao. Trình Ngọc thỏa thích khoe khoang một phen, cảm thấy kiếm đủ kiêu ngạo, cười to mấy tiếng đánh tới, hai tay kết thành thủ ấn cổ quái, hắn như núi cao đổ nát. Biển rộng sôi trào, công kích cực lớn bao trùm cả lôi đài. Mai sư muội, ngươi không phải muốn đánh bại ta tiến vào top 3 sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có dùng thủ đoạn lợi hại một chút, cũng không nên nhường cho sư huynh, ha ha. Mai Đông Nhi cả kinh, cảm giác không gian như bị đè xuống, thân thể nàng dưới hai đấm này sinh ra biến hình. Tế Lâm Sùy cười một tiếng, nói. Quý phái tỉ thí đúng là rất đặc sắc a, có thể so với siếc khỉ. Lý Phong Vũ cũng cau mày nói. Trình Ngọc này quá mức tâm cao khí ngạo, quá cuồng vọng tự đại. Lúc trước công kích hoàn toàn là có thành phần chơi đùa, hiện tại càng vận dụng công kích phạm vi lớn không cần thiết, hoàn toàn là hành vi ngu xuẩn bỏ qua đối thủ. Thiên phú và thực lực của hắn không tồi, nhưng mà tâm trí còn kém thành thục. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo thần thái giận dữ, hừ nhẹ một tiếng, thiên mục trong mi tâm mở ra, một tia thái cổ cương phong hiện ra. Bỗng nhiên trên lôi đài có âm thanh cắt nát vang lên, quyền áp như núi của Trình Ngọc lúc này bị cắt vỡ, giống như có mũi khoan xuyên phá ngọn núi. Xảy ra chuyện gì? Trình Ngọc cả kinh, cảm giác kinh khí toàn thân đều đột nhiên giải tỏa, toàn thân như mất khống chế, thậm chí lăng không bất ổn sắp rơi xuống. Ân, xảy ra chuyện gì? Người trên đài xem xét nhíu mày, dường như phát giác được có gì đó khác thường. Ánh mắt Trương Lăng Hoa nhìn qua lôi đài. Người bốn phía lôi đài nhìn qua. Nam tử trung niên áo vàng sau lưng Lữ trưởng lão thì ánh mắt mang theo tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Mai Đông Nhi thì đại hỉ, trường kiếm trong tay tỏa ra quang mang sáng ngời, thân thể hóa thành màu xanh da trời, nhìn ra xa xa, trường kiếm mang theo thủy quang chớp động, chính là tuyệt kỹ thủy băng trưởng của nàng, trực tiếp dùng kiếm làm trưởng, thân thể nhân kiếm hợp nhất, lập tức đánh thẳng vào Trình Ngọc. Tuy nàng không biết đối phương vì sao khí lực đối phương thiết ra, nhưng giờ phút này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, một chiêu chiến thắng. Trình Ngọc nhìn thấy kiếm quang đánh tới như bay, đã giật mình, vội vàng đánh ra mấy ấn quyết, huyễn hóa ra một kiện chiến giáp quanh người, vừa mới hiện hình, kiếm quang đã chém tới. Long cong, trường kiếm đâm vào chiến giáp vừa ngưng hình, không hề trở ngại đâm thủng qua, trực tiếp đâm vào người Trình Ngọc sinh ra âm thanh kim loại va chạm. Trong lòng Mai Đông Nhi căng thẳng, không nghĩ tới Trình Ngọc còn mặc chiến y trên người, cơ hội thủ thắng chỉ sinh ra trong tích tắc, bỏ qua là hối hận, nàng cũng bất chấp tiếc rẻ thanh bảo kiếm theo nàng nhiều năm, rót toàn lực vào đánh tới. Tạch, rốt cục có tiếng da bị đâm rách sinh ra, chiến giáp của Trình Ngọc lấy nơi mũi kiếm đâm vào sinh ra vết rạn như mạng nhện. Chi, chiến giáp của ta! Trình Ngọc kinh sợ hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bạo phát khí kình mạnh mẽ, chiến giáp vỡ vụn. Hóa thành từng đạo kình phong lao thẳng về phía Mai Đông Nhi.
Trường kiếm của Mai Đông Nhi đâm vỡ chiến giáp đối thủ, linh khí mất đi, nàng vội vàng thu hồi kiếm thế, múa kiếm quanh thân ngăn cản những mảnh giáp vỡ bay tới, âm thanh leng keng không ngừng vang vọng. Trong mắt Trình Ngọc mang theo lửa giận ngút trời, tuy áo giáp kia chỉ là ngũ giai, thế nhưng mà tốn hao tài phú rất lớn hắn mới mua được, hắn vô cùng yêu quý nó, không ai biết được. Huống chi một kích vừa rồi đánh chúng làm hắn sinh ra hổ thẹn, làm cho hắn nổi giận, hắn hét lớn một tiếng. Chết! Mai Đông Nhi đánh bay mảnh áo giáp vỡ liên tiếp, nhìn thấy Trình Ngọc công kích tới, cũng không lùi nữa, dùng trường kiếm đâm tới. Hạt gạo dám tranh sáng với trăng, bại cho ta! Trình Ngọc hét lớn một tiếng, hai đấm đánh vào trường kiếm, phanh. Một tiếng bảo kiếm bẻ gãy, quyền kình tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một bộ phận phá không lao tới đánh vào Mai Đông Nhi. Hừ, ta chính là võ tông cửu tinh, cho dù ngươi thi triển âm mưu quỷ kế gì đều không có khả năng vượt qua cái hào rộng ba tinh. Trình Ngọc một chiêu đắc thủ, rốt cuộc bất chấp phong độ, hiện tại nghĩ phải mau chóng đánh bại Mai Đông Nhi, vãn hồi mặt mũi cho mình. Hắn chậm rãi lăng không bay lên, tay phải giơ lên cao cao, trên ngón trỏ mang theo kim quang sáng ngời, nguyên khí bốn phía lấy ngón tay của hắn làm trung tâm. Hội tụ từ trên xuống, giống như lực một chỉ này làm không gian rung động lắc lư. Đây là... Hà Ứng Dung cả kinh, nhìn qua lão giả bên cạnh, cả kinh nói. Đạo thanh nhất chỉ, người vậy mà mang vũ khí bá đạo này truyền cho hắn. Trưởng lão bên cạnh mặc cẩm y màu đen, mặt lộ vẻ tự mãn, nói. Hà trưởng lão sao kinh hoàng như thế? Dùng tu vị thiên phú của Trình Ngọc, chẳng lẽ học không được sao? Dùng thực lực võ tông cửu tinh của hắn thi triển chiêu này đã gần vô hạn tới võ hoàng. Đương nhiên, Mai Đông Nhi là cao đồ của Hà trưởng lão, khẳng định cũng học không ít công phu khó lường, tự nhiên là không cần sợ, ha ha. Hắn đắc ý phi phàm, nhịn không được cười ha ha. Sắc mặt Hà Ứng Dung âm trầm muốn chảy ra nước, nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể đi lên tát hắn mấy cái. Tên trưởng lão bên cạnh cười to một lát, cũng tự hiểu không ổn, hơn nữa. Là bị ánh mắt Hà Ứng Dung nhìn chằm chằm trên trán đổ mồ hôi lạnh, đắc tội lão vu bà này, làm không tốt còn bị đánh một trận, hắn cũng không phải đối thủ của lão vu bà này, tự nhiên câm miệng, nhưng thần sắc đắc ý trên mặt không giảm chút nào. Lý Phong Vũ thở dài nói, lực lượng một chỉ này đã đạt tới võ hoàng nhất tinh, cô gái nhỏ kia quả quyết không tiếp được, đáng tiếc. Trương Lăng Hoa nói, đúng vậy, hai người này là lương tài có thể đào tạo, biểu hiện làm ta rất hài lòng. Mai Đông Nhi dưới uy áp một chỉ này, cũng cảm thấy tim đập nhanh và vô lực, giống như một chỉ kia có thể chấm dứt tất cả, sau khi đánh ra thì nàng sẽ thua. Một quyền vừa rồi của Trình Ngọc tuy làm bảo kiếm tổn hao, nhưng cũng không có bị tổn thương, nhưng mà dưới uy áp của một chỉ này thì nàng cảm thấy sắp thua rồi. Sẽ thua sao? Mai Đông Nhi cười khổ, kém ba tinh, đây là cái hào rộng, nàng vô duyên với top 3, việc nàng đáp ứng đã không làm được. Trên mặt Mai Đông Nhi mang theo thần sắc cô đơn, có chút quay đầu nhìn qua dưới đài. Lý Vân Tiêu đang nhìn nàng, trong mắt mỉm cười, tràn đầy vẻ cổ vũ. Mai Đông Nhi toàn thân chấn động, trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng lúc này nhớ tới đêm đó trong khách sạn, đối phương đã dạy cho nàng một chiêu trưởng pháp kinh thiên nhu tình tự thủy. Nàng thu liếm tâm thần, quét sạch tất cả cảm xúc mặt trái, bắt đầu tinh tế nhớ lại thân ảnh cao lớn kia, mỗi một động tác đều chí thiện chí nhu. Người nọ giống như hóa thân cho thủy chi bản nguyên, mỗi cử động đều ẩn chứa đại đạo. Thân thể Mai Đông Nhi không tự giác bắt đầu bắt chước thân ảnh trong đầu, thức mở đầu, trí nhu, trí cương, như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt, uốn lượn nhu nhược, lại có thể xuyên qua núi đá. Đột nhiên đồng tử Hà Ứng Dung co rút lại, hoảng sợ nhìn qua biến hóa trên người Mai Đông Nhi, giờ phút này quanh thân nàng có hơi nước và sương mù che chắn, thân thể như đặt mình trong hào quang màu lam. Vậy mà thấy không rõ bộ dáng, mà từng chiêu từng thức ẩn chứa võ ý, nàng vậy mà xem không hiểu. Hà trưởng lão, đột nhiên Trương Lăng Hoa mở miệng hỏi. Chiêu vũ kỹ của Mai Đông Nhi là cái gì? Ngươi truyền thụ cho nàng. Trong lòng Hà Ứng Dung căng thẳng, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người nhìn qua nàng, kể cả Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc cũng nhìn qua, thời điểm này tự nhiên không thể nói không biết, đành phải kiên trì nói. Đúng vậy. Ngày ấy trong tàng kinh các phát hiện vũ kỹ vô danh, uy lực cực lớn, thuận tiện truyền cho Đông Nhi. A, Trương Lăng Hoa kêu một tiếng, liền không lên tiếng nữa, nhưng trong hai mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng mạnh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mai Đông Nhi, không nháy mắt.
Không chỉ có hắn, Lý Phong Vũ cũng căng thẳng, nghe Hà Ứng Dong nói như thế, tất nhiên là vũ khí kinh người thời Bắc Hà Tông lưu lại, hai người bọn họ đều có truyền thừa của Bắc Hà Tông, từ một ít di tích và điển tịch phát hiện vũ khí là bình thường, nhưng giờ phút này Mai Đông Nhi thi triển ra hiển nhiên không đơn giản như thế. Ngay cả sư phụ Trình Ngọc cũng phát hiện không đúng, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Hà Ứng Dong, nội tâm cuồng mắng không thôi, con mẹ nó bà tám chết tiệt này giả vờ. Hừ, dốc hết sức đánh đi, dưới thực lực cường đại của ta, vũ khí gì cũng vô dụng mà thôi. Trên mặt Trình Ngọc đầy khinh thường, quát khẽ. Mai sư muội, người có thể để ta thi triển chiêu này, xem như thiên phú dị bẩm, rất đáng tự hào rồi. Đạo thanh nhất chỉ, diệt cho ta. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, chỉ phong đột nhiên điểm xuống, hóa thành một phi tuyến trên không trung, đánh thẳng xuống. Mai Đông Nhi dương mắt nhìn qua, trong con người mang theo bình tĩnh như nước, không có một tia rung động, vào thời khắc này nàng cảm thấy bốn phía tràn ngập nguyên tố thủy hệ, tùy ý thu lấy, động tác thân thể rốt cuộc thi triển tới chiêu cuối của thân ảnh trong đầu, đánh ra một trường, nhu tình tự thủy. Oanh! Bàn tay trắng nõn nà đánh ra rất hời hợt, lại giống như nghe thấy âm thanh sóng biển, tất cả mọi người đều cảm giác bản thân đang ở trong biển cả, sóng biển cuồn cuộn ập tới. Người trên đài xem xét không ngừng kinh hãi, hoảng sợ thất sắc, uy lực một trường này lập tức nhấn chìm đạo thanh nhất chỉ vào trong, giống như thôn vệ hòn đá không có ý nghĩa, ngay sau đó ập tới như sóng thần, lập tức đánh thẳng vào Trình Ngọc. A, à, không, tương đương. Thân thể Trình Ngọc bị lực lượng một trường ngập trời này bao phủ, kinh hãi kêu to lên, nhưng cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát ra được. Nguyên tố thủy hệ bốn phía thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng xông tới, giống như vô cùng vô tận, không có giới hạn. Hắn hoảng hốt muốn né tránh một trường kinh thiên này, lại phát hiện mình chính là con thuyền nhỏ trong biển cả, tùy thời sẽ bị hủy diệt. Ầm ầm. Rốt cục uy lực của đạo thanh nhất chỉ tan rã, chỉ thấy sóng nước ngập trời, liên miên không dứt. Sắc mặt Mai Đông Nhi trắng bệch, một trường này đã hao hết lực lượng toàn thân của nàng, chỉ cảm thấy thân thể lung lay đứng không vững. Chính nàng cũng khó tin với tất cả, Trình Ngọc đang đau khổ trèo trống dưới một trường này. Cái này thật sự là ta làm sao? Nàng hoảng sợ tự nói ra. Không, ta quyết không thua, ngươi chỉ là một con nhóc mà muốn thắng ta, nằm mơ đi thôi. Trình Ngọc dưới trường phong này, mạnh mẽ nuốt một viên đan dược vào bụng, hai mắt của hắn trở nên yêu dị, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hóa yêu đan, tiểu tử này thú vị, vậy mà sắp chết chống cự, cũng không biết hóa thành yêu quái gì đây. Lý Vân Tiêu hăng hái nhìn qua Trình Ngọc bắt đầu biến hóa. Sắc mặt Hà Ứng Dong đang ngồi trên ghế biến hóa, khiển trách quát mắng. Dư trưởng lão, còn không tranh thủ thời gian phán quyết, tiểu tử kia vậy mà làm rối kỳ cương, sử dụng hóa yêu đan. Sư phụ Trình Ngọc tiến lên quát. Cái gì làm rối kỳ cương? Hà trưởng lão, phiền toái ngươi nói chuyện êm tai một chút. Đâu có quy định không cho phép dùng hóa yêu đan. Mặc dù là hóa yêu cũng phải căn cứ vào thực lực bản thân, cũng là một loại thể hiện thực lực mà thôi. Trong tỉ thí trước giờ, cũng có không ít người dùng hóa yêu đan A. Tuy dư trưởng lão cũng muốn giúp Mai Đông Nhi, nhưng đối phương nói có lý, gật đầu đáp. Nói đúng vậy, sử dụng đan dược cũng không trái quy tắc thi đấu. Hà trưởng lão, mời ngồi vào vị trí, đừng vội xôn xao. Hà Ứng Dong giận tím mặt, muốn nổi giận lại không có chỗ phát. Mai Đông Nhi thật vất vả bằng vào một chiêu trưởng pháp không biết học từ đâu chuyển bại thành thắng, lại gặp phải đối phương sử dụng hóa yêu đan, bây giờ nhìn bộ dáng của nàng hao hết nguyên khí, căn bản không có khả năng tái chiến, phải thua không thể nghi ngờ, nàng liên tục dậm chân, lùi lại vị trí. Giống. Đột nhiên một tiếng yêu thú giống vang vọng trên lôi đài, ở trung tâm một trưởng kia, rốt cuộc Trình Ngọc cũng yêu hóa, hình thể cao lớn gấp đôi có thừa, toàn thân đầy lông xù. Dĩ nhiên là một con gấu ngựa. Dĩ nhiên là đại địa chi hùng, thú vị a. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một chút, lập tức lộ ra ánh mắt lo lắng. Hắn cũng phát hiện Mai Đông Nhi đã nỏ mạnh hết đà, đại địa chi hùng ít nhất cũng là tồn tại cấp võ hoàng, căn bản khó có thể ứng chiến. Mà lúc trước chính mình thi triển thái cổ thiên mục đã khiến cho Trương Lăng Hoa chú ý, cũng không dám tùy ý làm bậy nữa, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Giống, Mai Đông Nhi, người đáng chết. Hai mắt Trình Ngọc to như đèn lồng, hai tay đầy lông xù chụp xuống, lập tức đánh một trường thủy hệ sơ xác, giống to vài tiếng đánh ra một quyền. Đại địa hùng quyền. Ầm ầm.
cả đỉnh núi rung động lắc lư, quyền phong cực lớn sắp nuốt chửng Mai Đông Nhi. Tất cả mọi người đều lập tức hóa đá, không nghĩ tới Trình Ngọc lại sắc bén như thế, vừa biến thân đã đánh ra một kích tuyệt sát. Cái gì? Dừng tay! Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Trương Lăng Hoa cũng tức giận quát một tiếng, Hạ Ứng Dung nhìn thấy đã phi thân xuống lôi đài, muốn cứu Mai Đông Nhi ra. Nhưng đã muộn, tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn thấy lực lượng kia thôn vệ Mai Đông Nhi vào, căn bản không kịp hành động. Bình Anh Dịch cũng thè lưỡi ra liếm môi dưới, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc. Đột nhiên nội tâm của hắn khẽ động, phát hiện Lý Vân Tiêu bên người đã biến mất không thấy gì nữa, không trung lưu lại sóng tinh thần nhàn nhạt. Đồng tử của hắn co rút lại nhìn qua trung tâm của năng lượng trên lôi đài, trước mặt Mai Đông Nhi có một bóng dáng màu đen hiện ra. Ngươi, là ngươi sao? Mai Đông Nhi hoảng hốt, nhìn thấy bộ dáng thiếu niên kia, nàng cảm thấy rất khó tin tưởng, biết rõ đây nhất định là ảo giác, bởi vì dưới loại tình huống này cho dù là sư phó của nàng cũng bất lực, nhưng nàng lại thập phần nguyện ý đi tin tưởng, mặc dù sẽ bị một chiêu kia chôn vùi, nhưng mà nội tâm cũng vô cùng ấm áp. Ân, ngươi quá dốc sức liều mạng a. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra. Mai Đông Nhi mũi đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nói. Chỉ cần ngươi biết. Ta dù dốc sức liều mạng cũng nguyện ý, nhưng ta không vào được top 3. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Đồ ngốc, không có việc gì. Chẳng phải một truyền tống trận sao, thật sự không được thì ta tùy tiện bay qua cũng được. Mai Đông Nhi nhìn không được khóc lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, sợ ảo giác trước mặt đột nhiên biến mất, làm cho nàng lâm vào tuyệt vọng vô tận. Được rồi, chờ ta thu thập con gấu đen này rồi nói sau. Trước mặt Lý Vân Tiêu xuất hiện ma thiên chiến giáp, nó giống như thành lũy bỏ túi, ma khí ngưng hình ở bốn phía. Một quyền kinh thiên của Trình Ngọc không cách nào làm gì nó mảy may, tất cả đều dọc theo ngoại hình của ma thiên chiến giáp tản đi, giống như dòng suối nhỏ chảy qua tảng đá, phù du lay đại thụ. Cái gì, đây là... Người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này thì chấn kinh, không có bất kỳ người nào nhìn rõ Lý Vân Tiêu xuất hiện như thế nào, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở nơi đó vậy. Hạ Ứng Dung cũng ngây ngốc, thân thể bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, khó có thể tin nhìn qua phía dưới. Đồng tử Tế Lâm đột nhiên co lại, trong miệng nói khẽ. Di hình hoán vị. Phương Thiên Hạc ở bên cạnh cả kinh, nói. Là di hình hoán vị khi hồn lực đạt tới thất giai mới có thể thi triển. Trừ quyền phong huyền hách của Trình Ngọc ra, cả tất cả mọi người trên đỉnh núi ngây ngốc, không có chút âm thanh nào. Nam tử trung niên áo vàng do Đàm Địa Quân biến ảo đứng sau lưng Lữ trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, năm ngón tay niết đùng, hai mắt phóng lửa. Lý Vân Tiêu thi triển di hình hoán vị, sợ rằng lâm vào chú ý của tất cả mọi người, muốn ám sát Trương Lăng Hoa, đó là chuyện không thể nào. Ánh mắt Trương Lăng Hoa dần dần ngưng tụ, tinh mang lập lòe bất định. Nguyên Thu Sương há to mồm, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nhìn qua quyền kình kinh khủng kia. Thân ảnh tiêu sái đến cực điểm xuất hiện trước mặt Mai Đông Nhi đáng chết, trừ nội tâm kinh hãi ra còn có ghen ghét, nóng ruột tim đau. Vì cái gì không chết, vì cái gì chỗ tốt đều bị nàng chiếm hết. Trong đội ngũ Tân Nguyệt Tông, Lương Khoan mở to mắt ra, chỉ vào lôi đài, vội vàng nói. Phụ thân, hắn, chính là hắn chính là người đánh ta. Đồng tử Lương Nghiệp hơi co lại, Tiêu Minh Huy bên cạnh nhíu mày. Khẽ lắc đầu, ý bảo ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trên lôi đài, Trình Ngọc huyễn hóa ra đại địa chi hùng mở to mắt ra nhìn, thân thể khổng lồ đình trệ trên không trung, khó có thể tin. Sau khi hắn yêu hóa, một quyền kia sánh ngang võ hoàng tam tinh, lại bị một tiểu tử võ tông ngũ tinh đỡ được, hơn nữa nhìn bộ dáng rất thành thạo. Kỳ thật một quyền này Lý Vân Tiêu căn bản không cần phải triệu hoán ma thiên chiến giáp, nhưng chỉ sợ bảo hộ Mai Đông Nhi không chu toàn. Vì bảo hiểm nên triệu hoán ra. Lý Phong Vũ thấp giọng nói bên tai Trương Lăng Hoa. Tiểu tử này là người nào? Chiến y của hắn vô cùng cổ quái, ta có cảm giác nhìn không thấu. Trương Lăng Hoa thần sắc vẫn lạnh như băng, không có lên tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn qua Trình Ngọc vẻ mặt ngây ngốc, quyền kình bốn phía tiêu tán, hắn thu áo giáp vào mi tâm, lạnh như băng nói ra. Chơi chán chưa? Xíu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn lập tức xông lên, đánh ra một quyền vào ngực đại địa chi hùng, không có dùng nguyên lực chấn động gì cả, thuần túy là thân thể đánh ra mà thôi, không khí chấn động ken két, không gian áp xúc dưới quyền kình này. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi,
đặc biệt là cao thủ trên đài xem xét, bọn họ càng nhìn ra một quyền này lợi hại cỡ nào. Ngay cả phong trưởng lão vô cùng bình tĩnh cũng chấn động, sợ hãi nói. Không có nửa phần nguyên lực, điều này sao có thể? Trình Ngọc hét lớn một tiếng, tiếng hét vang vọng cả đỉnh núi, một đấm đầy lông xù áp xúc không gian đánh tới. Hắn không tin tà, một quyền sánh ngang thực lực võ hoàng tam tinh, hơn là đại địa chi hùng yêu thú sở trường lực lượng lại không đánh lại đối phương. Oanh! Hai lực lượng đụng vào nhau, không gian bị áp xúc dưới một quyền của đại địa chi hùng cũng đình trệ mấy hô hấp, cứ tiếp tục áp chế xuống, trực tiếp làm nắm đấm của hắn xệ xuống. Ba ba ba! Âm thanh nổ vang từ cánh tay đại địa chi hùng truyền tới, hắn bị một quyền này đánh nổ cả cánh tay. A! Một tiếng kêu thảm thiết từ miệng Trình Ngọc vang vọng các nơi, hắn vội vàng thu hồi nắm đấm, cánh tay bị nghiền nát, thân thể yêu hóa cũng dần dần bắt đầu biến mất, mà quyền kình của Lý Vân Tiêu càng tiến lên, không gian vặn vẹo trực tiếp nổ vang, khí kình đánh vào ngực của hắn. Thân ảnh lông xù cực lớn bay lên giữa không trung, bay thẳng vào trong sơn cốc. Tràng cảnh giống như lúc hắn đối phó Bạch Tử Mặc, đều bị quyền kình của hắn đánh bay vào sơn cốc, không thể ngờ báo ứng tới nhanh như vậy. Trình Ngọc. Sư phó Trình Ngọc là trưởng lão họ Lục lao tới thật nhanh, hai mắt đầy lửa giận nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường, tên trưởng lão kia tức giận hét liên tục, nhưng mà không có thời gian thu thập hắn, đuổi theo Trình Ngọc bay vào trong sơn cốc. Lý Vân Tiêu đáp xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Mai Đông Nhi, cười nhạt nói. Ngươi không sao chớ. Ngươi là thực. Mai Đông Nhi vào lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua bộ dáng Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Trong lúc hoảng hốt, ảo ảnh nam tử kia lại một quyền đánh bay dã thú cứu nàng, đây là thật. Lý Vân Tiêu cười to nói. Nào có ảo thuật lợi hại như thế, có thể trực tiếp đánh bay gấu đen a? Mai Đông Nhi vẫn giật mình nói. Có thể, thế nhưng mà thực lực ngươi làm sao đánh thắng Trình Sư Huynh? Lý Vân Tiêu cười nói. Con sâu cái kiến mà thôi, bóp chết quá dễ dàng. Người ở bốn phía đều khiếp sợ không nói ra lời, bởi vì cảnh vừa rồi chẳng khác gì ảo giác, hiện tại cũng đang thẫn thờ. Dư trưởng lão lúc này quát. Ngươi là người phương nào, dám can đảm nhiễu loạn đại bỉ của Bắc Đấu Tông ta? Tuy giọng nói nghiêm khắc, nhưng mà không mang theo trách cứ hay hài lòng. Lý Vân Tiêu đứng trước mặt Mai Đông Nhi, ánh mắt nhìn qua đài xem xét, lạnh nhạt nói. Ta không quản đại bỉ của tông môn các ngươi, mạng của bằng hữu ta nguy trong sớm tối, tự nhiên phải xuất thủ cứu giúp. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không cứu sao? Dư trưởng lão cao giọng nói. Cứu người là đúng, nhưng Bắc Đấu Tông có quy củ của Bắc Đấu Tông, ngươi nhúng tay vào. Phá hư tỉ thí, đây là phá hư quy củ. Hiện tại nhanh chóng báo danh và lai lịch, sau đó đứng yên một bên, nghe xử lý. Hà Ứng Dong kéo dài mặt, tức giận nói. Quy củ là chết, người là sống, nếu mọi người chết, quy củ dùng làm cái gì? Lão thân vừa rồi cũng muốn cứu người, nếu Đông Nhi là ta cứu, ngươi có phải cũng bảo ta báo danh và lai lịch, đứng yên một bên chờ xử lý hay không? Dư trưởng lão biến sắc. Không thể ngờ Hà Ứng Dong lại công khai nhắm vào hắn, hừ lạnh nói. Hà trưởng lão, chú ý thân phận của ngươi. Hà Ứng Dong lúc này mới cảm thấy được trước mặt bao người nên không ổn, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lý Vân Tiêu truyền âm nói. Tiểu tử đừng sợ, có lão thân ở đây, bọn chúng không dám làm gì ngươi đâu. Không nói đến Lý Vân Tiêu cứu Mai Đông Nhi, cho dù là bản thân hắn, Hà Ứng Dong cũng thập phần ưa thích, muốn thu nạp làm môn hạ. Lý Vân Tiêu kéo tay Mai Đông Nhi, dặn dò. Đến bên sư phụ ngươi đi. Hắn đã dự cảm chuyện kế tiếp không quá tốt, sợ làm Mai Đông Nhi bị thương. Mai Đông Nhi cả kinh, không chịu đi qua, lo lắng nói. Vậy còn ngươi, ngươi nhanh chóng nghe dư trưởng lão an bài, ngàn vạn không nên phản kháng, sư phó nhất định sẽ bảo chúng ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, điểm nhẹ lên vai Mai Đông Nhi, lập tức rót khí kình vào trong người của nàng. Trực tiếp phong bế kinh mạch của nàng, bắt lấy cánh tay ném qua phía Hà Ứng Dong, nói khẽ. Một lát sau tự nhiên sẽ cởi bỏ, lôi đài này không phải ngươi có thể lưu lại. Hà Ứng Dong tiếp nhận Mai Đông Nhi, mấy hô hấp sau đại biến, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, Lý Vân Tiêu phong ấn nàng không cách nào giải được. Lý Vân Tiêu đẩy Mai Đông Nhi xong, lạnh nhạt đứng đó, nói. Báo danh và lai lịch chờ các ngươi xử lý,
ta thực không có hứng thú gì, nếu không các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Dư trưởng lão cười lên, nói. Người trẻ tuổi có chút bổn sự đều dễ dàng cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, ta rất hiểu được. Nhưng đã xúc phạm quy của người ta, vậy phải tiếp nhận trừng phạt. Những trưởng bối trong nhà ngươi không có dạy bảo, hôm nay Bắc Đấu Tông sẽ dạy cho ngươi, miễn cho về sau ở bên ngoài tự dưng vẫn lạc, còn không biết vì sao mà chết. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta thấy hôm nào tới thụ giáo A, đại bỉ của các ngươi nên tiếp tục. Song dài với hắn như vậy làm gì, tiểu tử này đáng chết. Lục trưởng lão bay ra khỏi sơn cốc, đáp xuống lôi đài. Trong tay ôm Trình Ngọc, tròn mắt muốn nứt ra, quát ầm lên. Kinh mạch của Trình Ngọc đã đứt đoạn, không có một năm nửa năm thì không cách nào khôi phục đến toàn thịnh. Cho dù khôi phục, sở tu luyện sau này cũng bị ảnh hưởng, thiên phú cũng ngã xuống. Trình Ngọc thống khổ không chịu nổi, cũng không biết thương thế của mình nặng bao nhiêu, nghe sư phó nói như vậy, hai mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Sắc mặt dư trưởng lão đại biến, đám trưởng lão còn lại nhao nhao động dung. Nếu chỉ bị thương cũng không sao, xem như giáo huấn đi, võ giả có ai không bị thương chồng chất, nhưng mà trực tiếp đánh gãy kinh mạch toàn thân người ta, đánh rớt thiên phú, đây chính là hủy tiền đồ A. Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo ánh mắt nghiền ngẫm. Trương Lăng Hoa cũng tức giận không thôi, Trình Ngọc tuy tính cách có khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn, trong tiểu bối có thực lực đệ nhất, tương lai tất nhiên là trụ cột của Bắc Đấu Tông, cứ như vậy bị hủy đi. Hắn tức giận quát. Bắt lại. Không chờ người khác động thủ, lục trưởng lão trực tiếp thả Trình Ngọc qua một bên, hét lớn một tiếng xông tới, đột nhiên lĩnh vực chi lực mở ra, định trụ Lý Vân Tiêu, tránh đối phương đào tẩu. Hắn hiện tại giận không kiềm được, chỉ muốn xé xác đối phương ra mới giải hận trong lòng. Hơn nữa hắn sợ các trưởng lão khác vượt lên trước, sẽ cho tiểu tử này cơ hội sống sót. Sắc mặt Mai Đông Nhi trắng bệch, vội vàng cầm lấy tay Hạ Ứng Dung. Cầu khẩn nói. Sư phó, cứu hắn, ngài nhất định phải cứu hắn, hắn vì cứu ta nên mới ra tay. Tình huống lúc ấy cấp bách, ai có thể nắm chắc cái gì chứ, tổn thương Trình Ngọc sư huynh cũng chỉ là vô tâm thôi. Hạ Ứng Dung lộ ra vẻ làm khó, lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Lý Vân Tiêu ra tay cũng quá ác. Hiện tại ngay cả Trương Lăng Hoa đều lên tiếng, nàng không dám tùy ý mà làm, huống chi trước mặt tông chủ các thế lực khác. Càng không thể bác bỏ mặt mũi tông chủ A. Lý Vân Tiêu bị lĩnh vực trấn áp cũng không phật lòng, cười lạnh nói. Chính hắn biến hóa thành đại địa chi hùng, đã gây tổn thương kinh mạch lớn nhất, cho dù không có một quyền của ta, cũng không tốt đi đâu được. Huống hồ lúc hắn ra tay đối phó tên mập kia, dường như ra tay còn hung ác hơn ta nha. Lục trưởng lão phẫn nộ quát. Đó là chuyện nội bộ tông môn chúng ta, há do người ngoài như ngươi nhúng tay vào. Hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tay phải hắn chộp tới, ngưng hình trên không trung, chụp thẳng xuống, giống như diều hâu tập kích gà con. Khó tiêu thì mãi mãi giấu trong tim đi. Kim quang sinh ra trên người Lý Vân Tiêu, thân thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt nát lĩnh vực ra, bay lên trời, một chảo của lục trưởng lão đánh vào mặt đất, lôi đài chất liệu lục giai vỡ ra. Cái gì, hắn vậy mà có thể bỏ qua lĩnh vực? Tất cả cường giả võ tôn ở đây, trừ Đàm Địa Quân ra, tất cả đều sợ hãi. Lục trưởng lão càng sững sờ, kinh hãi không thôi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên trời cao có một vật bao phủ mặt trời chói mắt, một bóng mờ lớn từ trên cao giáng xuống, một cổ chung không ngừng biến lớn, muốn áp mình vào trong. Dám khoe khoang trước mặt lão phu, thiên khiếu thần quyền. Lục trưởng lão cũng không có bị uy thế của Hoàng Chiêu Trung hù sợ, mà trường bao phập phồng, kình phong phần phật. Một quyền ngưng hình đánh ra, đánh vào cổ chung. Với suy nghĩ của hắn, một quyền của võ tôn đủ đánh nát cổ chung của đối phương, sau đó dư âm còn lại cũng chấn Lý Vân Tiêu rơi xuống, không chết cũng phải trọng thương. Ầm ầm, một quyền kia đánh vào Hoàng Chiêu Trung, phát ra sóng âm chói tai truyền tới, người trên đỉnh núi biến sắc, một ít võ giả thực lực hơi yếu bị chấn động ngã trái ngã phải. Nhưng mà âm thanh nhanh chóng tiêu tán đi, chỉ thấy Hoàng Chiêu Trung đảo mắt đã rơi xuống. Vẻ mặt ngây ngốc đứng ở đó, dưới ánh mắt không dám tin của lục trưởng lão bao phủ hắn vào trong, chấn động ầm ầm làm lôi đài tạo ra từ giao quang phi thạch vỡ nát, Hoàng Chiêu Trung áp xuống không sinh ra chút khe hở nào. Dưới ánh mắt ngây ngốc của mọi người, Lý Vân Tiêu chậm rãi đáp xuống, dẫm lên Hoàng Chiêu Trung, ánh mắt nhìn lên đài xem xét, nhẹ giọng hỏi.
còn có ai muốn tới giáo dục ta? Trọn vẹn vài phút không ai lên tiếng cả, cho dù là Đàm Địa Quân cũng kinh hãi, hắn chỉ biết rõ Lý Vân Tiêu khó chơi, nhưng mà không có chính thức giao thủ, không biết chiến lực chân thật của hắn là gì, nhưng thủ đoạn có thể một chiêu trấn áp võ tôn này quá mức hung mãnh a. Phanh, phanh, phanh. Trong hoàng triều trung có tiếng oanh kích của Lục trưởng lão truyền tới, muốn phá trung mà ra, nhưng mà âm thanh càng ngày càng yếu. Trong chuông lớn, quyền kình đánh ra sinh ra âm hưởng, mà âm hưởng tăng phúc rất lớn bên trong chuông, chấn động qua lại như thế, cho dù Lục trưởng lão là võ tôn cũng không chịu được tiếng chuông càn quét, thống khổ không chịu nổi gào thét thảm thiết, hắn nhanh chóng học nghe lời, không dám cử động dù nhỏ nhất, sợ phát ra một chút âm thanh thì sóng âm mở rộng ngược đãi hắn. Minh Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm phía dưới kinh hãi há to mồm, hai người đều là kinh hãi không dứt, may mắn chính mình không có ngớ ngẩn đi trêu chọc người này. Sắc mặt Trương Lăng Hoa âm trầm như nước, nguyên lực chấn động nhàn nhạt hiện ra, nói từng chữ. Bắt lấy hắn. Một đám trưởng lão sau lưng đứng lên, ngay cả Hà Ứng Dong cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mai Đông Nhi thì sớm ngây ngốc, không có chút suy nghĩ nào trong đầu. Ha ha, thú vị. Trương Tông Chủ, bị người đá quán như thế, đám trưởng lão lâu la này không có chút tác dụng gì, có cần huynh đệ ra tay giúp một chút hay không? Tế Lâm hả hê cười nói, mỉa mai không thôi. Ngay cả Lý Phong Vũ cũng im lặng không lên tiếng, tuy Thiên Hạt Tông cùng Bắc Đấu Tông là liên thủ đối ngoại, nhưng mà chỉ liên thủ dưới tình huống đối ngoại, phụng trộm cũng tranh đấu gay gắt, dù sao hai phái đồng nguyên, rất nhiều tài nguyên đều tranh đoạt không rõ, cho nên thời điểm này cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Trương Lăng Hoa hừ lạnh một tiếng, vài đạo khí tức võ tôn cường đại bay lên, mục tiêu trực chỉ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt không chút kinh hoàng, thần sắc vẫn lạnh lùng, nói. Nếu đã náo như thế, cứ chơi lớn thôi, động thủ. Hắn nói lời này làm tất cả mọi người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, Trương Lăng Hoa thì đồng tử hơi co lại, nhíu mày thật sâu. Tinh thần lực bao phủ chung quanh Lý Vân Tiêu, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc gương mặt tới sát Trương Lăng Hoa, cơ hồ muốn đụng vào chóp mũi đối phương. Chi? Trương Lăng Hoa hít khí lạnh, lại không chút hoang mang muốn bắt giữ Lý Vân Tiêu. Thời điểm Lý Vân Tiêu thuấn di thì hắn đã sớm phát hiện sóng tinh thần ở trước mặt mình, có chuẩn bị tâm lý, cho nên tuy kinh sợ nhưng sớm có phòng bị. Ha, quả nhiên là nửa bước võ đế. Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng một chảo này, cũng không phải cửu thiên đế khí thuần khiết. Cười ha ha đánh ra sáu chỉ, ở ngay đầu ngón tay có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Đồng tử Trương Lăng Hoa đột nhiên co rút lại, vậy mà cảm giác nguy hiểm to lớn trước một đám hỏa diễm nhỏ bé như thế, hắn vội vàng biến chảo thành quyền, lực lượng cường đại đánh ra, muốn bài xích tất cả, hơn nữa còn tiến thêm một bước, tay trái đánh ra một chưởng không chút lưu tình. Hắn đã không muốn sống bắt Lý Vân Tiêu, ý định trực tiếp chụp chết là được. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, thi triển thuấn di. Hư không tiêu thất tại chỗ. Trương Lăng Hoa cười nhạt một chút, bay lên không nắm qua bên phải, sau một khắc thân thể Lý Vân Tiêu quả nhiên xuất hiện ở đằng kia, trên mặt đầy hoảng sợ. Cứ nhảy nhót đi, trong mắt bổn tọa thì ngươi là cặn bã mà thôi. Phanh! Một quyền của Trương Lăng Hoa đánh lên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp đánh ra một cái lỗ, vô cùng thảm thiết. A, không muốn! Mai Đông Nhi hô to một tiếng, sắc mặt không còn chút máu nào. Ngây ngốc tại chỗ. Ngực Lý Vân Tiêu bị phá ra cái động, thần sắc ngoan độc, tức giận nói. Con mẹ nó ngươi thật đáng hận a. Dần dần thân thể vặn vẹo trên không trung, hóa thành một đạo quang mang tiêu tán đi. Ân, làm sao có thể? Toàn thân Trương Lăng Hoa đại chấn, đạo nhân ảnh vừa rồi rất rõ ràng, tuyệt không có khả năng là ảo thuật. Xem lừa một tên cường giả nửa bước võ đế chúng chiêu ảo thuật, vậy phải có thủ đoạn nghịch thiên mới được. Không chỉ có hắn, Lý Phong Vũ cùng Tế Lâm bên cạnh cũng biến sắc. Bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện thân ảnh vừa rồi là ảo ảnh. Vào lúc này mọi người ngây ngốc, Mai Đông Nhi phục hồi tinh thần từ trong tuyệt vọng, ngơ ngác ở đằng kia, dường như cảm xúc chấn động thật lớn, làm cho nàng trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng được. Những đại trưởng lão đang bay tới chấn động ngừng giữa không trung, cũng bất chấp giải cứu Lục trưởng lão bị chấn áp dưới hoàng chiêu trung. Nhào nhào bay trở về đài xem xét muốn trừng trị Lý Vân Tiêu. Tại đây này, chân thân của Lý Vân Tiêu xuất hiện sau lưng Trương Lăng Hoa, thiên mục ở mi tâm thông suốt, một đạo hỏa diễm xen lẫn thái cổ cương phong bắn ra như thiểm điện, trực chỉ thân thể Trương Lăng Hoa.
Chiêu này thi triển ra thì hắn chưa yên tâm, trong tay ngưng tụ đại địa tức nhướng, một chưởng chụp xuống trấn trụ không gian của đối phương, để tránh đối phương có thủ đoạn bỏ chạy thông thiên. Bị tiêu diệt vừa rồi không phải ảo thuật, mà là tinh quang hồn thể của hắn. Đừng nói hồn lực của hắn hiện tại, cho dù là cửu giai thuật luyện sư cũng không cách nào làm cho một tên nửa bước võ đế trúng ảo thuật. Cho nên bỏ qua tinh quang hồn thể của mình, dù sao mới cấp 2 mà thôi, cũng không tiếc. 3. Một đạo hỏa diễm và cương phong đánh vào người Trương Lăng Hoa, ánh mắt của hắn hoảng sợ và tuyệt vọng. Vốn phát giác được công kích kia cực kỳ nguy hiểm, muốn tránh đi, lại phát hiện không gian bị trấn áp hắn không thể nhúc nhích, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi, căn bản không có thời gian phá vỡ không gian phong tỏa, trơ mắt nhìn hai đạo nguyên tố bắn vào người của mình, điên cuồng phá hư thân thể. Đáng chết a! Trương Lăng Hoa nổi giận kêu thảm thiết, rốt cục đánh ra một quyền phá vỡ không gian, thân thể không ngừng sụp đổ, sau đó chụp một chưởng về phía Lý Vân Tiêu. Không có bất kỳ sức tưởng tượng nào, chỉ là một chưởng tức giận của nửa bước võ đế, không dưới võ đế nhất tinh. Lý Vân Tiêu vốn thi triển thuấn di, sau đó ngưng ra tinh quang hồn thể với tư cách thế thân, giờ phút này trực tiếp vận dụng lực lượng ba nguyên tố, hồn lực đã sớm hao phí không còn, trên thân thể bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng ngời, thân thể vào lúc này bành trướng lên, ma thiên chiến giáp bay ra khỏi mi tâm, biến ảo bao phủ bản thể. Phanh! Một chưởng kia đánh tan hào quang, đánh vào ma thiên chiến giáp, ma quang đen nhánh không ngừng hiện ra cũng bị một chưởng đánh nát, đánh vào bản thể chiến giáp. Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy lực lượng cường đại xuyên qua chiến giáp đánh vào thân thể của mình, ngay cả thân thể phòng ngự cường đại cũng sụp đổ, ngũ tạng lục phủ khó chịu không nói nên lời, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy tình huống thân thể cực kỳ không ổn, không chỉ có nguyên lực cực mạnh tàn phá thân thể, hơn nữa càng làm cho hắn khó có thể tin là, một chưởng của Trương Lăng Hoa xuyên qua chiến giáp, rõ ràng đánh ma khí trong chiến giáp vào trong người của hắn, giờ phút này hai lực lượng đang phá hư thân thể, đặc biệt là ma khí ăn mòn vạn vật, cho dù hắn có chí cường phách thể cũng không ngăn nổi, bắt đầu sụp đổ. Tình huống của Trương Lăng Hoa không tốt hơn hắn chút nào cả, hai đạo nguyên tố tiến vào thân thể, lực phá hoại càng lớn hơn cả ma khí. Hai lực lượng này là thập giai hàng thật giá thật, cho dù là võ đế cũng không ngăn được, thân thể của hắn càng tan vỡ trước mặt Lý Vân Tiêu, thất khiếu chảy máu, làn da khô nứt nẻ. Tông chủ! Tất cả mọi người kinh hô lên, đám người thế lực lớn trợn mắt há hốc mồm, không thể ngờ hào kiệt một phương, tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa uy chấn thành Nam Hỏa, nửa bước võ đế lại chết khó hiểu trong tay một thiếu niên võ tông. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không tin được. Tông chủ, Lữ trưởng lão và Đàm Địa Quân sau lưng xông lên trước, Lữ trưởng lão đỡ lấy Trương Lăng Hoa, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Sắc mặt Trương Lăng Hoa cực kỳ khó coi, toàn thân là máu, hơn nữa tình huống không ngừng chuyển biến xấu, hắn run rẩy lấy tay giơ lên, muốn lấy đan dược trong nhẫn ra, vậy mà bất lực, xin giúp đỡ nhìn qua Lữ trưởng lão. Sắc mặt Lữ trưởng lão lạnh nhạt, nói, ta tới giúp ngươi a, làm gì phải thống khổ như thế. Phanh một tiếng trầm đục, thân thể Trương Lăng Hoa ngây ngốc, đồng tử mở lớn, khó có thể tin nhìn qua Lữ trưởng lão, sau đó cúi đầu, hắn nhìn thấy một quyền của đối phương xuyên qua lồng ngực của hắn, thò ra sau lưng. À, tông chủ! Tất cả mọi người kinh hô lên, thoáng cái đám người ngoài cũng chấn kinh, toàn bộ ngây ngốc, đầu óc không cách nào thích ứng được. Đừng có tới đây! Lữ trưởng lão rút cánh tay ra, bóp cổ Trương Lăng Hoa, ánh mắt lăng lệ nhìn qua đám trưởng lão. Lạnh giọng nói. Người nào đi gần một bước, ta giết hắn ngay. Dư trưởng lão đều đứng tại chỗ, không dám tự ý động một bước. Tuy trạng thái Trương Lăng Hoa nhìn qua không cứu được, nhưng vẫn không dám hành động, sợ gia tốc hắn chết đi. Hà Ứng Dung tức giận nói. Lữ trưởng lão, ngươi vì sao phải làm thế? Đám người Lý Phong Vũ cùng Tế Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, rất im lặng lui qua một bên, lạnh lùng đứng trông thế nào. Bọn họ cũng đều biết Bắc Đấu Tông hôm nay xảy ra đại sự. Ngươi, Trương Lăng Hoa run rẩy, không nói một câu nguyên vẹn, trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Vì sao, hừ, để cho ta nói. Đàm Địa Quân sau lưng Lữ trưởng lão đi tới, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Biến hóa mô phỏng chi thuật của hắn cởi bỏ, khôi phục bộ dáng tròm râu dê lúc trước. Ngươi là Đàm Địa Quân. Hà Ứng Dung kinh hô một tiếng. Nàng nhận ra thân phận của Đàm Địa Quân, trong hai mắt khó tin nổi, thân thể kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ.
Đàm Địa Quân liếc nhìn nàng một cái, nói. Hạ Ứng Dung, bao nhiêu năm không gặp, người cũng trở thành trưởng lão Bắc Đấu Tông rồi. Nhưng các ngươi không ngờ rằng ta chưa chết à? Sắc mặt Hạ Ứng Dung ngây ngốc, tràn đầy khổ sở nói. Thì ra là ngươi, ta hiểu rồi. Nhưng mà đã nhiều năm như thế, ngươi vì sao không thể buông ra chứ? Như vậy đối với Bắc Đấu Tông mà nói là tai nạn to lớn. Tai nạn. Trong mắt Đàm Địa Quân mang theo tàn khốc và tức giận, quát. Lúc trước Trương Lăng Hoa làm những chuyện kia, cảm thấy không phải là tai nạn sao? Ta chỉ thay sư phó thanh lý môn hộ mà thôi, lấy lại những thứ thuộc về ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Lăng Hoa, trên mặt hiện ra cảm giác khoái ý, cười to nói. Ha ha, Trương Lăng Hoa, không nghĩ tới sao? Hơn nữa ta cũng không nghĩ ra, người thật không ngờ không dùng được, chết trong tay một tiểu tử võ tông ngũ trọng. Ha ha! Hắn cười vài tiếng, quay đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu ngồi trên hoàng chiêu trung điều tức, chấn áp thương thế, trong mắt mang theo kiêng kỵ và ngoan độc. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển mấy chiêu thủ đoạn kia, đổi lại là hắn cũng tránh không được, hơn nữa tuổi của tiểu tử này, người này quá mức nguy hiểm, nhất định không thể lưu. Nhưng nếu hiện tại ra tay, sẽ làm tâm người ta lạnh giá. Dù sao Lý Vân Tiêu vừa rồi làm tất cả mọi người rõ như ban ngày. Hắn là công thần lớn nhất, nếu vào lúc này ra tay gạt bỏ, về sau còn có ai dám toàn tâm toàn lực bán mạng cho mình chứ? Nội tâm Đàm Địa Quân lập tức có quyết đoán, tạm thời bỏ qua chuyện lấy mạng Lý Vân Tiêu, chờ đợi chuyện nơi đây chấm dứt, lại phái người hoặc là tự mình ra tay thu thập hắn. Xem thương thế trước mắt của hắn, không có một năm nửa năm là không thể lành được. Dư trưởng lão, bắt mấy người này lại. Ánh mắt Đàm Địa Quân nhìn qua hai trưởng lão sau lưng Hạ Ứng Dung. Những người kia đều chấn động. Hạ Ứng Dung càng cả kinh nói. Lữ trưởng lão, ngươi cũng làm phản. Ngươi, các ngươi, thì ra các ngươi sớm có dự mưu. Trên mặt Dư trưởng lão mang theo vẻ xấu hổ, sau đó thản nhiên nói. Chuyện năm đó vốn là do Trương Lăng Hoa khi sư diệt tổ, hôm nay chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi. Hạ Ứng Dung tức giận toàn thân run rẩy, nói. Ai, còn có ai cùng làm phản nữa? Đàm Địa Quân đắc ý cười ha hả, nói. Trừ ngươi và Tư Mã trưởng lão, Phong trưởng lão cùng với Lục trưởng lão bị trấn áp ra, sáu trưởng lão còn lại đều là thế hệ chính nghĩa, không chịu thông đồng làm bậy. Hạ Ứng Dung, nếu ngươi thức thời vụ, cũng đi theo ta đi. Sắc mặt Hạ Ứng Dung đại biến, tình thế nghiêng về một phía nghiêm trọng như thế. Ánh mắt của nàng nhìn qua một đám trưởng lão, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn nàng, chỉ có Tư Mã trưởng lão bao phủ trong áo đen không rõ sắc mặt. Vào lúc này Phong trưởng lão không nói một câu này, rốt cuộc chấn động. Trong mắt Đàm Địa Quân hiện lên một tia kiêng kỵ, mở miệng nói. Phong trưởng lão, chuyện năm đó ngươi cũng rõ ràng a, Trương Lăng Hoa không bằng heo chó, bây giờ là trừng phạt đúng tội. Mong Phong trưởng lão dùng đại cục làm trọng, không nên trợ trụ vi ngược, chiều hướng phát triển không cách nào nghịch chuyển a. Phong trưởng lão cũng có được tu vị nửa bước võ đế, nếu phản kháng, thật sự là đại phiền toái. Trong tất cả trưởng lão, cũng chỉ có Dư trưởng lão và mình là có thể chống lại một hai. Nếu có thể thuyết phục người này thì đó là thượng sách. Phong trưởng lão dường như không có nghe thấy Đàm Địa Quân nói, chỉ từ từ đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn đầy vẻ cô đơn, thở dài nói. Không thể ngờ ta mất nhân tâm tới mức này, những năm gần đây ta làm không tốt sao, vậy mà làm cho chư vị thất vọng như thế. Chi, cái gì, có ý tứ gì? Hắn nói ra lời này làm trái tim mọi người như bị sét đánh, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, hoảng sợ biến sắc. Lúc này Trương Lăng Hoa bị Dư trưởng lão bắt lấy đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, bộ dáng bắt đầu biến hóa, lập tức hóa thành một người khác, thương thế vẫn hiện ra, dĩ nhiên là Phong trưởng lão. Mà Phong trưởng lão cũng biến ảo, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người biến thành bộ dáng Trương Lăng Hoa, ánh mắt như lôi điện, ánh mắt trực chỉ Đàm Địa Quân. Sư đệ! Biến hóa mô phỏng chi thuật chính là tuyệt học của bổn phái. Người biết, ta cũng biết. Chi? Biến hóa kinh thiên làm cho tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, nội tâm càng sinh ra sóng to gió lớn ngập trời. Đặc biệt là sáu trưởng lão làm phản, vẻ mặt tái nhợt, không thể ngờ tình huống đột nhiên quay ngược như thế, Trương Lăng Hoa sắp chết chính là Phong trưởng lão. Mà bản thân Trương Lăng Hoa lông tóc không tổn thương. Đám người Lý Phong Vũ bị biến hóa này làm nghẹn họng nhìn chân chối. Tối sầm lại tự mắng mẹ nó, lão hồ ly, quá giảo hoạt a, đây thật sự là trò hay rồi.
Trương Lăng Hoa xuất hiện, làm cho nội tâm tất cả mọi người như đặt tảng đá vào tim, trong chốc lát thế cục đã xong, vào lúc này lại nghịch chuyển, mỗi người đổ mồ hôi lạnh khắp người. Ngươi, ngươi quá xảo trá a, vậy mà để cho người khác chết thay ngươi. Đàm Địa Quân trợn mắt nhìn, ánh mắt đầy cừu hận nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi trước sau vẫn hèn hạ vô sỉ như thế. Trương Lăng Hoa thở dài, nói. Sư đệ, thả Phong trưởng lão xuống. Lữ trưởng lão dưới ánh mắt của hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng ném Phong trưởng lão nửa sống nửa chết qua. Trương Lăng Hoa tiếp nhận, điều tra thân thể hắn một phen, lập tức sắc mặt thay đổi, sợ hãi nói. Lực lượng nguyên tố thật lợi hại. Đàm Địa Quân lạnh lùng nói. Những thứ này đều dùng đối phó ngươi, đáng tiếc, Phong trưởng lão thành kẻ chết thay cho ngươi. Phong trưởng lão cười khổ một tiếng, lập tức ho ra rất nhiều máu tươi, đứt quãng nói. Không, không cần, cố sức ta chết, mà, không uổng. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm bi thương, đặc biệt là vài tên trưởng lão khác nhau nhau sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Hà Ứng Dong liên tục dậm chân, tức giận nói. Đàm Địa Quân, đây là ngươi muốn nhìn thấy sao? Nội đấu trừ tiêu hao thực lực Bắc Đấu Tông ra, còn có thể làm thế nào? Ngươi có thể làm được cái gì? Đàm Địa Quân tức giận nói. Là Trương Lăng Hoa hại chết hắn, liên quan gì tới ta? Hắn lạnh lẽo nhìn qua Trương Lăng Hoa nói. Cho dù ngươi tìm kẻ chết thay thì như thế nào, kế hoạch của ta không chút thay đổi, nhưng chỉ dùng biện pháp đối phó Phong trưởng lão đổi sang ngươi mà thôi, tất cả đều lên cho ta, nhất định không thể để cho Trương Lăng Hoa chạy. Sáu trưởng lão còn lại hành động, bày ra trận thế vây quanh Trương Lăng Hoa, sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng. Dù sao đối phương là nửa bước võ đế, muốn giết bọn họ như con sâu cái kiến. Trong lòng mọi người, duy nhất có thể chống lại cũng chỉ có Dư trưởng lão cùng Đàm Địa Quân. Mấy người còn lại chỉ kiềm chế mà thôi. Hà Ứng Dong giật mình đứng ở đó, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm thế nào cho phải, giúp Trương Lăng Hoa nàng làm không được, nhưng nếu giúp Trương Lăng Hoa giết chết sáu đồng môn ở chung sớm chiều, nàng cũng làm không được. Tư Mã trưởng lão và La Tín Nhiên đứng bất động, hai người đều mặc áo đen, nhìn không ra thần sắc. Cả đài xem xét đại chiến hết sức căng thẳng, người các thế lực còn lại lui ra sau, đứng ở xa xa quan sát thế nào. Ánh mắt Trương Lăng Hoa đảo qua sáu người, mở miệng thở dài. Các ngươi đều là trụ cột của tông môn, nếu các ngươi đều chết, thực lực chỉnh thể của Bắc Đấu Tông sẽ giảm lớn, cả tông phái đều có nguy cơ sụp đổ, ta không muốn loại tình huống đó phát sinh. Nếu sáu người các ngươi hồi tâm chuyển ý, hiện tại kịp thời đứng bên ta, chuyện hôm nay ta không truy xét. Sắc mặt sáu người biến hóa, khẩn trương nhìn nhau, sợ có người khác đầu nhập vào, lại sợ chính mình đầu nhập vào muộn sẽ mất cơ hội, thoáng cái trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, không biết vì sao. Sắc mặt Đàm Địa Quân trầm xuống, hừ lạnh nói. Chư vị, Trương Lăng Hoa là người thế nào các ngươi còn không biết sao? Hắn nói không truy xét, các ngươi tin tưởng sao? Các ngươi nhìn Phong trưởng lão đi, đã bị hắn hại chết, các ngươi cảm giác mình đi theo hắn có thể chết giả hay sao? Ánh mắt sáu người lúc này kiên định, không hề do dự. Chuyện hôm nay đúng là không cách nào xóa đi được, cho dù Trương Lăng Hoa nói không truy cứu, nhưng có trời mới biết nội tâm của hắn nghĩ thế nào, sau khi xong việc lại xử lý bọn họ. Đã lên thuyền hải tặc, cũng chỉ có một con đường là đi ăn đen, không có khả năng quay đầu lại. Trương Lăng Hoa thở dài một hơi, nhìn qua Phong trưởng lão bên cạnh đã chết đi, buồn rầu nói. Phong trưởng lão là tự nguyện thế thân cho ta. Trước tông môn đại bỉ ta đã nhận được tin tức sẽ có đại sự phát sinh, nhưng mà không nghĩ tới là sư đệ ngươi. Sau khi Phong trưởng lão biết, vì đại cục làm trọng, chủ động cường hành thế thân cho ta, để cho ta ở một bên quan sát, dùng khống chế thế cục. Phong trưởng lão cũng không phải chết vì ta, hắn chết vì tông môn. Đàm Địa Quân tức giận nói. Lời nói một phía bậy bạ, nếu không phải ngươi rất sợ chết, giờ phút này ta đã giết ngươi, cũng không có chuyện gì. Bắc Đấu Tông vẫn là Bắc Đấu Tông, hẳn là ngươi cho rằng thiếu ngươi, Bắc Đấu Tông lại không tồn tại được sao? Trương Lăng Hoa im lặng nói. Chuyện năm đó thật sự là ta sai, nhưng hiện tại ta đã không phải là trước kia. Nếu như có thể trở về quá khứ, ta cũng không muốn làm cái chức tông chủ này, một người tiêu diêu tự tại tu luyện. Sư đệ, ngươi cũng biết trọng trách trên người ta nặng bao nhiêu không? Thế lực bản thổ đấu tranh gay gắt. Còn có Lôi Phong Thương Hội đám cặn bã này đứng ngoài nhìn chằm chằm vào, tùy thời chuẩn bị thôn phệ tiêu diệt chúng ta,
những năm gần đây ta ngoài tu luyện ra, không có một ngày nào là thoải mái. Sắc mặt Tế Lâm ở xa hơi đổi, hừ lạnh một tiếng. Lý Phong Vũ thì toát mồ hôi lạnh đồng tình, hắn thập phần hiểu tâm trạng của Trương Lăng Hoa. Tông chủ một tông không có phong quang như người ta nghĩ, sau lưng chính là áp lực lớn lao, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trương Lăng Hoa khẽ thở dài. Sư đệ, ta hiện tại mang vị trí tông chủ giao cho ngươi, thế nào? Đàm Địa Quân biến sắc, lập tức cười lạnh nói. Trương Lăng Hoa, ngươi ít dùng chiêu này đi, cho dù giao vị trí tông của ngươi cho ta, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, thù của sư phó ta phải báo. Trương Lăng Hoa lắc đầu thở dài. Không, ngươi không thể giết ta. Ha ha, chê cười. Đàm Địa Quân ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói. Dựa vào cái gì không thể giết ngươi? Ngươi không muốn chết thì có thể không chế. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn bản tính rất sợ chết nà. Trương Lăng Hoa lạnh nhạt nói. Cũng không phải là ta rất sợ chết, mà là Bắc Đấu Tông cần ta. Nếu như không có cường giả võ đế tọa chấn, Bắc Đấu Tông sẽ rất bấp bênh. Cái gì? Trong nội tâm Đàm Địa Quân chấn động, sắc mặt đại biến sợ hãi nói. Ngươi nói cái gì? Cường giả võ đế tọa chấn, hẳn là ngươi. Trương Lăng Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta mấy ngày trước đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào cửu thiên cảnh. Chi? Tin tức này vừa ra, đám người đứng ngoài xem khiếp sợ. Tất cả võ giả không có ai không sinh ra sóng to gió lớn, nội tâm khiếp sợ khủng khiếp. Đặc biệt là đám người Tế Lâm, tất cả đều mở to mắt, không dám tin nổi. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng hơi nhướng mày, trong mơ hồ dường như sinh ra dự báo không ổn. Giờ phút này hắn ngồi trên hoàng chiêu trung, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trấn áp thương thế trong người, nhưng nếu như bên phía Đàm Địa Quân tan tác, hắn sẽ rất nguy hiểm. Mẹ kiếp, tình thế thật không ngờ nghịch chuyển như vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu chửi bới một câu, rơi vào đường cùng hắn trực tiếp rút nhiều ất mộc chi khí trong giới thần bi ra bắt đầu chữa trị thân thể của mình, đồng thời vận chuyển đại diễn thần quyết. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục hồn lực, không nắm chặt thời gian chuẩn bị cho tốt, chờ thế cục sụp đổ, hắn cũng triệt để không còn đường rút lui. Ngươi là võ đế. Không, ta không tin, ngươi gạt ta. Đàm Địa Quân vào lúc này trở nên điên cuồng, giận dữ hét. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ, mấy chục năm trước lừa gạt sư phó, hiện tại còn gạt ta, ta muốn giết ngươi. Vụ mai chi khí ngưng tụ trong tay hắn, gào thét xông lên. Ai? Trương Lăng Hoa thở dài một hơi, nói. Ta thực chán ghét, sư đệ. Hắn nhẹ nhàng giang hai tay ra, lực lượng vô hình khuếch tán ra ngoài, lập tức ngăn cản Đàm Địa Quân, trực tiếp vây khốn hắn ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích được. Chi, thiên địa quy tắc, cửu thiên đế khí. Giờ phút này trên người Trương Lăng Hoa hiển thị khí thế không giận tự uy khiến người ta khiếp sợ, giơ tay nhấc chân là lực lượng quy tắc. Hắn đã chính thức bước vào võ đế, tất cả mọi người không tiếp tục hoài nghi. Sắc mặt đám người Tế Lâm trở nên trắng bệch, mất đi ung dung thong dong lúc trước, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Một tông môn nếu có cường giả võ đế tọa chấn, như thế đã xâm nhập vào thế lực nhất lưu của đại lục, không bao giờ là bang phái lâu la không lên mặt bàn. Mà bất luận là thế lực nào đều không cách nào bỏ qua được, ai cũng không dám đi trêu chọc. Sáu trưởng lão chung quanh Trương Lăng Hoa toàn bộ ngây ngốc, thoáng cái tất cả lực lượng đều mất đi, nội tâm sinh ra cảm giác vô lực, nội tâm chấn trường. Cửu thiên đế khí, chấn áp tất cả. Dưới cửu thiên đế khí, tất cả đều là con sâu cái kiến. Cho dù nhân số bọn họ nhiều hơn nữa, tiếp cận cửu thiên cảnh sẽ bị quy tắc khống chế, không có cô đọng đế khí chính là tồn tại con sớ cái kiến, căn bản không cách nào chống lại võ đế. Đàm Địa Quân cũng triệt để ngây ngốc. Bị nhốt trên không trung, sắc mặt ngây ra. Hắn lúc này cảm thấy như đang diễn hài kịch, đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, mưu đồ lâu như vậy, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là châu chấu, sôi nổi cỡ nào cũng không ngăn bánh xe cán qua. Trương Lăng Hoa nhìn qua hắn, trong ánh mắt không có bất kỳ sắc thái nào, chỉ bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói ra. Chuyện năm đó là ta không đúng, nhưng ẩn tình trong đó ngươi cũng không có biết rõ. Qua đi ta sẽ từ từ nói tỉ mỉ cho ngươi biết. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, mỗi một người đều câm như hến, không dám tự ý hành động, nghe được danh đầu võ đế, sẽ không sinh ra nổi chiến ý. Tế Lâm gian nan mở miệng nói. Chúc mừng Trương Tông Chủ bước vào đế cảnh, từ nay về sau trở thành đệ nhất nhân cả thành Nam Hỏa.
Lý Phong Vũ cũng lung lay chắp tay nói. Chúc mừng Trương Tông Chủ. Hắn cũng không dám lại xưng Trương Huynh, chênh lệch một cảnh giới giống như cả thiên địa, không còn tư cách xưng Huynh gọi đệ với người ta. Trương Lăng Hoa thản nhiên nói. Dễ nói, hai vị tạm thời lưu lại, ta còn có chút chuyện liên quan tới mạch khoáng muốn thương lượng với các vị đấy. Sắc mặt Tế Lâm cùng Lý Phong Vũ khó coi hơn cả gan heo, biết rõ khẳng định phải nhượng lại rất nhiều lợi ích, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối phương thực lực võ đế còn đó, không theo thì cứ cút cả đi. Tế Lâm khá tốt, dù sao cũng có núi dựa lớn là Lôi Phong Thương Hội, đối phương cũng không dám quá mức ép sát. Mà Lý Phong Vũ thì âm thầm dự cảm không ổn, Thiên Hạt Tông vốn là tách ra khỏi Bắc Hạt Tông, nếu như Trương Lăng Hoa mượn cơ hội này muốn hai phái thống nhất, đây chính là thiên đại tai nạn. Nhưng trong lòng Trương Lăng Hoa tuyệt đối không dám làm ra chuyện sơ suất lớn như thế, nếu không đến lúc đó lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi vẫn là thế lực thương hội mà thôi. Hắn vào lúc này cảm thấy thế lực thương hội tồn tại là mỹ diệu cỡ nào. Hai người tất cả có tâm tư, nhưng cũng không dám làm trái lời Trương Lăng Hoa, nhao nhao trả lời. Vâng, Trương Tông Chủ nói thế, không thể không theo. Thần sắc Trương Lăng Hoa lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Thuận theo thuận tiện, hắn không có để ý tới Đàm Địa Quân cùng mấy vị trưởng lão, mà là đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang vận công chữa thương trên quảng trường, giờ phút này quanh người Lý Vân Tiêu có một tia ất mộc chi khí, đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Đồng tử Trương Lăng Hoa hơi co lại, hắn phát hiện tất cả mọi người cũng chỉ có Lý Vân Tiêu là hắn nhìn không thấu, mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Cho ngươi ba hô hấp, nếu ngươi trả lời không làm cho ta hài lòng. Đằng sau hắn không có nói cái gì, cũng không cần nói. Tất cả mọi người hiểu, nếu không làm hắn hài lòng, vậy thì xong đời. Thành Nam Hỏa bao nhiêu năm qua chưa xuất hiện cường giả võ đế, hình tượng Trương Lăng Hoa vào lúc này chẳng khác gì núi lớn trong lòng mọi người, cao không thể chạm, thậm chí là chí cao vô thượng, mỗi một câu đều là pháp lệnh không thể làm trái. Lý Vân Tiêu không nói một lời, đại lượng ất mộc chi khí du động trong người, thân hình bị ma khí ăn mòn từ từ được khôi phục. Lực lượng cơ thể dần dần cường đại lên, dưới chí cường phách thể đã dần dần trấn áp ma khí. Trương Lăng Hoa nhướng mày, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đối phương vậy mà bỏ qua hắn. Người bốn phía nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong nội tâm đã khởi tiểu cổ, không biết thiếu niên này có bao nhiêu lá gan, lại dám đối mặt với cường giả võ đế. Mai Đông Nhi càng lo lắng vạn phần, muốn đi ra ngoài biện hộ cho, lại bị Hà Ứng Dung ngăn lại, thần sắc ngưng trọng lắc đầu. Giờ phút này mặc cho ai cũng biết lai lịch Lý Vân Tiêu không cạn, một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sinh ra đại sự, nàng cũng không dám mạo muội nhúng tay vào. Minh Anh Dịch càng ngày càng không nhìn thấu thiếu niên trước mắt, hắn đã sớm chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn thấy Đàm Địa Quân bị bắt thì bị dọa đổ mồ hôi lạnh, sợ lan tới gần mình. Đối phương chính là sư đệ Trương Lăng Hoa, vô cùng có khả năng bình an vô sự, nhưng mình cùng Thượng Quan Ngọc Âm thì thê thảm, làm không tốt trực tiếp bị miểu sát. Rốt cuộc tính nhẫn nại của Trương Lăng Hoa cũng biến mất trong mấy hô hấp, trong miệng thốt ra hai chữ, nói. Rất tốt. Cánh tay của hắn hành động, Lăng không đánh ra một quyền. Không gian trên đài xem xét uốn éo, người phía trên như biến hình, cửu thiên đế khí ngưng tụ dưới quyền phong của hắn, hóa thành quyền uy cuồn cuộn đánh tới. Trương Lăng Hoa cũng không có dùng toàn lực, chỉ vận dụng không tới một thành lực lượng. Bởi vì tại hắn tính toán một thành lực lượng đối phương có thể thừa nhận được. Hắn muốn bắt sống, nội tâm của hắn có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp. Mặc dù chỉ là một thành lực lượng, nhưng cũng là quy tắc, đế khí ngưng tụ, võ giả dưới quyền uy này vẻ mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có, ngơ ngác đứng ở đó bất động. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, đôi mắt đỏ hiển hiện loan nguyệt, hắn đoán không sai, sau khi Đàm Địa Quân thất bại, người tổn hại đầu tiên chính là hắn. Giờ phút này yêu long dần dần dung nhập vào trong linh hồn. Thân thể bắt đầu phát sinh yêu hóa, hiện ra long lân, diện mục cũng trở nên đáng ghét. Cái đó, yêu hóa. Tất cả mọi người cả kinh, Hà Ứng Dung cũng giật mình nói. Đây là cái gì yêu hóa, vì sao cực giống thượng cổ chân long? Lời của nàng làm cho mọi người chấn động, thì ra không phải chỉ có mình có suy nghĩ này. Nhưng mà yêu hóa thành thượng cổ chân long, làm sao có thể? Ai cũng biết thượng cổ long tộc chính thức là tồn tại thập phương thần cảnh. Nếu như có thể thông qua yêu hóa đạt tới, đại lục đã sớm loạn. Hào quang lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu,
lập tức ngưng tụ thành kiếm quang cầm trong tay. Hoàng Chiêu Trung dưới chân thu hỏa lại, hóa thành chuông nhỏ bay tới nắm tay trái. Kiếm quang ở tay phải hiện ra, hóa thành một thanh kiếm quang cực lớn, Lâm Không múa vài động tác kỳ quái chém vào quyền phong kia. Trong lòng mọi người lắc đầu, cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, mặc lực lượng của hắn cường đại thế nào, cho dù là võ tôn đỉnh phong cũng không cách nào ngăn cản đế uy. Chỉ có đồng tử Trương Lăng Hoa đột nhiên co lại, Lý Vân Tiêu múa vài động tác cổ quái tuy n xấu vô cùng, nhưng mà mỗi động tác dường như ngưng tụ quy tắc. Trong đầu hắn hiện ra nhiều dấu hỏi lớn. Ha ha, điều này sao có thể? Cho dù là võ tôn cũng chỉ có thể thoáng lợi dụng quy tắc, càng đừng nói cô đọng quy tắc, nội tâm Trương Lăng Hoa sinh ra cảm giác lắc lư. Lý Vân Tiêu thi triển đúng là thánh kỹ thánh hỏa điện, một đạo quy tắc chi lực nhàn nhạt hội tụ lên kiếm quang, ngang trời chém xuống, quát. Thần quang, kiếm quang như cầu vồng, khí quan trời cao, chém vào quyền kình kia, dưới ánh mắt nghẹn hỏng chân chối của mọi người, quyền kình bị xé rách như vải vóc. Cái này, vạn người sợ hãi, kể cả Trương Lăng Hoa cũng trợn mắt há hốc mồm, đầu óc lập tức không đủ dùng, thậm chí giống như rất nhiều người, bắt đầu dốc sức liều mạng dụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Lý Vân Tiêu trong lúc mọi người ngây ngốc, hóa thành một mũi tên bay xuống chân núi. Làm càn, Trương Lăng Hoa phục hồi tinh thần lại sau ngây ngốc, nội tâm sinh ra sóng gió động trời, càng không thể để hắn trốn, nhất định phải bắt lại. Hắn cũng bất chấp thân phận, bỗng nhiên lao xuống, tay phải chỉ lên trời, điểm xuống một chỉ. Một bình chướng không gian hiện ra, tầng tầng điệp cộng lại, vô cùng dày, khó có thể đột phá. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, biết rõ phiền toái lớn, hai đồng tử của hắn bắn ra tinh thần lực cường đại, trực tiếp cưỡng ép vặn vẹo bình chướng không gian, thân thể thi triển di hình hoán vị, muốn thuấn di rời đi. Hừ, tuy ta không biết người có bí pháp gì có thể phá vỡ đế khí, nhưng mà bổn tọa tự mình ra tay còn đẻ cho ngươi trốn, chẳng lẽ là thiên địa tiếu thoại hay sao? Giọng của Trương Lăng Hoa vang vọng trên bầu trời, thân ảnh của hắn xuất hiện trước bình chướng vặn vẹo, trực tiếp chụp một trường, toàn bộ dị tượng không gian biến mất, khôi phục bình tĩnh, mà quy tắc không gian chung quanh ngưng tụ lại, trấn áp Lý Vân Tiêu trong lòng bàn tay. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, tay trái Hoàng Chiêu Trung bay ra, một quyền đánh lên đó. Sóng âm vô cùng cường đại khuếch tán ra. Vậy mà lòng bàn tay Trương Lăng Hoa sinh ra chấn động tầng tầng. Trương Lăng Hoa lập tức cảm giác trưởng phong của mình có vận luật truyền tới, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái cổ chung này cường đại vượt qua dự kiến của hắn, nhưng mặc kệ đối phương nghịch thiên như thế nào, cũng tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của hắn. Thời điểm nội tâm của hắn ổn định, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thần sắc đầy kinh ngạc, dưới ánh mắt của hắn, thân ảnh Lý Vân Tiêu bắt đầu dần dần biến thành xanh nhạt tiêu tán đi. Chi Thần hóa lôi đình, dĩ nhiên là hóa lôi thần quyết của Bắc Hạt Tông. Lý Vân Tiêu thần hóa lôi đình, làm cho Trương Lăng Hoa hoảng sợ thất sắc, so với nhìn thấy cửu thiên đế khí bị đánh tan còn khiếp sợ hơn nhiều. Không chỉ có Trương Lăng Hoa, nghe tới bốn chữ hóa lôi thần quyết, tất cả cao tầng Bắc Đấu Tông và bọn người Lý Phong Vũ toàn thân đại chấn, vô cùng hoảng sợ. Đây là một cái tên lưu truyền đã lâu trong Bắc Hạt Tông, tượng trưng cho công pháp thời kỳ mạnh nhất trong lịch sử Bắc Hạt Tông. Làm cho thân thể hữu hình chuyển thành lôi nguyên tố thân thể vô hình, thậm chí có thể dẫn động bên trên thanh tử phủ diệt thế thần lôi, cường đại như vậy. Cho dù là Bắc Đấu Tông hay là Thiên Hạt Tông, hoặc là Bình Anh Dịch hai người, bọn họ ngây ra như phỗng. Mà thân ảnh Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chân trời. Tốc độ di chuyển của lôi đình ngang với thuấn di, nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, cho dù Trương Lăng Hoa là võ đế cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Khó có thể đuổi theo. Trương Lăng Hoa không còn thong dong như lúc trước, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn đưa mắt nhìn qua phía dưới, nhìn lên người Mai Đông Nhi, hiện tại Mai Đông Nhi trở thành con đường duy nhất tìm kiếm người này. Sắc mặt Hà Ứng Dòng biến hóa, nhưng cũng biết chuyện này quá lớn, im lặng không nói. Trên cả đỉnh núi, tất cả mọi người vẫn chưa khôi phục từ trong khiếp sơ lại. Cường giả võ đế tự mình ra tay, vậy mà để một tiểu tử võ tông ngũ tinh chạy trốn, hơn nữa còn ở địa bàn Bắc Đấu Tông, Trương Lăng Hoa chiếm ưu thế sân nhà quá lớn. Lý Vân Tiêu không có tiêu sái như mọi người vừa thấy, hắn thi triển lôi đình chi thuật vừa học được, kinh hãi phát hiện ất mộc chi khí mình đau khổ thu gom tiêu hao với tốc độ kinh người. Hơn nữa hắn cũng không có đạt tới trạng thái thần hóa lôi đình mà Trương Lăng Hoa đã nói, chỉ thông qua lôi điện chi lực thuấn di mà thôi, chỉ trong nháy mắt rời khỏi sơn mạch Bắc Đấu Tông.
hắn giờ phút này bị trọng thương, tăng thêm khí lực hao hết, mà Thành Nam Hỏa bị mấy thế lực lớn giám sát, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới Tử Vân Thương Hội, hiện tại Kree có Cẩn Huyên mới là người hắn tín nhiệm nhất. Sau khi thi triển hóa lôi thần quyết, Lý Vân Tiêu cảm giác tốc độ của mình nhanh hơn tưởng tượng, hơn nữa quanh thân còn có lôi điện chi lực bảo hộ để tránh di chuyển quá nhanh đè ép thân thể sụp đổ. Hắn thuấn di mấy hô hấp đã tới không trung Thành Nam Hỏa, một đường đáp xuống hậu viện của Tử Vân Thương Hội. Nhìn ra xa xa giống như một đạo lôi đình giáng xuống, mắt thường khó có thể thấy được. Oanh! Hậu viện Tử Vân Thương Hội nứt ra một hố to, Lý Vân Tiêu cực kỳ suy yếu nằm ở trong đó, giãy giụa muốn bỏ ra. Là ai? Trong nội viện nhanh chóng bị kinh động, Cẩn Huyên cùng Ổ Sâm xuất hiện trong sân trước tiên, còn có những tỷ nữ trong thương hội bị quấy nhiễu. Là Vân Thiếu, sao người bị thương? Cẩn Huyên kinh hãi, nhanh chóng bước lên đỡ Lý Vân Tiêu, nhìn mặt ngoài thì không tổn thương, biết là tổn thương bên trong, ngược lại càng nghiêm trọng. Cẩn thận một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu điều tức mấy hơi thở, vội vàng nói. Bí mật đưa ta tới chỗ của Mạc Hoa Nguyên đi, nơi này của ngươi nhanh chóng biến thành tiêu điểm, ngàn vạn phải cẩn thận. Cẩn Huyên thông minh lanh lợi cỡ nào, thoáng cái hiểu rõ nguyên nhân trong đó, cả kinh nói. Ngươi rốt cuộc đắc tội người nào? Cũng phân phó Ổ Sâm bắt tay vào làm chuẩn bị. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chỉ đắc tội Bác Đấu Tông, nhưng đoán chừng thế lực cả Thành Nam Hỏa đều muốn bắt ta. Hắn liếc mắt nhìn tỷ nữ bốn phía, lo lắng nói ra. Ổ Sâm vội hỏi. Yên tâm đi, những tỷ nữ này là một tay thương hội bồi dưỡng ra, tuyệt đối không phản bội thương hội. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đó là tốt nhất, nếu không bị người ta biết rõ ta tới đây, sẽ mang phiền toái vô tận cho Tử Vân Thương Hội. Ổ Sâm bảo người mang tới vài bộ quần áo, thay cho Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi vừa bay xuống, động tĩnh quá lớn, thay đổi quần áo của nữ tử. Theo ta cùng đi tới chỗ Mạc Hoa Nguyên, vừa vặn bây giờ là thời gian tiến cống mỗi tháng, sẽ không có ai hoài nghi. Lý Vân Tiêu nhìn qua váy dài lụa mỏng kia, còn có châm hoa châm gài tóc, nhíu mày. Cẩn Huyên mắng. Đại trượng phu có được giãn được, tạm thời giả trang nữ hài tử sợ cái gì. Mỹ tỷ bốn phía cười rộ lên. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, chính mình một đời phá quân võ đế, vậy mà bị người ta đuổi giết phải giả thành nữ tử, chuyện này truyền đi. Ha ha. Trong giới thần bi truyền ra tiếng cười to của Viên Cao Hàn, nói. Cổ Phi Dương, không chỉ phải giả trang nữ nhân, lại còn chỉ điểm cầu viện đồ đệ của ta, chậc chậc, hôm nay mở mang kiến thức rồi. Lý Vân Tiêu cũng không phải người dây dưa dài dòng, bị Viên Cao Hàn mỉa mai vài câu vẫn không đổi sắc, nhưng nói. Đúng thế, ta cũng không phải lần đầu tiên bị người ta đuổi giết chật vật trốn chạy để khỏi chết, trốn nhiều cũng thành thói quen. Đừng nói hiện tại tu vị võ tông, cho dù là võ đế năm đó còn không phải mấy lần bị đuổi giết trốn đông trốn tây, trốn chạy để khỏi chết ngàn dặm, ngẫm lại cũng không sao cả. Hắn rất lưu loát thay đổi y phục, lập tức làm Cẩn Huyên trợn mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên biến thành đại tiểu tư anh khí bừng bừng, những mỹ tỷ chung quanh thần than không bằng, không ngừng hâm mộ. Cẩn Huyên nói, nếu ngươi là mỹ nhân thì tốt rồi, cho dù không thành đệ nhất thiên hạ, top 5 là không thoát. Lý Vân Tiêu đỏ mặt lên, trốn chạy để khỏi chết trốn cũng thành thói quen, nhưng giả trang nữ nhân còn bị một đám mỹ nữ trêu chọc, đây là lần đầu tiên, có chút không thích ứng, ngượng ngùng nói. Hiện tại đi nhanh lên. Cẩn Huyên nói. Ân, vi tranh tai mắt của người ta, Ổ Sâm ngươi ở lại đây trấn trụ tràng diện, ta mang ba mỹ tỷ và Vân Thiếu cùng đi tìm Mạc Đại Sư. Vâng, nơi này giao cho ta. Ổ Sâm vội vàng mở cửa sau thương hội ra. Để Cẩn Huyên cùng Lý Vân Tiêu đi khỏi. Còn nàng ta ở lại bố trí, giả bộ như bối rối, phái người điều tra khắp nơi xảy ra chuyện gì. Thời điểm đám người Lý Vân Tiêu rời đi một lát, có vài chục đạo thần thức loe ngoe dò xét, các loại khí tức chìm nổi bất định bao vây nơi này chật như nêm cối. Trên đường đi, Lý Vân Tiêu giảng giải ngọn nguồn với Cẩn Huyên, nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin. Nàng nhìn qua ánh mắt Lý Vân Tiêu, tràn đầy hồ nghi, có cảm giác đối phương đang gạt nàng, là nói dối. Cũng không thể trách Cẩn Huyên, dưới tình huống không tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng một gã võ tông có thể thoát mạng trong tay võ đế, nhưng còn có vài chục võ tôn ở đó. Nàng ngưng giọng nói, ta mặc kệ ngươi náo xảy ra chuyện gì,
nhưng ngươi phải lưu tánh mạng, tại Thương Minh giúp Thiên Nguyên Thương Hội lấy được danh ngạch. Đây là chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng là ngươi đã đáp ứng Linh Nhi muội muội. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, biết rõ chính mình vừa nói những chuyện này làm cho đối phương hiểu lầm bản thân mình là kẻ bất cần đời, nhưng mà khổ nổi không cách nào giải thích, chỉ có thể ngượng ngùng cười ngây ngô vài cái, dứt khoát giả ngu, không hề lên tiếng. Bốn người trên đường đi cũng phát giác được hào khí khẩn trương trong toàn thành, thỉnh thoảng có võ giả từ sơn mạch Bắc Đấu Tông bay tới, mà phương hướng đều là Tử Vân Thương Hội. Cẩn Huyên lúc này mới hiểu được chuyện xảy ra còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của mình. Tuy Lý Vân Tiêu nói trải qua nàng không tin, nhưng bây giờ cơ bản đã tin. Nàng giận dữ trách móc. Vì một bảo tàng hư vô mờ mịt và nguyên thạch, đã giúp phản đồ Bắc Đấu Tông tạo phản, người đúng là rãnh rỗi mạng lớn. Đúng thế, trước mắt xem ra cũng chỉ có Mạc Đại Sư có thể bảo vệ ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý. Địa vị Mạc Hoa Nguyên tại thành Nam Hỏa cực cao, cho dù là Bắc Đấu Tông hay Lôi Phong Thương Hội cũng không dám dễ dàng chọc hắn. Mấy người rất nhanh đi tới sân nhỏ mà Mạc Hoa Nguyên ở lại, tiểu huyền tử vẫn nằm ngủ trên đất, trong miệng ngậm cỏ đuôi mèo. Từ xa nhìn thấy đám người Cẩn Huyên, vội vàng nhảy dựng lên, liên tục chào đón, ngọt ngào kêu lên. Cẩn Huyên tỷ tỷ, sao ngươi tới đây? Nội tâm Cẩn Huyên im lặng, nếu không biết rõ bộ mặt thật của tiểu tử này, thật sự sẽ đối đãi với hắn như thân đệ đệ, xảy ra chuyện lần trước cũng không còn hảo cảm gì, nhàn nhạt nói ra. Cung cấp mỗi tháng. Tiểu huyền tử đối với thái độ của Cẩn Huyên cũng không thèm để ý, cười nói. Cẩn Huyên tỷ tỷ không cần khách khí như thế, sau lần trước, chỉ sợ sư phó không dám thu đồ của các ngươi đâu. Cẩn Huyên nói, Tử Vân Thương Hội kính trọng với Mạc Đại Sư, đây chỉ là chút tâm ý mà thôi, không liên quan tới chuyện lần trước. Mong rằng tiểu huynh đệ thông báo một tiếng. Trong giọng nói của nàng hiển nhiên thập phần lãnh đạm với tiểu huyền tử, nhưng đối với Phương đã sớm đoán trước. Vẫn nhiệt tình tràn đầy, vội nói. Không cần thông báo, những người khác nhất định là cần thông báo, Cẩn Huyên tỷ tỷ cứ vào đi thôi. Hắn vỗ ngực nói. Nếu sư phó trách tội xuống, ta một mình gánh chịu là được. Cẩn Huyên cảm thấy im lặng, tiểu tử này tuổi như thế, làm sao lại có tâm cơ và nhẫn nại như thế. Lý Vân Tiêu cũng nhịn không được truyền âm nói. Lão Viên, đồ tôn của các ngươi đúng là nhất mạch tương thừa a. Phi. Viên Cao Hàn tức giận nói. Hoa Nguyên nhất định là bị bề ngoài của tiểu tử này lừa bịp. Nếu không phải ngày đó biết rõ bộ mặt thật của hắn, thật sự còn cho rằng là lương tài có thể đào tạo. Thế giới hiện tại thật đáng sợ, tiểu hài tử như thế đã có tâm tính và tâm cơ đáng sợ như vậy, tàng không ngoài nhập, đúng là đáng sợ mà. Mấy người nhanh chóng đi vào tiểu viện, Cẩn Huyên vừa đi qua đại đỉnh đã cao giọng bái kiến. Mạc Hoa Nguyên tự mình đi trong nhà ra nghênh tiếp, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu nhiệt tình, tuy tỏ vẻ tôn kính, nhưng dường như cũng không chào đón nàng tới đây, chỉ nhàn nhạt nói ra. Cẩn Huyên hội trưởng tới có chuyện gì? Cẩn Huyên nói. Cẩn Huyên đặc biệt đến đưa tặng lễ mỗi tháng cho Mạc Đại Sư. Mạc Hoa Nguyên biến sắc, nổi giận đỏ bừng, cả giận nói. Cẩn Huyên hội trưởng đang cố ý nhục nhã ta sao? Hắn thua trong tay Lý Vân Tiêu. Làm gì có mặt mũi nhận tặng phẩm của Tử Vân Thương Hội nữa chứ? Cẩn Huyên thở dài nói. Mạc Đại Sư đừng vội kích động, có thể vào nhà nói chuyện. Mạc Hoa Nguyên hừ một tiếng, liền xoay người đi vào nhà. Mặc dù không có mời, nhưng hiển nhiên là đồng ý cho đám người Cẩn Huyên đi vào. Cẩn Huyên cùng Lý Vân Tiêu nhìn nhau, trong lòng đắng chát, nhiều nhất là nghiền ngẫm, bốn người lục tục đi vào. Cẩn Huyên hội trưởng chẳng lẽ cố ý nhục nhã ta sao? Mạc Hoa Nguyên vừa vào nhà, lập tức xoay người lại, trực diện tức giận nói ra, trên mặt biến thành màu xanh. Lý Vân Tiêu theo sau Cẩn Huyên đi tới, tháo châm hoa và gài tóc xuống, cười khổ nói. Mạc Đại Sư, ta tới tìm che chở. À, ngươi là ngươi. Mạc Hoa Nguyên chấn động, giờ mới hiểu được có ẩn tình khác, thần thức đảo qua người Lý Vân Tiêu, sắc mặt đột biến nói. Ngươi bị thương nặng. Hắn vội vàng đi qua vịn Lý Vân Tiêu ngồi xuống, cẩn thận tra xét, sau đó sợ hãi nói. Vì sao tổn thương nặng như thế? Có thể còn sống đi tới chỗ của ta đã là kỳ tích rồi. Sắc mặt Cẩn Huyên đại biến, khiếp sợ không thôi, xem bộ dáng Lý Vân Tiêu trên đường đi còn cười cười nói nói, không ngờ tổn thương lại nghiêm trọng như vậy, lập tức khâm phục cứng cỏi của hắn. Mạc Hoa Nguyên bắt đầu nhíu mày rơi vào trầm tư,
đối với thương thế của Lý Vân Tiêu hắn cảm thấy thập phần khó giải quyết, đau khổ tìm kiếm kế sách trị liệu. Lý Vân Tiêu cười nói, chuyện trị liệu không cần Mạc Đại Sư quan tâm, tự ta có biện pháp, nhưng mà hiện tại dư luận xôn xao đang tìm ta, trốn tới chỗ của ngươi là thuận tiện. Mạc Hoa Nguyên cả kinh nói, dư luận xôn xao, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, võ đế Trương Lăng Hoa. Dĩ nhiên là Trương Lăng Hoa, hắn quả nhiên tiến giai cửu thiên võ đế sao, ngoại giới ẩn ẩn có nghe đồn, xem ra là thật. Mạc Hoa Nguyên cả kinh nói, nếu là võ đế ra tay, người sao có thể trốn thoát? Lý Vân Tiêu nói, chuyện này nói sau, trước đưa ta vào mật thất, một lần nữa cung cấp nguyên thạch và các loại tài liệu cho ta. Mạc Hoa Nguyên gật đầu nói, ngươi yên tâm, đã đến chỗ của ta, trừ phi là ta chết. Nếu không cho dù là võ đế cũng đừng mong mang ngươi đi. Hắn đang muốn hô to tiểu huyền tử, bị Lý Vân Tiêu ngăn lại, ngưng giọng nói. Người biết rõ ta ở đây càng ít càng tốt, tiểu huyền tử không nên thông chi. Mạc Hoa Nguyên ngẫm lại cảm thấy cũng phải, hắn đi đến trước lò đan trong nhà, đánh ra mấy linh quyết, lập tức mặt đất nổ vang, hiện ra cái động đất. Vân Tiêu đại sư, mời. Mạc Hoa Nguyên dẫn đầu đi vào, cửa động thập phần đen kịt. Nhưng mà đi vào trong thì không đen như thế, ngược lại vô cùng sáng sủa, tất cả đều có dạ minh châu chiếu sáng, hơn nữa đi vào còn rất rộng rãi. Nơi này là nơi ta tĩnh tu, Vân Tiêu đại sư có thể ở chỗ này dưỡng thương, cho dù ta chết bọn chúng cũng không tìm thấy. Trong phòng còn trồng chất các loại tài liệu và nguyên thạch. Linh khí đập vào mắt làm tâm tình Lý Vân Tiêu vô cùng sảng khoái, vui vẻ nói. Làm phiền Mạc đại sư, Cẩn Huyên. Người bảo Mỹ tỷ chia thành hai rời đi, để tránh bị người ta nhìn thấy bốn người tiến vào mà có ba người trở về. Chỉ cần có hai người đi, mặc dù có người trông thấy cũng đánh giá không được. Cẩn Huyên khen. Vẫn là Vân thiếu thận trọng, tự nhiên như thế. Ta sẽ nghỉ ngơi tại chỗ của Mạc đại sư một ít thời gian, chẳng biết có thuận tiện hay không. Mạc Hoa Nguyên nói. Tự nhiên thuận tiện, chỉ sợ nhà tranh đơn sơ, còn sợ Cẩn Huyên hội trưởng ở không quen. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lấy một ngọc giản trong nhẫn đưa cho Cẩn Huyên nói. Bên trong là luyện phương sau cải tiến, thời gian cấp bách, mấy ngày nay hơi vội vàng, chỉ cải tiến 12 sản phẩm hạch tâm, các thứ còn lại mấy ngày sau lại lấy. Cẩn Huyên chấn động, khó mà tin được tiếp nhận ngọc giản, giống như cầm vật vạn kim, bàn tay cầm cẩn thận, nhưng trong mắt càng hoài nghi, cũng không tiện nghi vấn. Thần sắc Mạc Hoa Nguyên hơi động, nói. Vân Tiêu đại sư. Những sản phẩm Tử Vân Thương hội ta đã xem qua, phương pháp cải tiến của ngươi, ta có thể mượn đánh giá. Lý Vân Tiêu cười nói. Tùy ý, đều là vật cấp thấp, không có gì che giấu. Cẩn Huyên cũng mừng thầm, nàng đang không biết nên đánh giá như thế nào, có Mạc Hoa Nguyên vị bát giai thuật luyện sư hỗ trợ kiểm nghiệm, tự nhiên là tốt nhất, vội vàng đưa lên. Sau khi Mạc Hoa Nguyên nhận lấy trực tiếp đặt lên trán, đem thần thức xâm nhập trong đó, tinh tế điều tra. Tư liệu bên trong hắn nhìn thấy hết, trên mặt nhanh chóng đầy vẻ khiếp sợ, đột nhiên trợn to hai mắt, giật mình nói. Cái này, những luyện phương này thật sự là của Vân Tiêu đại sư ngươi, ngài cải tiến. Trong lòng Cẩn Huyên căng thẳng, không biết Mạc Hoa Nguyên có ý gì. Dù sao quan hệ tới tiền đồ tương lai của Tử Vân Thương hội, vạn phần khẩn trương, trong lời của Mạc Hoa Nguyên biến thành kính ngữ cũng không có phát hiện. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Luyện phương bên trong hắn chưa xem qua, không biết viên cao hàn cùng Cố Nguyệt Sinh tiến hành cải biến thế nào. Nhưng nếu viên cao hàn tọa chấn, dĩ nhiên là sẽ không kém, chỉ có thể kiên trì thừa nhận, gật đầu. Mạc Hoa Nguyên ngây ngốc, trên mặt mang theo vẻ kinh phục, tự đáy lòng thở dài. Vân Tiêu đại sư thần hồ kỳ kỹ, Mạc Hoa Nguyên tâm phục khẩu phục. Vốn lần trước Lý Vân Tiêu còn hơn hắn, tuy vô cùng chấn động, nhưng dù sao cũng là nhiều nhân tố thúc đẩy. Mà những luyện phương cải tiến trong ngọc giản lại làm cho hắn sinh ra kính ý vô hạn. Cẩn Huyên cũng hiểu được, đại hỉ nói. Mạc đại sư, luyện phương bên trong như thế nào? Mạc Hoa Nguyên nghiêm mặt nói. Mặc dù là ta tự mình ra tay, cũng không cách nào làm được thần hồ kỳ kỹ như thế. Những sản phẩm của Thiên Hạc Thương hội so sánh với những luyện phương này, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Cẩn Huyên kinh hỉ nảy ra. Nhìn Lý Vân Tiêu càng sinh ra cảm kích ngập trời. Lý Vân Tiêu nói, Cẩn Huyên hội trưởng không cần khách khí như vậy, tất cả mọi người là người một nhà.
hắn một câu người một nhà, lập tức làm cho Cẩn Huyên ôn hòa, đặc biệt là thời khắc thương hội bấp bênh. Trên đời này, người dệt hoa trên gấm quá nhiều, mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quá ít. Chỉ cần thương hội có thể thoát kiếp nạn lần này, Vân Thiếu về sau chính là khách nhân tôn quý nhất của Tử Vân Thương Hội. Cẩn Huyên lấy một túi chữ vật thêu gấm đưa cho Lý Vân Tiêu, nói. Trong đây có 89/10 tài liệu ngày đó Vân Thiếu cần. Trên mặt Lý Vân Tiêu đại hỉ, nói. Rất tốt. Sau khi hắn tiếp nhận, thần thức tra xét một hồi, trừ thiếu khuyết mấy thứ vật chân quý nhất ra, còn lại đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa nguyên thạch cùng tinh quang thạch còn nhiều hơn hắn yêu cầu. Đây cũng là do Mạc Hoa Nguyên không có tiếp nhận điều kiện của Tử Vân Thương Hội, Cẩn Huyên liền chuẩn bị tài nguyên đưa cho Mạc Hoa Nguyên nhét vào cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu tâm ý của Cẩn Huyên giờ phút này, có đôi khi bằng hữu chính thức căn bản không cần quá nhiều lời. Hắn cảm tạ một tiếng sau đó nhắm mắt lại. Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên đi ra khỏi mật thất. Cẩn Huyên trầm tư liên tục, vẫn quyết định giao luyện phương cho Mỹ Tỷ đưa về cho Ổ Sâm. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống tới Tổng bộ Tử Vân Thương Hội, lập tức dựa vào luyện phương sản xuất thật nhanh. Đồng thời thận trọng dặn dò Mỹ Tỳ, nếu như gặp được nguy hiểm khó có thể hóa giải, nhất định phải phá hủy ngọc giản trước, ngàn vạn không thể rơi vào trong tay địch nhân, vẻ mặt ngưng trọng hiện ra trên mặt. Mỹ Tỳ cũng biết chuyện trọng đại, nói. Thuộc hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị nỗi khổ phanh thây xé xác, sau khi chết không được siêu sinh. Cẩn Huyên lúc này mới yên tâm cho nàng rời đi. Đối với chút ít tỷ nữ này nàng vô cùng yên tâm, đều là cô nhi được Tử Vân Thương Hội thu dưỡng ở các nơi, từ nhỏ tự trải qua các loại huấn luyện cùng giáo dưỡng, ân cùng tái tạo, trung thành và tận tâm với Thương Hội tuyệt đối không phản bội. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua Cẩn Huyên trầm tư bất định, khẽ cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng không cần khẩn trương như vậy, những luyện phương kia người ngoài xem nặng như núi, còn quý hơn cả tính mạng của mình. Nhưng đối với Cẩn Huyên hội trưởng mà nói, đây chẳng qua chỉ là một nụ cười mà thôi. Cẩn Huyên ngạc nhiên nói. Mạc đại sư cớ gì nói ra lời ấy, những luyện phương này ký thác hy vọng cả Tử Vân Thương Hội, so với mạng của Cẩn Huyên còn muốn trọng yếu hơn, tại sao không bằng nụ cười của ta? Ánh mắt Mạc Hoa Nguyên nhìn vào lối vào mật thất, kính trọng nói ra. Có người nọ ở đây, còn nặng hơn tất cả tài sản của Tử Vân Thương Hội cộng lại. Chỉ cần có người này tương trợ. Cho dù là thời điểm gì thì Tử Vân Thương Hội đều có thể đông sơn tái khởi, giờ phút này cho dù bị Thiên Hạc Thương Hội áp chế, bất quá là long gặp chỗ nước cạn, nhất thời khó khăn a. Cẩn Huyên ngạc nhiên, lâm vào trầm tư, lập tức giật mình. Mạc Hoa Nguyên nói đúng vậy, những người bọn họ ngươi tranh ta đấu, hưng suy luân chuyển, trong mắt tồn tại cường đại chỉ là một nụ cười, phất tay là tan thành mây khói. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo đảm tất cả thiên trường địa cửu. Lý Vân Tiêu là bằng hữu của Đinh Linh Nhi, chưa hẳn là bằng hữu của Cẩn Huyên nàng. Giờ phút này lợi ích cột chung, cùng có nhu cầu, hơn nữa có tầng quan hệ với Đinh Linh Nhi, liền tự nhiên ở cùng một chỗ, nhưng nếu sau này người này hóa thành long bay đi, còn có thể nhớ rõ Cẩn Huyên của Tử Vân Thương Hội sao? Trong lòng Cẩn Huyên càng nghĩ càng kinh, Lý Vân Tiêu hiện tại hiển lộ thực lực nghe mà gợn người, nàng càng cảm giác mình đang gặp cơ duyên lớn lao, nếu có thể kết giao người này. Khiến hắn trở thành bằng hữu chính thức, vậy tương lai trong Thương Minh Lưỡng Hội, địa vị của Tử Vân Thương Hội sẽ không gì phá nổi. Nàng vào lúc này hơi ảo não, âm thầm trách cứ chính mình thu thập tài liệu cho Lý Vân Tiêu không đủ hoàn thiện, có chút nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, lập tức hạ lệnh với một tỷ nữ khác, nói. Người đi tìm Ổ Sâm, 7 loại tài liệu cuối cùng không có thu thập, bảo nàng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra. Nhớ rõ, là cho dù như thế nào. Nàng cường điệu mấy lần, mới khiến cho tỷ nữ rời đi, nàng không có tâm tình bình ổn, không cách nào bình yên nhập định. Mạc Hoa Nguyên nhẹ nhàng cười cười, nói. Cẩn Huyên hội trưởng không cần như vậy, nhân vật như Vân Tiêu đại sư tuyệt đối sẽ không bị một ít vật tư ràng buộc. Có thể kết giao với người thế này chỉ có một cách duy nhất, chính là đối đãi chân thành. Chỉ cần ngươi thiệt tình với hắn, hắn tất nhiên sẽ hồi báo gấp trăm lần cho ngươi. Nhưng nếu Cẩn Huyên hội trưởng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy cuộc đời này ngươi vô duyên với hắn. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Cẩn Huyên cẩn thận suy nghĩ, không phải là không như thế. Lý Vân Tiêu có được thế thuật vô cùng cường đại, bao nhiêu thương hội đều xếp hàng nịnh nọt hắn, Tử Vân Thương Hội cho dù có đưa toàn bộ cho hắn, người ta cũng chưa chắc cần. Đúng thế, có thể kết giao với người này,
cách duy nhất chính là đối đãi chân thành. Lý Vân Tiêu tiến vào điều tức, lúc này phát hiện thương thế không xong hơn suy nghĩ. Một trưởng của phong trưởng lão chỉ tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, với hắn mà nói không phải thương thế lợi hại gì. Trái lại, chí cường phách thể đã hấp thu lực lượng trưởng lực, chuyển hóa làm lực lượng khống chế thương thế. Nhức đầu nhất chính là ma khí xâm nhập. Ma khí ăn mòn vạn vật, ngay cả thân thể và nguyên khí của hắn cũng bị ăn mòn. Nếu không có bằng vào minh nguyệt thần thể tinh lọc chi lực, sợ rằng hắn hải cốt không còn. Về sau thuyên chuyển đại lượng ất mộc chi khí chữa thương, lúc này mới hơi chấn áp ma khí. Nhưng mà khi thi triển lôi đình bỏ chạy, ất mộc chi khí hao phí không còn, ma khí lại đột phá chân áp, bắt đầu ăn mòn thân thể. Giờ phút này hắn không ngừng trắng trợn rút nguyên khí trong nguyên thạch ra chữa thương, tuyệt không khách khí, bằng vào nguyên khí khổng lồ áp chế ma khí. Yêu Long nói, đã sớm nói áo giáp kia có vấn đề, ngươi không nên thử, tự tìm khổ ăn. Một ngày nhiễm ma khí, cuối cùng khó có thể thoát thân. Cho dù ngươi có thể tránh được hôm nay, cũng không thể tránh được lần sau. Đừng nói nhảm, chỉ cần khôi phục đến võ đế, có thể bài xuất ma khí ra khỏi cơ thể. Ma thiên chiến giáp mấy lần cứu tính mạng của ta, không thể không dùng. Một tay Lý Vân Tiêu niết bí quyết, không ngừng hấp thu nguyên thạch chung quanh, nhưng sắc mặt vẫn khó coi tới cực điểm. Yêu Long nói, vô dụng, ma khí là tồn tại không kém gì cửu thiên đế khí, cũng có thể trấn áp tất cả lực lượng. Trạng thái của ngươi bây giờ không cách nào chống lại nó, trừ phi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Ý của ngươi ta hiểu, nhưng cũng giống tình huống ở Bắc Phực, dùng huyền khí cửu giai trấn áp lực lượng này, về sau lại nghĩ biện pháp hóa giải. Đúng vậy, lúc trước ngươi chỉ dùng một chiêu kiếm ý ngăn chặn hàn khí Bắc Minh cực âm. Nhưng giờ phút này lực lượng ngươi quá yếu, căn bản không cách nào thi triển kiếm ý kiếm diệt tinh thần, vật duy nhất có thể trấn áp ma khí trong người của ngươi. Sợ rằng chỉ có cổ chung. Nếu không nỡ thì tự cầu nhiều phúc. Yêu Long suy ngẫm một lát, bổ sung nói. Trong cơ thể ngươi có địa, hỏa, phong ba đại nguyên tố có thể trấn áp ma khí, nhưng ngươi chí cường phách thể và minh nguyệt thần thể thì sao? Bị ma khí xâm nhập trong cơ thể, ngươi thật sự là quá đại ý. Lý Vân Tiêu nói. Lại trách cứ cũng vô dụng, nếu động dụng cổ chung. Thật sự có chút đại tài tiểu dụng. Hơn nữa cổ chung trấn áp ma khí thì ta không có binh khí mà dùng. Thiên mục ở mi tâm mở ra, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, bóng dáng Hoàng Chiêu Trung hiện ra trước con ngươi thiên mục, tán xuất ngàn vạn đạo sóng âm. Mà thân thể Lý Vân Tiêu trên xuất hiện hư ảnh chuông lớn, chậm rãi co rút vào thân thể, những nơi hư ảnh đi qua, thân thể sụp đổ hủy hoại. Dùng Hoàng Chiêu Trung trấn áp ma khí, đối với thân thể cũng là tổn thương và khảo nghiệm. Nhưng so sánh với ma khí uy hiếp, loại thống khổ thân thể này đáng là gì? Huống hồ chí cường phách thể đang không ngừng bị thương đồng thời không hoàn toàn hấp thu lực lượng cổ chung khôi phục. Lý Vân Tiêu cảm giác như phá hư thân thể một lần, đồng thời cũng trấn áp toàn bộ ma khí, tuy thân thể vết thương chồng chất, lại không có thống khổ do ma khí ăn mòn, lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Sau đó hai tay niết bí quyết, nhiếp nguyên thạch bốn phía tới, bắt đầu trắng trợn thôn phệ. Hiện ảnh hiện ra, tiến vào giới thần bi, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn. Chỉ thấy thân thể Viên Cao Hàn càng ngày càng hư ảo, cũng đang khẩn trương dùng Thiên Vũ Luân chuyển tử kim đỉnh luyện chế, hắn vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa càng ngày càng thành thục, thiêu đốt hừng hực, nhưng mà đại đỉnh không chịu nổi hỏa diễm nung khô, đã biến hình. Cố Nguyệt Sinh ở một bên không ngừng hỗ trợ, thân thể dường như có không ít biến hóa, ít nhất không có khí chất nham hiểm hung ác, nhiều ra mấy phần văn nhã. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Lão Viên, cần bán mạng như thế sao? Ngươi muốn cho ta cảm động đến rơi nước mắt. Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Ta nhổ vào, còn không mau tới hỗ trợ, mũi kiếm do Bắc Thiên Hàn tinh thiết chế tạo đầu tiên sắp ra lò. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Như thế nào lại nhanh như vậy? Dùng hắn dự đoán, Viên Cao Hàn còn phải dùng chút thời gian thích ứng với Phượng Hoàng thần hỏa. Luyện hóa Bắc Thiên Hàn tinh thiết là không thể nào, càng đừng nói luyện chế ra mũi kiếm. Hắc hắc, thân thể Viên Cao Hàn lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn vẻ mặt đắc ý nói. Năm đó ta luyện chế Thiên Vũ Luân chuyển tử kim đỉnh, có phong ấn thủ ấn cường đại trong đó, bí mật này chỉ ta hiểu được. Ta nói là ngày nào đó bị người ta phát hiện, xem như tiện nghi cho người hữu duyên, không thể ngờ chiếm lợi ích thực tế lại là mình. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, nói.
Cái này cũng được. Hừ, nếu không có như thế, bát trọng tinh quang hồn thể của ta có tan thành mây khói cũng không luyện chế ra được mũi kiếm đâu. Không có tinh quang thạch cung cấp, ngươi sẽ chờ chết đi. Viên Cao Hàn nổi giận đùng đùng nói ra, hiển nhiên cực kỳ bất mãn vì cung ứng tinh quang thạch. Nếu như hắn tan thành mây khói, bản thể ở thánh vực lập tức tìm được tất cả trí nhớ, đến lúc đó không mang theo cao thủ tới chặn giết Lý Vân Tiêu mới có quỷ. Tâm tình Lý Vân Tiêu thật tốt, cười to nói. Tinh quang thạch sẽ có, ngươi an tâm ra sức cho ta đi, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Trong tay hắn thi triển Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, bắt đầu hiệp trợ Viên Cao Hàn. Quy tắc trong giới thần bi do hắn khống chế, một khi ra tay, Viên Cao Hàn lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, cảm xúc bị áp chế phóng thích ra, ngao ngao kêu to lên, càng hưng phấn luyện chế. Cố Nguyệt Sinh mấy ngày qua tiếp xúc cũng biết thân phận và lợi hại của Viên Cao Hàn, tâm phục khẩu phục chuyên tâm làm thủ hạ, cũng học được không ít đồ vật, thời khắc này càng toàn tâm đầu nhập vào trong đó, dù sao luyện chế huyền khí cửu giai với hắn mà nói chỗ tốt thật lớn. Ba người không ngừng luyện chế, rốt cục cũng không lâu lắm, trong tử đỉnh có hào quang hiện ra, ba thiếu nữ chân đỉnh biến ảo ngàn vạn, ánh sáng mang điềm lành bay thẳng lên trời, tử khí đông lai. Cái này, đã thành sao? Viên Cao Hàn kinh ngạc nhìn hào quang trên trời, đột nhiên nói. Ngươi còn nhớ ngả không? Lý Vân Tiêu sững sờ, cười nói. Làm sao quên? Ánh mắt của hắn ngưng trọng chưa từng có, nói. Năm đó tiểu tử kia cũng gần vô hạn tới thuật đạo đỉnh phong, hiện tại càng không biết là tới trình độ nào. Thiên hạ hôm nay, sợ rằng không ai có thể địch. Viên Cao Hàn cười nói. Thế nhưng mà hắn năm đó lại thua ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, tự giễu nói. Nhìn thấy hào quang đầy trời thế này, liền nhớ lại đỉnh khí của ngả năm đó, chẳng biết tại sao. Thân ta có bờ, thuật đạo không bờ, không biết cuộc đời này phải chăng có nhìn thấy thuật đạo đỉnh phong hay không. Lý Vân Tiêu cũng hướng về không thôi, dưới ánh hào quang này, hai người đều nhắm mắt thật sâu, tùy ý để hào quang vung vẩy lên người, một mảnh tường hòa. Lý Vân Tiêu nói, thời điểm bảo kiếm ngưng phong, không nên có loại cảm khái này, hẳn là hào khí vượt mây mới đúng. Cố Nguyệt Sinh kinh ngạc nói, cái này đã luyện chế thành công sao, vì cái gì không có cảm giác được lôi kiếp. Viên Cao Hàn giải thích nói, nơi này là trong thánh khí. Tự thành không gian, không có lôi kiếp như thiên võ giới, một thanh binh khí không trải qua lôi kiếp rèn luyện cũng chỉ là sắt thường. Chỉ cần chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vừa ra khỏi đây, lập tức sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, đánh lôi đình cửu giai xuống. Đối với biểu hiện của Cố Nguyệt Sinh trong khoảng thời gian này, Viên Cao Hàn hết sức hài lòng, phát lên lòng yêu tài. Trên căn bản là có hỏi sẽ đáp, hơn nữa tận lực giảng thuật tường tận. Hắn bốn là đại thuật luyện sư danh chấn tứ phương. Đều có khí độ đại tông sư, cũng làm cho Cố Nguyệt Sinh dần dần tâm phục, hoàn toàn khác với lúc bái làm môn hạ Phong Tử Kiệt. Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm, lôi kiếp huyền khí cửu giai a. Ánh mắt của hắn chớp động, suy nghĩ miên man. Sau đó lấy túi chữ vật của Cẩn Huyên đưa cho hắn, giao cho Viên Cao Hàn nói. Tất cả tài liệu trên cơ bản đã đủ, còn thiếu mấy thứ ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, về sau ngươi là thủ tịch thuật luyện sư của ta. Viên Cao Hàn lộ ra vẻ khinh bỉ, khẽ nói. Cho dù là ngươi cũng không xứng để ta luyện chế cho ngươi, nếu không có bị ngươi quản chế, còn cung cấp thần hỏa cho ta sử dụng, cho dù ngươi quỳ ở trước mặt ta khóc hô, ta cũng không quan tâm tới ngươi. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to mấy tiếng, nói. Đừng tự kỷ, hảo hảo làm cho ta, chờ ta khôi phục đỉnh phong thì ngươi sẽ thoát khốn, ở chỗ này, ngươi có thể an tâm tu luyện tới cửu trọng tinh quang hồn thể. Tới lúc đó hợp nhất với bản thể, có thể trực tiếp vấn đỉnh thuật đạo đỉnh phong, nói không chừng ngả cũng không phải đối thủ của ngươi. Trong lòng Viên Cao Hàn nhộn nhạo, nhưng nghe cái tên kia, sắc mặt trầm xuống, nói. Ít chụp mũ với ta, tự ta biết cân lượng của mình nhất, muốn siêu việt ngả, ít nhất ta không có hy vọng này. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Lý Vân Tiêu, khó tránh lộ ra ghen ghét và cô đơn. Thiếu niên trước mắt này là tồn tại duy nhất đánh bại ngả. Tuy thủ đoạn hơi ám miệu, tăng thêm đầu cơ trục lợi, nhưng ít ra là người chống lại chính diện. Mà chính mình ngay cả tư cách cũng không có. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, lại tràn đầy không thể làm gì. Có ít người trời sinh vô cùng cường đại, mà có ít người lại cố gắng như thế nào cũng không thể đạt tới cấp độ bẩm sinh của người khác. Ngả là loại người này, mà Cổ Phi Dương,
hoặc là nói Lý Vân Tiêu cũng là như thế. Cô đơn trong mắt Viên Cao Hàn biến mất, nghiêm mặt nói. Mấy chục năm trước ngươi dựa vào đầu cơ trục lợi đánh bại hắn, nhưng đúng như ngươi nói, trong nhân tộc hiện tại, lại không người nào có thể địch nổi, mặc dù là gia sư cũng không thể. Ta trong mơ hồ cảm thấy, người duy nhất có thể thắng hắn chính là ngươi. Hắn tự giễu nói. Tuy phán đoán này ta không muốn nói ra, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là trước kia hay hiện tại, ngươi đều muốn trở thành người đứng đầu thuật đạo nhân tộc tại thiên võ giới. Ngày khác chống lại uy quyền của dị tộc cũng chỉ có ngươi mà thôi. Cố Nguyệt Sinh nghe bọn họ nói chuyện mà mơ mơ màng màng, rất nhiều điểm nghe không rõ. Đặc biệt là cái gì gọi là ai, rốt cuộc là người nào, vì sao chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa bản thân Viên Cao Hàn là cửu giai thuật luyện sư, vậy sư phó cường đại thế nào? Ngay cả sư phó cũng không có biện pháp thắng người này, hắn nghịch thiên ra sao? Thế nhưng mà, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, người nghịch thiên này vậy mà đã từng thua trong tay Lý Vân Tiêu. Cái này, đây là quan hệ như thế nào? Cố Nguyệt Sinh cảm giác mình triệt để hồ đồ, tuy không rõ, nhưng cảm giác rất lợi hại. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Viên Cao Hàn, đừng đội cái mũ cao như thế cho ta. Thiên võ giới năng nhân bối xuất, vài thập niên trước có lẽ ta có thể xính ta đây, nhưng hiện tại đã khác, ba ngày hai lần bị người ta đuổi giết. Chạy trốn khắp nơi để khỏi chết. Có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Viên Cao Hàn mắt trợn trắng, không che giấu xem thường, nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo, trái lương tâm đến cực điểm. Trước khi không có thực lực, còn học trước kia hung hăng càn quấy, đáng đời ngươi. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nói. Tính cách của ta không sửa được, chờ ngươi thay luyện ra thiên kiếm đồ cho ta, thần cản sát thần. Thiên hạ này lớn cũng có thể đi. Hắn nói xong cũng hóa thành hào quang lóe lên, biến mất tại giới thần bi. Lý Vân Tiêu trở lại bản thể, giờ phút này lại bất chi bất giác đột phá ngũ tinh, bước vào võ tông lục tinh. Phá tan bình cảnh có thể nói thế như trẻ tre, nhưng mà tích lũy nguyên lực quá chậm chạp. Theo tu vị tinh tiến, thương thế trong người khôi phục toàn bộ. Trong lúc này, Lý Vân Tiêu còn vơ vét các loại tài liệu trong mật thất, tham ăn nhét vào miệng cả. Các loại dị bảo quý hiếm đều nhét vào trong túi, nguyên thạch càng lấy không thừa một khối. Giật mình thì thời gian trôi qua cực nhanh. 7 ngày sau, Lý Vân Tiêu được rất nhiều tài nguyên rót vào, rốt cục vào tới võ tông thất tinh. Ngay cả chí cường phách thể cũng mơ hồ có đột phá. Nhanh như vậy, chẳng lẽ sắp bước vào bất diệt kim thân? Bản thân Lý Vân Tiêu chấn động, vội vàng kiểm tra thân thể một lần, cũng không có phát hiện khác thường. Nhưng cảm giác lực lượng thân thể bành trướng giống như mảnh thú gào thét. Có lẽ còn khiếm khuyết cái gì đó, chỉ cần chiếu theo pháp môn tu luyện, cuối cùng sẽ đại thành. Lý Vân Tiêu vui sướng, trải qua thời gian dài thống khổ đè ép thân thể, tu luyện các loại động tác áp chế cực đoan, rốt cục nhìn thấy một đường đại thành. Yêu Long truyền âm nói. Đừng cao hứng quá sớm, ta cảm thấy có chút không đúng. Cường độ thân thể của ngươi bây giờ có thể chống lại võ giả cấp võ hoàng, ngươi cảm thấy có khả năng đột phá tới trình độ của ngạo trường không sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn dị sắc, cũng trầm tư không đứng dậy. 5 ngón tay của hắn nắm chặt, cảm thụ lực lượng thân thể. Nếu không phải vận dụng nửa phần nguyên khí, cũng đủ để chống lại võ giả võ hoàng mà không lâm vào hạ phong. Ngạo trường không có thể quyền toái hư không, trực tiếp dùng thân thể chống lại võ đế đỉnh phong A. Chênh lệch cũng không phải nhỏ. Chẳng lẽ là ta công pháp tu luyện có vấn đề? Không thể nào, bản pháp quyết này thật sự lấy được từ ngạo trường không, hơn nữa cũng ghi lại kỹ càng pháp môn tu luyện tới bất diệt kim thân, ta chỉ còn kém một đường cuối cùng. Lý Vân Tiêu tinh tế cảm ngộ pháp quyết, phát hiện không có vấn đề, trong nội tâm thoáng an định lại. Lúc này cửa mật thất mở ra, Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên cẩn thận truyền âm hỏi. Lý Vân Tiêu thu liếm tâm thần. Không hề suy nghĩ nữa, nói. Vào đi. Hai người lục tục mà vào, đợi khi nhìn thấy 4 túi chữ vật không còn, trái tim đập mạnh lên. Sắc mặt Mạc Hoa Nguyên càng trắng bệch, cơ hồ muốn khóc thét. Nơi này là kho chân tàng của hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người ngoài tiến vào, cơ hồ tất cả các loại nguyên liệu đều tùy ý đặt ở đó. Những mà các nguyên liệu quen thuộc, những hương vị quen thuộc giờ phút này đều không có, chỉ còn lại có cái giá đỡ trống rỗng. Còn có một chút giá trị tài liệu giá trị không cao. Phốc, Mạc Hoa Nguyên tâm huyết dâng trào,
nhịn không được phun máu, oán giận nói. Vân Tiêu đại sư, ngài ngay cả một khối nguyên thạch cũng không cho ta sao? Ha ha! Lý Vân Tiêu xấu hổ cười nói. Mạc đại sư tại thành Nam Hỏa được rất nhiều thương hội cung phụng, tự nhiên sẽ không để ý tới chút đồ vật này. Cho nên tại hạ cũng không khách khí với đại sư. Không khách khí với ta. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua cái thùng rỗng, đầu óc choáng váng. Hắn thật hận a, thật hận vì sao không có thu lại, đặt lộ ra ở đây. Cẩn Huyên mồ hôi lạnh đầm đìa, an ủi. Mạc đại sư, dù sao đồ vật là thứ ngoài thân, dùng thực lực của đại sư, vô luận là tại thành Nam Hỏa hay ngày sau trở lại thánh vực, rất dễ dàng có thể tụ tập toàn bộ. Tổn thất hôm nay, xin liệt kê danh sách, Tử Vân Thương Hội sẽ bổ đủ. Mạc Hoa Nguyên thâm ý nhìn qua nàng một cái, lắc đầu nói. Bỏ đi, chính như ngươi nói, những thứ này chỉ là vật ngoài thân, lại tụ họp là được. Huống hồ bị Vân Tiêu đại sư sử dụng, ta cũng vui mừng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, cười nói. Vậy thì quá xấu hổ rồi. Trong lòng Mạc Hoa Nguyên vẫn đau xót, khoát tay nói. Không có việc gì, không biết Vân Tiêu đại sư thương thế khôi phục như thế nào. Hôm nay tới là có việc. Lý Vân Tiêu nói. Ta đã khôi phục hoàn toàn, là vì chuyện gì? Mạc Hoa Nguyên gạt bỏ đau đớn trong lòng, bình tĩnh tâm thần, nói. Lần trước Vân Tiêu đại sư nói chuyện, ta tự mình tiến tới Lôi Phong Thương Hội, nhưng thương hội lại giữ kín như bưng, dường như có chỗ ẩn tình. Cân nhắc tới an toàn của Vân Tiêu đại sư, ta cũng không nói rõ, trực tiếp rời đi. À, ngay cả mặt mũi của Mạc đại sư cũng dám không cho. Lý Vân Tiêu giật mình không thôi, đối với phân bộ thành Nam Hỏa mà nói, kết giao một bát giai thuật luyện sư không thể nghi ngờ là trợ lực cực lớn. Mạc Hoa Nguyên có cực khổ nói. Ở trong đó còn có một chút ước định với Lôi Phong Thương Hội ta không tiện nói rõ, lần này tới đây là có chuyện khác, chuyện này Cẩn Huyên hội trưởng tương đối quen thuộc, vẫn nên nói đi. Cẩn Huyên ứng một tiếng, nói. Lần trước Vân Thiếu dẫn xuất động tĩnh quá lớn, dư luận xôn xao, cả thành Nam Hỏa cảnh giới suốt 7 ngày, hơn nữa rất nhiều môn phái liên thủ kiểm tra tất cả nhân viên qua lại, cửa thành bị đóng tới bây giờ mới từ từ mở ra. Lý Vân Tiêu dò hỏi. Ân. Ta đoán như thế, không biết Bắc Đấu Tông hiện tại nội bộ như thế nào, đám người Đàm Địa Quân ngày đó có tin tức ra sao? Cẩn Huyên trả lời. Nội bộ Bắc Đấu Tông cũng không có quá nhiều tin tức, về phần Trương Lăng Hoa được chứng thực trở thành Cửu Thiên Võ Đế truyền ra rất xa. Uy danh Bắc Đấu Tông đạt tới độ cao mới, là thế lực số một tại thành Nam Hỏa. Rất nhiều thương hội liên minh những ngày gần đây liên tục bị chèn ép, cũng chính việc này cho nên buông lỏng truy tìm Vân Thiếu. Mà Lôi Phong Thương Hội hiện tại đã bắt đầu có động tác khó hiểu, ý định ở ngoài sáng tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên a. Nhưng trong tình hình trước mắt lại tổ chức thứ này, nghĩ đến đích thị là có mục đích. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Lúc này sắp tổ chức Thương Minh Thuật Võ Lưỡng Hội, Tổng Bộ khẳng định không phân nhân thủ ra trợ giúp. Không biết sau lưng Tế Lâm làm trò quỷ gì, chẳng lẽ muốn mượn đấu giá hội tăng cao danh dự. Cũng quá ngây thơ rồi. Cẩn Huyên nói. Đúng thế, nếu bọn họ không có mục đích khác, ta cũng không tin. Hiện tại chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhưng mà truyền tống đại trận của Vân Thiếu. Trên mặt nàng lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Cẩn Huyên vô năng, nhiều lần phái người tiến tới Lôi Phong Thương Hội cùng Bắc Đấu Tông, đều không có kết quả. Lý Vân Tiêu nói. Không sao. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát khí, nói. Trước xem bọn chúng tổ chức đấu giá hội làm trò quỷ gì. Nếu bọn chúng nhất định không cho mượn, bản thiếu gia không ngại nhổ tận gốc Lôi Phong Thương Hội tại thành Nam Hỏa đâu, nếu như Chu Kỳ Thủy không phục, ngày khác ta liền tự mình tới thăm khiến hắn phục. Hai người nghe xong giật mình, vô cùng hoảng sợ, trong nội tâm đang chỉ trích không thôi. Chu Kỳ Thủy là người nào, hội trưởng Lôi Phong Thương Hội, cường giả danh chấn thiên hạ đại lục. Lý Vân Tiêu thật sự không biết trời cao đất dày, nói nhổ tận gốc Lôi Phương Thương Hội tại thành Nam Hỏa cũng bỏ đi, lại còn nói đích thân tới thăm nói phục Chu Kỳ Thủy, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Lý Vân Tiêu liếc nhìn ra tâm tư của hai người, cười to nói. Ha ha, các ngươi nhất định cho rằng ta không biết chữ chết viết thế nào đúng không? Trong lòng hai người cả kinh, Lý Vân Tiêu cũng không phải là người lỗ mãng, trái lại cực kỳ thông minh, tâm tư kín đáo. Hơn nữa tài cao mật lớn, biểu hiện như thế đã vượt qua tuổi của hắn.
Cẩn Huyên bị nhìn ra tâm tư, đỏ mặt lên, nói. Vân Thiếu tự nhiên là bản lĩnh cao cường, nhưng nếu Lôi Phong Thương Hội dễ dàng diệt trừ như thế, Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông cũng không đau đầu lâu như thế, nên cẩn thận là hơn. Lý Vân Tiêu nói. Ân, ta sẽ chú ý, nhưng mà tổ chức thương minh lưỡng hội ngày giờ không nhiều. Ngày mai ta sẽ giả thành sai vật bên người Cẩn Huyên đi tới đấu giá hội, ngụ ý không nói, trực tiếp yêu cầu truyền tống trận của Lôi Phong Thương Hội. Đến lúc đó hai vị cũng không cần đi cùng, một mình ta là đủ rồi. Cẩn Huyên kinh hãi, thì ra hắn có ý định xông vào bức ép, mặc dù nghe ngóng nhiều phương, đã xác định Lý Vân Tiêu ngày đó thật sự đào thoát khỏi tay Trương Lăng Hoa, nhưng vẫn không nhìn tốt chuyện hắn xông vào Lôi Phong Thương Hội. Chuyện lưỡng hội ta cũng sốt ruột. Nhưng vạn vạn không thể lỗ mãng, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Vân Tiêu nói. Ta biết rõ, không có chuyện khác thì ta tu luyện, ngày mai cùng nhau đi xem. Cẩn Huyên cùng Mạc Hoa Nguyên biết rõ nói nhiều vô ích, hai người ra khỏi mật thất, nhìn thấy bất đắc dĩ và lo lắng trong mắt đối phương. Mạc Hoa Nguyên kiên định nói. Cẩn Huyên hội trưởng xin yên tâm, ngày đó ta đánh bạc thua, xem như thiếu nợ Vân Tiêu đại sư một cái mạng. Ngày mai cho dù ta liều cái mạng này cũng sẽ không để Lôi Phong Thương Hội xúc phạm tới Vân Tiêu đại sư chút nào cả. Cẩn Huyên lộ ra vẻ giật mình, nhìn qua Mạc Hoa Nguyên, không thể ngờ hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa như thế. Mạc Hoa Nguyên cười khổ nói. Đừng cho rằng ta muốn chết, nhưng mà gia sư nhiều lần dạy bảo ta, đã chết thì có gì sợ, nhật nguyệt chiếu lòng son, ta vẫn không dám quên a. Cẩn Huyên nghiêm túc kính nể, kiên định nói. Ngày mai Tử Vân Thương Hội sẽ cùng tiến thoái, cùng sinh tử với Vân Thiếu. Sau khi hai người rời đi, Lý Vân Tiêu ở trong mật thất mở mắt ra, khẽ cười nói. Lão Viên, đồ đệ của ngươi rất khí khái đấy. Viên Cao Hàn hừ lạnh, nói. Chính ngươi đi chịu chết không có ai quản, nếu như hại mạng đồ đệ của ta, ta là người đầu tiên liều mạng với ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Mạc Hoa Nguyên cất chứa tài nguyên khổng lồ, tăng thêm Tử Vân Thương Hội cung cấp, đủ cho hắn tu luyện một hồi, thân thể giống như lỗ đen không đáy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí. Ngày thứ hai, thành Nam Hỏa, phòng đấu giá Lôi Phong Thương Hội đã bắt đầu khởi động. Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên dắt tay nhau mà đến, mang theo một đám nữ tỳ, còn có Lý Vân Tiêu giả trang thành tiểu nô bộc. Hắn áp chế tu vị của mình, nhìn qua chỉ có tu vị võ sư, không ai chú ý tới. Nghe Lý Vân Tiêu bác bỏ, cũng không có mang tiểu huyền tử đi ra, tên đó không đáng tin chút nào cả. Mạc Hoa Nguyên vừa vào phòng đấu giá, lập tức dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý, bên trong vốn huyền náo lớn, thoáng cái yên tĩnh hơn phân nửa, đều đưa mắt đầy tôn kính nhìn qua. Càng có rất nhiều tông chủ, hội trưởng cũng không dám ngồi nữa, đám người Mạc Hoa Nguyên đi qua thì bọn họ nhao nhao đứng lên chào hỏi, càng có không ít người vì gặp được bát giai thuật luyện đại sư cho nên sắc mặt rất kích động. Mạc Hoa Nguyên đã sớm quen với tràng diện này rồi, hời hợt chào hỏi với mọi người, chỉ có trước mặt cự đầu các thế lực thì hắn mới gật đầu chào hỏi. Không thể ngờ đấu giá hội Lôi Phong Thương Hội lần này cũng kinh động tới Mạc Đại Sư, chẳng lẽ trong lần đấu giá này có vật phẩm Mạc Đại Sư cần thiết sao? Một người đi tới trước mặt, chính là tông chủ Tân Nguyệt Tông Tiêu Minh Huy, hắn khẽ cười nói. Lôi Phong Thương Hội cũng thực không biết điều mà, vật mà Mạc Đại Sư cần không dâng hai tay lên. Còn lấy ra đấu giá, hẳn là bọn chúng tự đại đến mức không đặt Mạc Đại Sư vào mắt. Thật sự phải chỉ tội bất kính của bọn chúng mới được. Tiêu Minh Huy nhìn qua cho người ta cảm giác nho nhã lễ độ, cử chỉ lời nói rất ưu nhã, nhưng mà một câu nói đã kéo thù hận tới cho Lôi Phong Thương Hội. Mạc Hoa Nguyên lạnh nhạt nói. Lần đấu giá hội này ta không rõ ràng, chỉ trong lúc rảnh rỗi tới đây xem náo nhiệt mà thôi. Những thủ đoạn này hắn tự nhiên hiểu. Cũng thấy nhiều, lơ đễnh. Tiêu Minh Huy nói. Thì ra Mạc Đại Sư tới xem náo nhiệt, xem ra Lôi Phong Thương Hội cũng không biết Đại Sư đến, ngay cả một người nghênh đón cũng không có. Nếu Đại Sư không chê thì có thể vào trong giạp của tại hạ, không biết Đại Sư có nguyện. Mạc Hoa Nguyên nói. Rất tốt. Dùng thân phận của hắn, tất nhiên là có thể có một ghế lô. Nhưng bởi vì chuyện truyền tống trận và kết quả thương thảo với Lôi Phong Thương Hội không xong, lần này đi ra cũng không có báo trước. Hơn nữa hắn cũng lười nhìn thấy người của Lôi Phong Thương Hội, giờ phút này Tiêu Minh Huy tự động đi lên mời thì cầu còn không được. Có thể thỉnh Mạc Đại Sư đó là vinh hạnh lớn lao, Tiêu Minh Huy cũng đại hỉ,
trong ánh mắt hâm mộ của mọi người mời đám người Mạc Hoa Nguyên đi vào trong rạp của mình. Trong rạp Phó Tông Chủ Lương Nghiệp lập tức đứng dậy, nghênh đón Mạc Hoa Nguyên ngồi xuống, Cẩn Huyên cũng theo sát phía sau. Sau khi Mạc Hoa Nguyên ngồi xuống còn nhìn thấy Lý Vân Tiêu còn đứng ở phía sau, cảm giác thập phần không ổn, xoay người nói. Các ngươi cũng đều ngồi đi. Trong rạp tổng cộng chỉ có 8 vị trí, Lý Vân Tiêu không khách khí ngồi sau lưng Cẩn Huyên, vài tỷ nữ khác nhìn nhau, cũng lập tức ngồi xuống, bởi như vậy, người của Tân Nguyệt Tông cũng chỉ có thể đứng, bộ dáng cao mày không hài lòng. Lương Nghiệp sắc mặt giận dữ, trừng mắt Lý Vân Tiêu và vài tỷ nữ, giống như đang nói các ngươi đừng không biết điều, tại đây há có chỗ cho các ngươi ngồi. Nhưng Lý Vân Tiêu tựa đầu uốn éo, phối hợp nhìn lên trời đi, hắn tức giận sắc mặt tái nhợt. Tâm tính Tiêu Minh Huy vô cùng tốt, trên mặt nhìn không ra bất luận không vui gì, cười nói. Không sao, Lương Nghiệp, người đi bảo Lôi Phong Thương Hội đưa thêm vài cái ghế tới, địa phương tuy nhỏ nhưng mọi người ngồi lách vào nhau cũng được. Hắn ung dung rộng lượng, lập tức dẫn tới khiến đám người Mạc Hoa Nguyên lau mắt mà nhìn. Với tư cách tông chủ một tông, có thể có khí lượng bực này khiến người ta rất hài lòng. Tiêu Minh Huy cười nói. Chúng ta là người tập võ, đứng nhiều cũng không ảnh hưởng. Vị đại mỹ nhân này có lẽ chính là đại đương gia Tử Vân Thương Hội Cẩn Huyên hội trưởng A. Cổ Sâm lạnh lùng khẽ hừ nói. Tin tức Tiêu Tông chủ thật linh thông A, sợ rằng Cẩn Huyên hội trưởng vừa tới thì các ngươi đã biết rồi. Cẩn Huyên cười nhẹ đáp lại nói. Ta thường nghe Ổ Sâm nói Tiêu Tông chủ là người không tầm thường, quả nhiên còn lợi hại hơn nghe nói nhiều. A, không biết Ổ hội trưởng bình thường nói ta thế nào, tất nhiên là không phải tốt A. Tiêu Minh Huy cười cười, ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu, nói. Ồ, vị này là, Tử Vân Thương Hội đều là nữ tử A, lúc nào có nam nhân. Chẳng lẽ là đệ tử mới thu của Mạc Đại Sư, vậy thì ta phải chúc mừng Mạc Đại Sư thu được lương tài rồi. Cẩn Huyên cười nói. Tiêu Tông Chủ nghĩ nhiều, Thương Hội chắc chắn sẽ có chút ít thủ hạ nam nhân, nhưng mà rất ít lên mặt đài. Thì ra là thế. Tiêu Minh Huy nhẹ nhàng gật đầu cười nói, dường như cũng không thèm để ý. Rất nhanh có ghế đưa tới, người Tân Nguyệt Tông cũng ngồi xuống, nhưng mà bởi vì nơi đây quá nhỏ nên hơi chen chúc. Tin tức Mạc Hoa Nguyên đi vào đấu giá hội nhanh chóng truyền ra, không ít thế lực môn phái đều nhao nhao đến đây bái kiến. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của bát giai thuật luyện sư tại thành Nam Hỏa không tầm thường. Không lâu, chỉnh chủ nơi đây, Lôi Phong Thương Hội Tế Lâm cũng dẫn người tới bái kiến Mạc Hoa Nguyên. Đại thán bản thân thất trách, muốn dẫn đám người Mạc Hoa Nguyên tới gian phòng lớn hơn. Mạc Hoa Nguyên lạnh nhạt nói. Tế hội trưởng bận rộn như thế, cũng đừng có lãng phí thời gian lên kẻ rãnh rỗi như ta. Ta ở cùng với đám người Tiêu Tông chủ cảm thấy rất thoải mái rồi. Trong lời nói của hắn mang theo ý lãnh đạm, làm cho Tiêu Minh Huy nhìn vào trong mắt, nội tâm phỏng đoán không thôi. Mạc Hoa Nguyên có giao tình rất khá với thế lực thương hội. Nhưng giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như trong lời đồn. Tiêu Minh Huy không quên tận dụng mọi thứ, châm ngòi quan hệ, khẽ cười nói. Tế hội trưởng bận việc nên đi thôi, Mạc Đại Sư có ta mời là đủ rồi. Huống hồ gần đây đồn đãi, Tử Vân Thương Hội cùng Thiên Hạc Thương Hội đánh nhau lợi hại, mà vào lúc này Mạc Đại Sư cùng Cẩn Huyên hội trưởng cùng tới đây, mà Tế hội trưởng lại cả ngày dính với Phương Thiên Hạc hội trưởng, nếu như Mạc Đại Sư đi với ngươi. Làm cho Cẩn Huyên hội trưởng cùng Phương Thiên Hạc hội trưởng hai thù nhân gặp nhau, chắc hẳn không tốt lắm đâu. Nghe được lời này, sắc mặt Cẩn Huyên lập tức trầm xuống, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tế Lâm, dù biết rõ Tiêu Minh Huy châm ngòi, nhưng mà tức giận khó tiêu, vô cùng không vui. Tế Lâm xấu hổ ho khan hai tiếng, cười nói. Đều nói Tiêu Tông chủ miệng dài như cái thìa, yêu nhất điên đảo càn khôn, thị phi chẳng phân biệt được, châm ngòi ly gián, sau lưng đả thương người. Xem ra một chút cũng không sai a. Tuy Mạc Đại Sư tới đây làm ta rất lo lắng vì không tiếp đãi chu đáo, nhưng ta sẽ phái rất nhiều cao thủ trải rộng bốn phía, dùng bảo vệ Đại Sư an toàn. Nếu Mạc Đại Sư có bất kỳ tổn thương nào, Lôi Phong Thương Hội sẽ thể bất lưỡng lập với Tân Nguyệt Tông. Tiêu Minh Huy cười nói. Tế hội trưởng xin mời, hai nhà chúng ta lúc nào có thể cùng tồn tại với nhau rồi. Đang nói, đột nhiên có một đám người đi tới bái kiến Mạc Hoa Nguyên. Bên ngoài cao giọng thông báo, dĩ nhiên là người Bắc Đấu Tông. Trong nội tâm Tiêu Minh Huy vui vẻ, Tế Lâm ở đây mang lại uy áp vô hình với hắn quá lớn. Dù sao Tân Nguyệt Tông còn không phải đối thủ của Lôi Phong Thương Hội, nếu cao thủ Bắc Đấu Tông đến,
đây là cục diện khác. Hiện tại Bắc Đấu Tông như mặt trời ban trưa, ai cũng không dám ngăn cản mũi nhọn của nó. Người tiến vào làm cho mọi người thất kinh, dĩ nhiên là đàn địa quân làm phản tại Bắc Đấu Tông ngày đó. Đồng tử Lý Vân Tiêu bỗng nhiên co rút nhanh, lập tức hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Xem ra Trương Lăng Hoa thật sự bỏ qua chuyện cũ, dùng tông môn làm trọng, không chỉ buông tha Đàm Địa Quân, còn ủy thác trách nhiệm. Sau lưng Đàm Địa Quân còn có mấy người quen của hắn, Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm, cùng với Mai Đông Nhi đang ở đây, nhưng mà mặc váy hoa hồng nhạt, càng lộ ra vẻ tươi mát mê người. Theo sau còn có hai tên trưởng lão và vài tên đệ tử, mọi người dùng Đàm Địa Quân cầm đầu. Tế Lâm kinh ngạc nói. Đây là... Đàm Địa Quân mặt không biểu tình, nói. Đàm Mỗ tân nhiệm phó tông chủ Bắc Đấu Tông, đặc biệt hãnh diện tới đây tham gia đấu giá hội của các ngươi, vì sao không chào đón. Nói ra thân phận này, mọi người lập tức hiểu tình huống trước mắt. Ánh mắt Đàm Địa Quân đảo qua phòng một vòng, cuối cùng lại nhìn vào người Lý Vân Tiêu, đôi mắt nhắm lại. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ bị hắn phát hiện. Nghĩ đến đối phương tinh thông biến hóa mô phỏng chi thuật, phương diện dịch dung biến hóa cực kỳ thông thạo, ngược lại thật có khả năng bị hắn nhìn ra đầu mối. Ha ha, chúc mừng Đàm huynh. Tiêu Minh Huy phản ứng đầu tiên là chắp tay tạ lỗi, vẻ mặt tươi cười thiệt tình. Trên mặt Tế Lâm không nhìn ra chút biểu lộ gì, tuy Trương Lăng Hoa không có tự mình đến đây, làm cho nội tâm của hắn âm thầm thở ra một hơi. Nhưng sư huynh đệ bọn họ hòa hảo, loại tình huống này hắn không vui vẻ nhìn thấy. Hắn kỳ vọng là lưỡng bại câu thương mới đúng, dù sao Đàm Địa Quân cũng là võ tôn cửu giai, bây giờ sinh ra một kẻ địch mạnh mẽ. Da mặt của hắn run run vài cái, cười nói. Tự nhiên là không chào đón, nhưng các người muốn kéo căng da mặt đi tới, chúng ta cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là thương hội, mở cửa là buôn bán, đối với bất luận khách nhân gì cũng không bắt bẻ a. Đàm Địa Quân khua tay nói. Ân, đã nói, không sai. Bổn tọa vừa mới đảm nhiệm phó tông chủ, lời này của ngươi ta rất thích, đến đây, có khen thưởng. Đến, khen thưởng. Trong lòng mọi người sững sờ, không biết hắn làm trò gì. Chỉ thấy trong bình anh dịch xuất ra một cái khay, phía trên là 30 khối hạ phẩm nguyên thạch bình thường, đưa tới trước mặt Tế Lâm, cao giọng nói. Cầm đi đi, còn không khấu tạ phó tông chủ đại nhân. Ngươi, Tế Lâm tức giận đỏ cả mặt, đối phương thật sự đang nhục nhã hắn. Hơn nữa còn là sân nhà trong thương hội. Tức giận sắc mặt tái nhợt, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay áo bỏ đi. Ha ha, thống khoái. Tiêu Minh Huy cười ha hả, tiến lên phía trước nói. Đàm tông chủ quả nhiên sắc bén, khó được khi nhìn thấy lão thất phu Tế Lâm tức giận thành như thế. Đàm Địa Quân vuốt chòm râu dê rừng, khẽ cười nói. Đó là hắn muốn bị coi thường, lần này chỉ mắng vài câu. Lần sau nói không chừng một trưởng chụp chết hắn. Hắn nói lời này làm nội tâm Tiêu Minh Huy cả kinh, dường như trong mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng không cách nào bắt được. Đột nhiên Trương Lăng Hoa tiến giai võ đế, làm cho Bắc Đấu Tông lập tức siêu nhiên trên tất cả thế lực bản địa, nghiễm nhiên trở thành thế lực đứng đầu bản địa. Bắt đầu xuất hiện ngăn cách với thế lực khác, có loại cảm giác cao cao tại thượng. Đàm Địa Quân vốn tới bái kiến Mạc Hoa Nguyên, giờ phút này dường như quên chuyện ban nãy. Mà là đưa mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu, nghiền ngẫm nói. Vị tiểu huynh đệ này rất quen mặt nha, Đàm Mỗ có từng gặp qua ở nơi nào không? Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên đồng thời biến sắc, chẳng lẽ Tiêu Minh Huy cũng nhìn ra không đúng? Ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu, hắn là tên sai vặt hơi bình thường một chút mà thôi, không thể ngờ lại bị Đàm Địa Quân chú ý. Hơn nữa Đàm Địa Quân thời điểm trước mặt Tế Lâm tự xưng là bổn tông chủ, đối mặt người này vậy mà nói là Đàm Mỗ. Hào khí trong phòng yên tĩnh và kỳ quái, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu xác định bản thân mình bị Đàm Địa Quân khám phá, cũng không sao cả, hắn muốn dùng truyền tống đại trận, sớm muộn gì cũng bạo lộ thân phận, nói. Gặp hay chưa gặp không trọng yếu, nhưng điều kiện đã hứa hẹn rồi, có phải hay không thực hiện hay không? Đàm Địa Quân nhẹ nhàng cười cười, rốt cuộc hắn cũng xác định là Lý Vân Tiêu, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Bắc Đấu Tông đang toàn lực tìm hắn, không chỉ bởi vì hóa lôi thần quyết, còn bởi vì tàng bảo đồ ở trên người của hắn, lập tức cười nói. Chuyện hứa hẹn còn chưa làm, tại sao thực hiện điều kiện? Lý Vân Tiêu nhướng mày, lãnh đạm nói. Chê cười, ta chỉ đáp ứng các ngươi là ra tay mà thôi,
hơn nữa cũng trọng thương đối phương, tại sao không làm? Đàm tiên sinh có phải sau khi trở thành phó tông chủ, xem ra trí nhớ kém đi nhiều rồi. Đột nhiên Bình Anh Dịch biến sắc, nói. Thì ra là ngươi. Tiêu Minh Huy trầm tư một chút, dường như cũng nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đàm Địa Quân ngượng ngùng cười cười, nói. Trí nhớ cũng không có kém đi, nhưng mà trong khoảng thời gian này tông môn toàn lực truy xét cũng không tìm ra ngươi, thì ra là ở cùng với Mạc Đại Sư, khó trách. À. Hắn vừa nói ra lời này lập tức làm mọi người hiểu hắn là người nào. Đặc biệt là Mai Đông Nhi, kích động không thể kiềm được, nói. Ngươi, thật là ngươi sao? Ngươi là Lý Vân Tiêu. Thẳng đến khi Bác Đấu Tông bắt đầu trắng trợn truy tra Lý Vân Tiêu, nàng mới biết được tên hắn. Vì không muốn Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay Bác Đấu Tông, nàng chủ động xin tham dự truy xét, không biết ngày đêm liều mạng siêu tầm, kết quả không thu hoạch được gì. Nhưng bởi vì xuất lực lớn cho nên đạt được tông môn khen thưởng. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi trời tối nàng đều gặp ác mộng, mơ tới thân ảnh trọng thương bỏ chạy kia, tùy tiện ngã vào một góc không ai muốn biết, từ nay về sau biến mất. Nàng hàng đêm bị giấc mộng này làm tỉnh lại, sau đó lại khóc lớn. Hạ Ứng Dung thấy nàng trạng thái càng ngày càng kém, lúc này mới bảo Đàm Địa Quân mang theo nàng cùng tham gia đấu giá hội, để giúp nàng giải sầu. Nhưng không thể ngờ được. Trời xanh không phụ lòng người, lúc này rốt cục nhìn thấy người nọ, hơn nữa nói ra tên hắn. Lý Vân Tiêu bỏ dịch dung trên mặt, khôi phục tướng mạo sẵn có, cười nói. Đúng vậy, ta là Lý Vân Tiêu. Ngươi không chết thật sự là quá tốt. Mai Đông Nhi nhất thời nói ra, nước mắt trên mặt lăn dài, sợ người khác trông thấy, vội vàng lau đi. Lý Vân Tiêu khen. Ngươi ngày đó biểu hiện rất đặc sắc, ngày đó quá vội vàng. Hiện tại bổ sung tán dương với ngươi. Những lời này càng làm cho Mai Đông Nhi rơi nước mắt như mưa, ở trước mặt mọi người muốn khống chế nước mắt, nhưng không cách nào làm được, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, càng lộ ra vẻ đáng yêu. Đàm Địa Quân nói, trong điều kiện ta đáp ứng ngươi, hình như không có cho phép ngươi thông đồng nữ đệ tử Bắc Đấu Tông A. Mai Đông Nhi nghe Phó Tông Chủ nói như thế thì xấu hổ nghiêng đầu đi, nhưng mà trong khóe mắt mang theo hào quang hạnh phúc. Lý Vân Tiêu thở dài. Không có biện pháp, nam nhân như ta dù có giấu đi nơi nào cũng chẳng khác gì đom đóm trong đêm, muốn không bị người ta ưa thích còn khó hơn cả trùng kích võ đế. Ha ha! Đàm Địa Quân cười ha hả, nói. Ngươi đúng là dám nói chuyện, đã tìm được ngươi thì ta không muốn nói chuyện bắt ngươi, cần ngươi hợp tác với chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này ngươi hợp tác cũng phải hợp tác, không hợp tác cũng phải hợp tác. Lý Vân Tiêu nói. Thật khí phách, là hợp tác với người hay là với Bác Đấu Tông? Ánh mắt Đàm Địa Quân nhìn qua hắn, trong miệng thở khẽ, nói. Bác Đấu Tông. Ba chữ này đã đại biểu lập trường của hắn, xem ra Đàm Địa Quân đã hoàn toàn bị Trương Lăng Hoa thuyết phục, toàn tâm toàn ý bán mạng cho Bác Đấu Tông. Có thể. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng mà, trước tiên người thanh toán tiền nợ với ta trước đã, lại nói chuyện hợp tác sau. Về phần ta có nguyện ý hay không? Phải xem các ngươi khai thẻ đánh bạc thế nào. Đừng nói Bác Đấu Tông, cho dù là Lam Tuyết Thánh Thành, chuyện ta không muốn làm thì bọn họ cũng không miễn cưỡng ta được. Lời này nói quá lớn, sắc mặt mọi người đại biểu. Trong thần sắc Đàm Địa Quân bắn ra hào quang lập lòe bất định, hắn biết rõ địa vị của Lý Vân Tiêu nhất định sẽ không đơn giản, nhưng cụ thể là lai lịch gì thì hoàn toàn không biết, hiện giờ nói ra lời to mồm như thế, cũng không biết là khoác lác hay hắn có lực lượng như vậy. Hắn hơi do dự, trước kia vừa phát hiện Lý Vân Tiêu thì nội tâm của hắn có ý định cho dù thế nào cũng phải mang về Bác Đấu Tông, cho dù là bắt giữ cũng được. Hiện tại thì hắn có băn khoăn, nói thẳng. Điều kiện của ta và ngươi có thể kết toán, nhưng mà hai chuyện của Bác Đấu Tông ngươi cũng phải đáp ứng, nếu không ta thiếu nợ ngươi cũng không cần nói nữa ta không định trả. Lý Vân Tiêu nhịn không được mắng. Thực tiện nhân, điều kiện gì, bây giờ nói mới có lợi. Đàm Địa Quân đồng ý 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch, không khác gì con số thiên văn, với hắn mà nói cực kỳ cần, không thể không lui một bước. Đàm Địa Quân đảo mắt qua những người còn lại, Tiêu Minh Huy khẽ cau mày nói. Nếu không phải Tân Nguyệt Tông của ta sẽ tránh đi một chút. Đàm Địa Quân khua tay nói. Không sao, cũng không phải là bí mật gì, sớm muộn cũng bị người biết rõ. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu nói ra. Một là được giao vật truyền thừa hóa lôi thần quyết ra,
đó chính là chí bảo của Bắc Đấu Tông, vốn không thể truyền ra ngoài, nhưng ngươi đã học được cũng thôi đi. Xem mặt mũi ngươi tìm về chí bảo của Bắc Đấu Tông cũng không truy cứu. Chuyện thứ hai, mang vật ngày đó ta đưa ngươi trả lại đây.